ở một không gian tĩnh lặng, bỗng có một đám người với vẻ mặt hoảng sợ, chạy tán loạn hô hào. Là giả, tất cả đều là giả, chạy mau đi, ai nói tên ma đầu đó công lực cạn kiệt chứ, rõ ràng hắn đã mạnh hơn lúc trước. Ngay phía sau họ là một bóng người đàn ông với vẻ ngoài uy nghiêm, khoác trên mình bộ áo choàng màu đen đoan trang. Đó là Lâm Thiên, người mà nửa tiếng trước còn là một tên công sở bình thường đã xuyên không đến đại lục Thương Nguyên này. Trong thế giới này, anh ấy đang nhập vào một ma đạo tổ sư Lăng Thiên, nghe danh đã khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ. Mới lúc trước năng lực của anh ta đã suy yếu, đám danh môn chính phái đó biết thế mới nhân cơ hội muốn diệt trừ anh. May mắn thay, hệ thống khu vực lúc đó đã kịp thời xuất hiện giải nguy, đột nhiên hệ thống khu vực thông báo cho cậu. Lăng Thiên được thưởng 100 điểm vì hoàn thành nhiệm vụ đã nương tay với danh môn chính đạo và không lạm sát vô tội. Lăng Thiên cảm thấy khó hiểu khi đường đường là một ma đạo tổ sư thế này mà lại phải làm việc thiện để kiếm được điểm trao đổi. Bản thông báo hiển thị tuổi thọ của cậu chỉ còn 7 tiếng 25 phút, anh lấy làm lạ khi công lực đã suy giảm và đến cái chết cũng cận kề. Anh ngờ nghịch hỏi đây chính là mở màn vào địa ngục trong truyền thuyết sao? Thế nên Lăng Thiên quyết tâm giữ mạng trước là tốt nhất. Cùng lúc đó, anh vô tình bóp vỡ chiếc thẻ hoàng phẩm với công dụng là đặc cấp giữ mạng, tăng tuổi thọ lên 15 ngày. Lăng Thiên nổi giận đùng đùng giơ nắm đấm tức giận hỏi bản hệ thống, một tấm thẻ mà chỉ thêm được 15 ngày thôi sao? Anh ta tiếp tục nhìn vào chiếc thẻ hoàng phẩm bên cạnh, là tặng trang bị à? Nghe tên có vẻ ngầu lòi đấy, nói xong anh liền muốn xem trang bị. Bỗng từ đâu những ánh sáng xanh bao phủ lấy cậu, mái tóc của cậu từ màu bạc đã chuyển sang màu đen. Những chòm tóc và râu trên mặt cậu giờ đây đã biến mất, chỉ xuất hiện một cậu trai trẻ vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cậu cảm thấy bản thân mình trẻ lại rồi. Và còn thắc mắc hình như linh vực chẳng tăng chút nào, máy thông báo khu vực hiển thị nhắc nhở hoàng thần túc nghiêm chỉ có thể khiến ký chủ trẻ lại và không làm biến đổi năng lực. Cậu thở một hơi chán nản nói, quà tặng tân thủ thì có đâu mà ngon, từ đâu có một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp ăn mặc gợi cảm với ánh mắt van xin. Hãy cứu tôi với tiền bối, cô gái xông vào lòng Lăng Thiên và ôm thật chặt anh. Anh ngơ ngác chuyện gì thế này, với vẻ mặt bối rối và ngại ngùng, cô gái ngước mặt lên thành khẩn cầu xin, tiền bối cứu tôi, có người muốn giết tôi. Từ đằng xa có ba người đàn ông với khuôn mặt giận dữ, sắc khí đáng sợ, người ở giữa nhìn còn đáng sợ hơn khi sau lưng ông ta là một cây đao to và dài. Ông ta mở miệng hỏi thứ cho vãn bối to gan, xin hỏi tiền bối có phải là chủ nhân của Tuyệt Tình Sơn không? Giáo chủ Huyền Kinh giáo Lăng tiền bối đây chứ? Lăng Thiên tự hỏi bản thân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân à, nhưng anh đang nhập vào một tên mà đạo tổ sư nên đây là cảnh ma đạo cứu mỹ nhân mới đúng. Lăng Thiên nhìn vào người đàn ông đó với một chút sự lo lắng nói nhỏ, dựa trên linh vực tên đó ít nhất cũng cảnh giới võ hồn mắc. Với trạng thái người thường của mình lúc này mà nói khó thắng được, hay là cứ mặc kệ cho rồi. Vừa dứt lời, bản hệ thống thông báo nhiệm vụ phụ của anh là cứu người như xây tháp 7 tầng đang ở tại Tuyệt Tình Sơn, không thể để người khác ngông cuồng, nhất định phải cứu nữ tử này để tích đức về sau khi thấy nhiệm vụ. Lăng Thiên chán nản áp tay lên mặt và bất lực không nói gì. Ba tên đó quỳ khuỵu xuống với giọng nói nghiêm túc thốt lên, hôm nay tự ý xông vào Tuyệt Tình Sơn đúng là do vãn bối ngu muội, nhưng vãn bối cũng là bất đắc dĩ. Mấy người đó tiếp tục nói, nữ tử đó canh me giết giáo đồ của u hồn chúng tôi, còn trộm thuốc quý và phá hoại nhiều báu vật trong môn giáo, vậy nên mới truy bắt đến cùng. Vừa dứt lời, nữ tử đang ôm Lăng Thiên tức giận lớn giọng nói, không phải như vậy. Lăng Thiên tiếp lời hỏi lại, các ngươi là người của u hồn giáo ư? Tên đứng giữa nói, đúng vậy, tại hạ là đường chủ U Lan Đường của u giáo hồi. Hắn bên ngoài nói chuyện lịch sự nhưng bên trong lại đang vênh váo nói giọng điệu khinh khỉnh, chắc là tên này sợ rồi. Dù gì u hồi giáo cũng là ma giáo đứng đầu thiên hạ hiện nay, hắn ta nhất định sẽ không đắc tội chỉ vì một nữ tử không biết điều đâu. Chưa kịp dứt suy nghĩ thì Lăng Thiên liền dùng đao chém một phát ngay giữa đầu của tên bên cạnh. Bản hệ thống cùng lúc đó hiển thị giết chết kẻ có mưu đồ mạo phạm đệ tử Tuyệt Tình Sơn, nhận điểm đổi 50 điểm. Trước sự bàng hoàng của ba người, anh ta tức giận quát, bản tôn không đội trời chung với u hồn giáo, hễ là người u hồn giáo giết chết không tha. Vừa rút chiếc đao của mình trên đầu tên kia ra, Lăng Thiên lại tiếp tục đổi mục tiêu ra hai người còn lại. Tên ở giữa nghiến chặt răng khi Lăng Thiên chuẩn bị chém đao vào người hắn, đột nhiên nắm cổ áo của tên còn lại để làm bia chắn cho mình. Nhưng hai người vẫn không hề hấn gì, Lăng Thiên sậm mặt, chỉ cần mình nhanh hơn một chút là có thể đâm chết tên kia rồi, đáng tiếc. Tên đó cắn chặt răng kìm nén hỏi, Lăng tiền bối tại sao ngài làm vậy, nữ tử đó đáng để ngài làm vậy sao? Lăng Thiên tức giận đáp ngược lại, bản tôn cho phép người hỗn láo như vậy bao giờ, đừng nói chi là giáo chỉ Lâm Mục Huyền của các người, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây chưa chắc dám chất vấn bản tọa như thế. Tên đó vẫn lì lợm cãi lại, chính bởi vì ngài là sư phụ của giáo chủ đại nhân u hồi giáo chúng tôi, cũng chính là ma đạo tổ sư, vậy nên mới kính nể ngài ba phần, nhưng đừng tưởng tôi đây sợ ngài. Lăng Thiên tức giận cắm thật mạnh kiếm xuống đất, cậu hạ giọng nói lại một lần nữa, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa đệ tử của ngươi cút ngay. Tên còn lại sợ hãi giọng run rẩy cầu xin tên kia rút lui. Bỗng tên kia bật cười khoái chí, Lăng Thiên tôi khuyên ngài đừng đóng kịch nữa, dù lúc trước ngài có uy nghiêm nhưng bây giờ qua mấy chục năm nên bây giờ ngài cũng hết thời rồi. Vừa nói xong, tên kia giơ ra chiếc đao to và nhọn của mình với sắc khí đáng sợ, gương mặt gian manh lớn tiếng thách thức nói, ngoan ngoãn giao người cho tôi đi, nếu không đừng trách tôi vô tình. Vừa dứt lời, hắn liền nhảy phốc lên tiến về phía Lăng Thiên, vừa nói vừa chém đao về phía Lăng Thiên. Thế thì cứ thử xem, nữ tử ở đằng xa lo lắng, cây đao gần như chuẩn bị chém vào người anh. Ngay trong khoảnh khắc đó, tên kia bỗng run lẫy bẫy vì cây đao không nhúc nhích được, Trần Tuyết quỳ gối, đôi mắt ướt nhòe hạ giọng nói, xin tiền bối hãy thu nhận Trần Tuyết.
cả đời này nhất định hầu hạ tiền bối, làm trâu làm ngựa. Lăng Thiên vẻ mặt bên ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong lại có chút bất ngờ. Cậu suy ngẫm lại lời cô vừa nói. Cả đời làm trâu làm ngựa sao? Khoan đã, bây giờ mình là ma đạo tổ sư kia mà. Không thể dễ dãi vậy được, cậu tiếp lời sau khoảng không chết lặng. Ngươi có biết đây là đâu và bổn tọa là ai không? Cô nhanh chóng đáp. Trần Tuyết biết, sau đó tiếp tục nói, nơi này là ma đạo thánh vực. Tuyệt Tình Sơn, nơi tọa lạc Huyền Minh giáo. Cô ngước đầu lên nhìn Lăng Thiên, tiền bối là giáo chủ Huyền Minh giáo, cũng chính là ma đạo tổ sư đứng đầu ma đao thiên bàng. Lăng Thiên vẻ mặt uy nghiêm nói, nếu ngươi đã biết, tại sao còn quỳ xuống cầu xin bản tọa giữ ngươi lại? Ngươi không sợ bản tọa tức giận rút xương ngươi đốt lò sao? Vẻ mặt Trần Tuyết sợ sệt, cả người run sợ, miệng lắp bắp không thành câu. Trần Tuyết sợ, nhưng từ nhỏ Trần Tuyết được dạy phải ghi nhớ công ơn, nhất định báo đáp. Huống chi tiền bối vừa cứu Trần Tuyết một mạng, mạng này của Trần Tuyết chính là của Lăng tiền bối. Trần Tuyết cúi đầu khẩn cầu Lăng tiền bối thu nhận Trần Tuyết. Một lát sau, Lăng Thiên đưa Trần Tuyết đến Tuyệt Tình Sơn, nơi đây bụi bặm phủ kín. Trần Tuyết nhìn qua không khỏi bất ngờ, nội tâm thầm cảm thán, nơi này chính là Huyền Minh giáo từng một thời đứng đầu thiên hạ sao? Cảm giác đã rất lâu rồi chưa có người quét dọn. Lăng Thiên đi trước nói, đây chính là ma đạo thánh vực mà ngươi nói, khác với tưởng tượng của ngươi đúng không? Trần Tuyết đi sau im lặng không nói gì. Trần Tuyết nghĩ thầm, nghe nói năm đó Lăng Thiên công lực sụt giảm vì đại hạn nghìn năm, Huyền Minh giáo từ đó phân tán, không ngờ lại hoang tàn đến mức này. Dòng suy nghĩ tiếp tục chạy trong đầu, như vừa rồi hắn ta rõ ràng có thể khống chế không gian xung quanh, sức mạnh cỡ này ít nhất cũng phải võ đế đại viên cấp cao nhất mới có thể làm được. Trần Tuyết ngờ vực, đại hạn nghìn năm lẽ ra còn đứng không vững mới đúng chứ? Vì quá nhập tâm, Trần Tuyết bị tiếng bước chân lớn làm cho giật mình. Lăng Thiên quay đầu nói, đây chính là hiện trạng sơ lược của cả chủ điện, còn về những điện phụ khác có rảnh thì tự xem đi, ta đi nghỉ ngơi một lát, nấu xong cơm thì gọi ta. Trần Tuyết cúi đầu tuân mệnh, về tới phòng. Lăng Thiên thở dài, cuối cùng cũng cắt đuôi được cô gái đó. Lăng Thiên ra lệnh cho hệ thống mở giao diện cá nhân, hệ thống ngay lập tức đã mở ra. Điểm đã đạt 1950 điểm, Lăng Thiên có chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ đã có nhiều điểm đổi như vậy. Mở cửa hàng ra xem thử, vừa tìm kiếm trong cửa hàng, Lăng Thiên vừa lẩm bẩm, tăng thời gian tuổi thọ là quan trọng nhất, mua một ít thẻ giữ mạng trước đã. Nhìn giá thẻ giữ mạng, Lăng Thiên bực ngang, giá gì mà cắt cổ vậy trời, lấy một tấm huyền phẩm sơ cấp xem sao. Tấm huyền phẩm sơ cấp được chọn, Lăng Thiên cầm lấu bóp chặt tấm thẻ, tuổi thọ được tăng từ 15 ngày thành 45 ngày. Lăng Thiên lại kiểm tra thêm những mặt hàng khác, thẻ loại tấn công bán giá này. Đùa nhau đấy à, hay là mua một thẻ phạm vi khu vực đi, nghĩ rồi cậu liền đưa tay bấm chọn. Bất chợt dưới chân phát ra ánh sáng, hệ thống báo tăng phạm vi khu vực từ 10 lên 22cm. Lăng Thiên sầu não, thẻ đắt như vậy mà tăng được có chút. Thế này biết bao giờ mới làm chủ được trời đất đây. Lăng Thiên mở mắt ra, nhìn vào ký hiệu phần quà, mỗi lần tiêu hao 50 điểm đổi, mỗi lần rút thưởng tăng 7 điểm may mắn. Tích đủ 10 điểm may mắn hay bội số của nó nhất định có được một gói quà lớn bí mật. Vẻ mặt Lăng Thiên sáng bừng, đúng là ông trời không triệt đường sống của ai mà. Cậu nhất bàn tay lên, nó run rẩy không ngừng. Lăng Thiên cầm lấy ngón trỏ chấn áp lại, trông cậy hết vào mày đấy. Lăng Thiên nhấn vào hộp quà, ngay sau đó hệ thống báo lại điểm may mắn tích lũy là 1. Lăng Thiên không kiềm nổi cơn giận mà hét lên. Cậu tự nhủ bản thân, lần sau nhất định một phát ăn ngay. Hệ thống lại thông báo, điểm may mắn tích lũy là 2. Cứ thế Lăng Thiên thử lại vô số lần. Đến khi hệ thống báo đủ 10 điểm, Lăng Thiên như hồn bay phách lạc. Thông báo lại một lần nữa được gửi đến, điểm đổi còn lại là 50. Có tiếp tục rút thưởng không? Bàn tay Lăng Thiên không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ vào ngón tay, Lăng Thiên buộc miệng mà chửi thề, nhưng rồi cậu vẫn bấm chọn. Chốc sau hệ thống thông báo nhận được phần quà lớn, một thẻ khu vực sơ cấp huyền phẩm, một thẻ đặc hiệu trung cấp địa phẩm, công pháp đặc cấp huyền phẩm Liên Tâm Hoa Vũ Đồ toàn tập, một thẻ phản công tuyệt đối cao cấp thiên phẩm. Điểm tích lũy may mắn là 11, Lăng Thiên nhảy cẫng lên vui mừng. 550 điểm rút được nhiều đồ như vậy, còn có một bộ công pháp đặc cấp thiên phẩm. Đúng là chúng lớn rồi, hệ thống lại gửi đến yêu cầu. Có tiêu 10 điểm mở một gói quà bí mật không? Lăng Thiên không chút do dự mà đồng ý ngay. Trong giây lát hệ thống đã gửi lại kết quả, chúc mừng ký chủ nhận được con mắt thẩm phán. Hệ thống tiếp tục, giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán, con mắt thẩm phán có thể đoán định phân biệt giám sát độ trung thành của người khác với ký chủ khi phát hiện bất trung với ký chủ. Ký chủ có thể thao túng con mắt thẩm phán thực thi hình phạt, con mắt thẩm phán có hiệu quả vĩnh cửu. Có muốn kích hoạt không? Lăng Thiên vui vẻ chọn kích hoạt, hệ thống nhắc nhở. Lực thực thi hình phạt, đối phương phải nhìn thẳng vào mắt ký chủ ít nhất 3 giây trở lên. Trừng phạt nặng nhẹ dựa vào độ trung thành của mục tiêu cao hay thấp, vẻ mặt Lăng Thiên trở nên nguy hiểm. Hay lắm, cậu quyết định thử năng lực này xem sao, bữa cơm đã được chuẩn bị xong. Lăng Thiên nhìn món ăn trên bàn gật gù, nha đầu này cũng tháo vát phết đấy chứ. Trần Tuyết tay cầm đĩa thức ăn từ trong bếp ra. Thấy Lăng Thiên đã ngồi đó, cô bất giác hỏi, tiền bối nghỉ ngơi xong rồi ạ? Cơm đã nấu xong, ngài có thể dùng bữa được rồi. Lăng Thiên kích hoạt đôi mắt thẩm phán với Trần Tuyết, hệ thống sau khi giả soát phân tích cho thu về kết quả. Mặc Trần Tuyết, nhân tộc võ hồn đại viên cấp cao nhất, đệ tử Nguyên Tinh Nguyệt Môn, sư phụ là môn chủ Cát Hiểu Mộc, bây giờ là A Hoàng của ký chủ. Tu luyện cuốn Thượng Tâm Pháp Thanh Liên trung cấp huyền phẩm, Kiếm Pháp Thanh Liên cao cấp huyền phẩm, đã đến tầng 7. Độ trung thành 10%,
nhận định người bất trung. Hệ thống nhắc nhở, chỉ cần độ trung thành thấp hơn 10%, kiến nghị sử dụng con mắt phán quyết để trừng phạt đề phòng bất trắc. Lang Thiên phân vân không biết có nên trừng phạt không, độ trung thành 10%, sao lại thấp thế chứ? Lang Thiên ngờ vực. Người như vậy quay lưng một phát đã có thể đâm sau lưng bạn một nhát đau điếng. Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, Lang Thiên tay cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Ngay khi vừa cho vào miệng, vị giác như bùng nổ. Lang Thiên nhắm mắt cảm nhận, mặc dù không phải sơn hào hải vị, nhưng mùi vị này thật khiến người ta nhớ hơi ấm gia đình biết bao. Đúng là không thể ngờ, bỗng hệ thống kích hoạt nhiệm vụ phụ. Nhân vô thập toàn, vạch trần ý đồ thực sự Trần Tuyết tiếp cận ký chủ. Hướng cô ta theo thiện nhắc nhở từ hệ thống. Ký chủ nhất định phải nghĩ cách vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc để tăng độ trung thành của Trần Tuyết với ký chủ, sau này sẽ có việc dùng đến. Vẻ mặt Lang Thiên trầm mặc, trong lòng tức giận. Ăn một bữa cơm mà cũng có nhiệm vụ, đúng là hết nói nổi. Trần Tuyết nhìn thấy Lang Thiên không vui, trong lòng có chút sợ hãi, cô nghĩ thầm, biểu cảm của tiền bối trông đau khổ như thế. Lẽ nào, giọng nói Trần Tuyết run run cất lên, tiền bối, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Trần Tuyết giờ đi làm lại ngay. Cô vừa đứng lên chưa kịp quay đi thì đã bị Lang Thiên gọi lại, ngồi xuống, Trần Tuyết giật mình ngồi xuống theo cảm tính. Hai mắt nhắm nghiền lại rõ sợ hãi, Lang Thiên ra lệnh cho cô mau chóng ăn đi. Vẻ mặt khó hiểu hiện trên khuôn mặt Trần Tuyết, trong lòng thầm nghĩ. Thế này là bảo mình ăn thử xem khó ăn cỡ nào sao, lúc nãy rõ ràng mình nếm thử vẫn ổn mà. Khuôn mặt Lang Thiên tối sầm, lẽ nào bổn tọa phải đích thân đút cho cô ăn ư? Trần Tuyết run rẩy, sợ đến phát khóc, tiền bối, Trần Tuyết biết lỗi rồi. Trần Tuyết tình nguyện chịu phạt, Lang Thiên trả lời, nếu đã biết sai, thế ngươi nói cho bản tọa biết xem ngươi sai ở đâu nào. Trần Tuyết nhìn Lang Thiên, hai mắt ướt nhòe, Trần Tuyết nấu ăn không ngon khiến tiền bối không nuốt trôi. Sau này Trần Tuyết sẽ cố gắng cải thiện tay nghề, không để tiền bối thất vọng. Lang Thiên đập đũa mạnh xuống bàn lớn giọng hỏi lại, chỉ vậy thôi sao? Mặc Trần Tuyết, Trần Tuyết càng hoảng loạn hơn, giọng nói yếu ớt. Trần Tuyết không biết, xin tiền bối chỉ dạy. Lang Thiên dần hạ giọng xuống trả lời cô, được. Bản tọa cho ngươi hai gợi ý, Tịnh Nguyệt môn, Thanh Liên tâm pháp. Trần Tuyết nghe xong liền quỳ kệ xuống đất, miệng liên thiên không ngừng, Trần Tuyết biết tội. Trần Tuyết biết rõ che giấu tiền bối tội chết không tha, nhưng xin tiền bối nghe Trần Tuyết giải thích. Lang Thiên giọng nghiêm túc nói với Trần Tuyết, bản tọa cho ngươi một cơ hội, nói rõ mục đích của ngươi khi đến Huyền Minh giáo, nếu có nửa lời dối trá, giết không tha. Cậu dùng ánh mắt vô cùng hung ác nhìn Trần Tuyết, Trần Tuyết lần này sợ rồi. Cô quyết định kể hết sự tình cho Lang Thiên, bản thân cô vốn là đại đệ tử của môn chủ Cát Hiểu Mộc ở Tịnh Nguyệt môn. Do ban chủ lúc trước ra ngoài bị U Hồn giáo tính kế hại chết, Tịnh Nguyệt môn sau đó liền bị sáp nhập vào U Lan đường của U Hồn giáo. Do tên Cát Long Tuyền lúc nãy dám mạo phạm đến Lang Thiên cầm đầu, hắn giam lỏng cô trong Tịnh Nguyệt môn vì muốn cô gả cho con trai của hắn. Trần Tuyết vừa nói vừa khóc, cô vốn đã có ý định tự sát nhưng khi nghĩ đến cái chết của sư phụ cô liền không cam tâm. Trải qua một năm chịu nhục, cô định hôm nay trả thù nhưng cuối cùng lại không đủ sức, thế nên Trần Tuyết quyết định dụ Cát Long Tuyền đến Tuyệt Tình Sơn, lợi dụng anh để giải quyết hắn, sau đó dựng lên vở kịch để anh cứu cô, lấy cớ báo đáp để Lang Thiên giữ cô ở lại Tuyệt Tình Sơn. Lang Thiên tiếp tục vạch trần cô, rằng cô hầu hạ bên cạnh anh là để tìm kiếm cuốn hạ của kiếm pháp và tâm pháp Thanh Liên. Mục đích là để sau khi học xong hết sẽ quay về trả thù bọn U Lan Đường, đó mới thực sự là mục đích mà cô tiếp cận Lang Thiên. Trần Tuyết lúc này nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn, liền quỳ rạp xuống đất mà xin Lang Thiên kết liễu mình vì được chết trong tay anh là phước phần ba đời của Trần Tuyết. Ngay lập tức cậu đứng dậy, ánh mắt lại tỏ ra sắc khí vô cùng đáng sợ. Anh cao giọng trả lời nếu cô đã thừa nhận thì anh sẽ trừng trị cô một cách nghiêm khắc. Sau đó liền giơ tay ra hướng về phía cô. Trần Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng cơn đau sắp ập tới, nhưng đợi mãi cô lại chẳng cảm thấy gì cả. Thứ cô nhận được là một bàn tay ấm áp đang xoa lấy đầu của cô. Trần Tuyết đứng hình nhìn anh nhưng anh lại nói rằng kể từ hôm nay cô sẽ chính thức trở thành đệ tử đầu tiên trong nghìn năm nay của anh. Cô sẽ phụ trách nơi ăn trốn ở và lịch trình làm việc cho Lang Thiên. Trần Tuyết nghe thấy thế cảm động đến sắp khóc. Lang Thiên đang không hiểu biểu cảm của cô có ý gì thì cô liền ôm lấy tay anh mà khóc lớn. Bất ngờ hệ thống lại hiện lên báo độ trung thành của Trần Tuyết đã tăng lên 60%. Anh được nhận 500 điểm. Tiếp theo đó là cơn mưa phần thưởng đến từ việc hoàn thành nhiệm vụ khiến Lang Thiên phải sáng mắt lên. Một nhiệm vụ là vạch trần mục đích thật sự Trần Tuyết tiếp cận anh được thưởng 1.000 điểm. Một nhiệm vụ là cảm hóa lòng người hướng thiện thu nhận Trần Tuyết làm đệ tử thưởng thêm 1.000 điểm. Lang Thiên vui mừng khôn xiết. Thế là lại có điểm để chơi tiếp rồi. Hai bản kích hoạt nhiệm vụ sau đó cũng xuất hiện, chắc là do sợ anh không đủ điểm để xài. Một nhiệm vụ là tăng độ trung thành của Trần Tuyết lên 80%, cái còn lại là giúp Trần Tuyết trưởng thành hướng thiện và trở thành một nữ anh hùng đội trời đất. Tại đại bản danh U Hồn giáo Thanh Long Phong, tên thuộc hạ đang xác thực tin tức với ban chủ của mình. Hắn nói không biết Lang Thiên đã nhận được năng lực gì mà lại có được sức mạnh trấn áp được tông chủ trưởng môn của các môn phái, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến Lang Thiên lấy ngón tay làm kiếm, thi triển tại chỗ tuyệt kỹ Thương Vân Nhất Kiếm của Thương Vân phái, làm trưởng môn Thương Vân Lý Vân Thiên tan tành khói bụi ngay tại chỗ. Trong giáo đường mọi người đang không ngừng bàn tán, bọn họ không thể tin được mười mấy vị trưởng môn tông chủ cùng ra tay nhưng tên Lang Thiên đó vẫn chống lại được ư? Hơn nữa tu hành nghìn năm qua đã đạt đến cực điểm mà vẫn có thể có linh lực mạnh đến như vậy sao? Lẽ nào thực lực của Lang Thiên vẫn còn nằm ở cảnh giới đỉnh cao, một chiêu đã làm cho người khác tan thành mây khói? Bỗng có một người lên tiếng, hắn ta vốn là ma đầu Lang Thiên thì làm sao chuyện đó lại không thể chứ? Người này chính là Ngụy Thiên Thừa, nhị đương gia U Hồn giáo.
Không lâu sau, một tên khác chạy vào bẩm báo rằng đường chủ của U Lan Đường Cát Long Tuyền hôm nay đã ngã xuống ở Tuyệt Tình Sơn. Mọi người nghe thấy đều bất ngờ hối thúc tên đó tiếp tục kể rõ sự tình. Hắn gấp gáp kể lại rằng đang đuổi theo phản đồ Trần Tuyết, không ngờ gặp phải Lang Thiên. Lang Thiên thẳng tay giết chết đường chủ xong bảo tên đó chuyển lời về cho giáo chủ của bọn chúng, còn bảo nhất định sẽ cùng tên giáo chủ kia ôn lại chuyện xưa, nên hắn phải ngoan ngoãn đợi đó, nếu không Lang Thiên sẽ giết chết hắn. Tên giáo chủ nghe vậy liền tức đến nổi bóp nát chén rượu đang cầm trong tay, làm tên kia sợ hãi đến run hết cả người. Tên giáo chủ trầm giọng nói: "Đã đến lúc quay lại thăm lão sư phụ rồi." Tại Tuyệt Tình Sơn, một tiếng hắc hơi vang lên. Trần Tuyết thấy thế liền lo lắng, không biết sư phụ có cần đốt than cho ấm hay không. Bỗng hệ thống hiện lên báo rằng lời của mình đã được chuyển đến ác đồ Lâm Mục Huyền, khiến hắn đề cao dè chừng. Kích hoạt hiệu quả kiểm soát của con mắt thẩm phán và cậu được cộng thêm 200 điểm, trong đó còn hiện lên những kỹ năng vũ khí và mức độ tu luyện của tên này. Thấy trong đó có mục độ trung thành âm 80%, Lang Thiên lạnh người, bộ tên này muốn băm mình ra thành trăm mảnh ư? Lúc này Trần Tuyết liền tiến lại gần đề nghị muốn được đấm bóp vai cho cậu thì liền bị cậu nhắc nhở. Trần Tuyết biết ý liền nhận sai. Lúc này hệ thống liền báo rằng độ trung thành của cô đã tăng lên 65%, bỗng nhiên có một con bồ câu trắng bay đến, Trần Tuyết liền nhảy lên bắt lấy. Vẻ mặt cô hoang mang tột độ khi cầm lá thư trong tay, bên trong bảo rằng 2 ngày nữa sẽ lôi tất cả sư tỷ sư muội của cô nhốt ở đại lao ra tử hình. Lang Thiên thấy thế liền tiến lại gần hỏi cô có muốn cậu ra tay hay không, nhưng Trần Tuyết lại từ chối vì không muốn người khác hiểu lầm mà tăng thêm tiếng xấu. Vậy nên cô nói với cậu là sẽ tự đi giải cứu họ một mình. Cô vừa nói vừa run rẩy mong cậu sẽ cho cô xuất môn đi giải cứu bọn họ. Lang Thiên cũng đồng tình nên cậu quyết định 2 ngày sau sẽ cho cô đi cứu người diệt trừ U Lan Đường. Lang Thiên đặt tay lên vai Trần Tuyết bảo rằng nếu cô đã là người của Huyền Minh giáo thì chuyện này cậu nhất định phải lo. Trần Tuyết cảm động quỳ xuống bày tỏ lòng thành, nhất định cô sẽ vì cậu mà toàn tâm toàn ý cho dù có là lên núi cao hay xuống biển lửa. Nhiệm vụ mới lại được kích hoạt, đó là giải cứu Tịnh Nguyệt Môn San bằng U Lan Đường. Đồng thời độ trung thành của Trần Tuyết lại được tăng lên 75%, cậu sau đó giơ một ngón tay lên bảo cô đi chuẩn bị món bồ câu trên cho cậu. Sau đó Trần Tuyết liếc nhìn con bồ câu đáng thương đang đứng bên cạnh với ánh mắt đầy thâm độc, lát sau cậu vào phòng và quyết định dùng điểm đổi để làm thứ gì đó. Nhưng trước tiên cậu quyết định dùng thẻ rút thưởng mà lúc trước bản thân vẫn chưa dùng. Sau đó cậu chọn lấy một thẻ khu vực sơ cấp huyền phẩm, sau khi bóp nát nó bỗng nhiên xung quanh cậu phát ra một luồng hào quang. Thế là bán kính thi triển kỹ năng lại tăng từ 22cm sang 522cm, sau đó cậu liếc nhìn con bọ phía đối diện và thi triển kỹ năng. Trong chốc lát con bọ ấy bị khống chế bay gần lại phía cậu. Tất cả mọi sự vật trong phạm vi 5m đều sẽ bị cậu thao túng cho dù là cử động hay là sống chết, sau đó con bọ ấy bị nổ banh xác. Nhưng suy cho cùng năng lực này lại vô cùng tiêu hao linh lực, nhất định cậu sẽ không sử dụng tùy tiện nếu chưa đến thời khắc mấu chốt. Lang Thiên chắc chắn U Lan Đường sẽ là một trận ác chiến, ngoài tên tam đệ tử kia còn có những tên đệ tử đáng nguy hiểm khác. E rằng bọn chúng nhất định sẽ đến để trợ giúp. Đến lúc đó sẽ chẳng ai có thể biết được những tên đó sẽ gây ra chuyện gì, lành thì bọn chúng sẽ đứng ở một bên quan sát tình hình. Giữ thì sẽ cùng nhau liên thủ giết chết sư phụ của mình, vì thế nên cậu quyết định chuẩn bị trước cho mình một vài con át chủ bài. Sau đó Lang Thiên mở cửa hàng thấy bên trong có rất nhiều ưu đãi. Cậu liền nhấn vào xem thử, trước mặt cậu hiện lên 3 tấm thẻ. Thẻ đầu tiên mang lại sức mạnh tuyệt đối cho cậu trong vòng 5 phút, thẻ thứ hai trong vòng 10 phút sẽ có thể chống lại tất cả các công kích ở mọi cấp độ và biến nó thành của mình. Thẻ cuối cùng là sức mạnh giải phóng 3 lần càng ngày càng mạnh khiến các cảnh giới thấp kém hơn bị đông cứng cơ thể ít nhất 10 giây. Mỗi thẻ trả 500 điểm nên Lang Thiên liền không ngần ngại mà bấm chọn cả 3. Những đạo cụ này tuy thời gian sử dụng ít đi nhưng hiệu quả lại không hề thay đổi gì. Hơn nữa giá lại còn rẻ hơn gấp 10 lần so với giá gốc, nhưng vì đã hết điểm đổi nếu không cậu nhất định sẽ mua thêm vài tấm. Điểm dư còn lại đương nhiên là cậu sẽ mang đi rút thưởng rồi. Lang Thiên liên tục dùng điểm thưởng của mình để rút, nhưng rút mãi mới chỉ lên có 3 điểm may mắn. Rút đến chiều thì cuối cùng điểm của cậu cũng đã tích lũy được 10 điểm may mắn làm Lang Thiên bất lực. Tiếp đó cậu dùng điểm may mắn để đổi lấy gói quà bí mật, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ chiếu sáng cả khuôn mặt Lang Thiên. Quay lại trong bếp, Trần Tuyết đang nêm nếm lại mùi vị, cô đang vui vẻ nghĩ rằng sư phụ chắc chắn sẽ thích món mình nấu thì bỗng dưng phát hiện bên ngoài cửa sổ đang có thứ gì đó. Trước mắt cô giờ đây là một con phượng hoàng lửa đang bay lượn trên bầu trời, còn trên lưng nó là Lang Thiên. Những tên thuộc hạ của các giáo đường được phái tới dò thám cũng lần lượt chứng kiến. Bọn chúng bèn lấy bồ câu của mình ra chuẩn bị đưa tin nóng này về cho các giáo chủ. Ngay sau khi những con bồ câu được thả ra, Lang Thiên liền ra lệnh cho Trùng Minh Điểu lôi mấy con bồ câu đó về. Ngay sau đó Trùng Minh Điểu kêu lên một tiếng. Mấy con bồ câu kia nghe thấy lập tức bay về phía cậu trước sự ngỡ ngàng của những tên trinh thám kia. Một nhiệm vụ mới lại hoàn thành, cậu nhận được thêm 500 điểm. Sau đó cậu liền cảnh cáo bọn ở dưới. Nếu để cậu gặp lại chúng một lần nữa chắc chắn bọn chúng sẽ bị cậu giết chết. Việc thành công đuổi hết bọn mật thám đã giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa nhận 500 điểm. Kết thúc cậu cùng Trùng Minh Điểu đáp xuống mặt đất. Quả này đúng là hời to vì không ngờ sẽ mở ra được thần thú siêu thiên phẩm đặc cấp như vậy. Trần Tuyết ở đằng sau đang cầm món bồ câu trên run rẩy nhận ra, đó thực sự là sư phụ của cô. Người này có khi đã đạt đến cảnh giới võ thần đại nguyên mắc rồi, đã thế còn nhận cô làm đệ tử, rốt cuộc cô đã tu bao nhiêu kiếp mới đổi lấy được phúc phần này. Độ trung thành của Trần Tuyết lại tiếp tục tăng lên 80%, do hệ thống thông báo điểm thưởng nên cậu nhanh chóng nhận ra Trần Tuyết đang ở phía sau mình. Lang Thiên quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Tuyết đang cúi mặt.
còn trên tay là món bồ câu chiên, thấy cũng tiện nên cậu liền giao đám bồ câu còn lại cho Trần Tuyết xử lý luôn. Bọn bồ câu thấy đồng loại của mình đang nằm trên đĩa thì liền sợ hãi tột độ. Tối đó khi Trần Tuyết đang ngủ, sau lưng cô lộ ra một dấu ấn kỳ lạ, trên đó đang có những vết nứt lan ra khắp người của cô. Trần Tuyết khó chịu mở mắt nhưng đôi mắt cô đã thay đổi không giống với bình thường nữa. Vào ban đêm khi Lăng Thiên vẫn còn đang ngủ, bỗng có bước chân bước vào phòng của cậu. Cậu bất chợt tỉnh giấc, trước mắt mình là một cô gái kỳ lạ. Lăng Thiên sau đó liền mơ hồ nhận ra đó là Trần Tuyết. Cô không nói gì liền ra tay trước nhưng Lăng Thiên đã không còn ở đó nữa. Lăng Thiên hỏi cô muốn làm gì nhưng cô lại không trả lời ngoài việc lẩm bẩm từ phải giết sư phụ. Trần Tuyết lúc này đã không còn là chính mình nữa rồi. Sau đó cậu thấy trên lưng Trần Tuyết có một ký hiệu liền nhận ra đó là thực hồn khí độc đơn. Nó là một loại độc khiến người sử dụng có thể mất đi lý trí, kích hoạt được tiềm năng bên trong và thực lực tăng mạnh làm người đó trở thành một ác ma sát thủ. Chắc hẳn loại độc này là tác phẩm của đệ tử thứ tư của cậu. Lăng Thiên còn đang nghĩ không biết tại sao cô lại trúng loại độc này thì cô liền xông tới tấn công cậu. Tuy Lăng có thể né được nhưng tốc độ của Trần Tuyết lúc này cực kỳ nhanh, thoáng chốc mà đã biến mất trước mặt cậu và xuất hiện tấn công từ phía trên. Lăng Thiên biết lần này không thể né được nữa rồi bèn kích hoạt khu vực tuyệt đối. Bàn tay kia của Trần Tuyết đã gần sát mặt của Lăng Thiên nhưng do kỹ năng của cậu nên cô không thể chạm tới được. Cô không ngừng lẩm bẩm từ giết hắn. Lăng Thiên lúc này nhận ra thời gian sử dụng khu vực tuyệt đối sắp hết hạn rồi, cậu liền bảo hệ thống mở cửa hàng và mua một viên thuốc nhét thẳng vào miệng cô. Với công năng của thuốc, độc tố trong người của Trần Tuyết mau chóng tan đi. Đôi mắt cô dần trở lại bình thường và cô cũng chóng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô bỗng hét lớn vì thấy được bản thân đang ngủ trong phòng của sư phụ. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ rằng bản thân tối qua đã trúng độc tẩu hỏa nhập ma. Sau đó cô mặc quần áo của mình và nghĩ rằng tối qua chẳng lẽ cô đã tấn công sư phụ của mình và được cứu ư? Sau đó Lăng Thiên cũng mở cửa bước vào với một khuôn mặt đen kịt. Trần Tuyết thấy thế liền hỏi thăm cậu, nhưng cậu lại trả lời là do thấy đói bụng nên nướng tạm một con bồ câu để ăn. Lăng Thiên nói rằng bản thân bị cô hành hạ một đêm làm cô ngượng đến đỏ cả mặt. Xong cậu đưa cho cô quyển Thanh Liên Tâm Pháp bảo cô đi tu luyện đàng hoàng. Theo đó là viên địa phẩm sơ cấp thiên linh nguyên khí, cậu còn nói rằng khi nào cô thấy không ổn thì nên dùng nó. Vì tối qua đã dùng một viên nên ở đây chỉ còn hai viên mà thôi. Trần Tuyết sau đó vì cảm động mà khóc òa lên, từ sau khi trưởng môn mất, trái tim Trần Tuyết cũng đã bị đóng băng nhưng sự ấm áp của Lăng Thiên đã làm nó tan chảy. Kể từ hôm đó cô đã thầm lập một lời thề rằng sẽ không bao giờ phụ lòng sư phụ của mình. Sau đó cô liền chuyên tâm tu luyện vì không muốn bản thân do quá yếu ớt mà liên lụy Lăng Thiên. Bỗng nhiên có một người đàn ông kỳ lạ làm gián đoạn quá trình tu luyện của cô. Hắn hỏi cô là ai, sao lại dám xông vào Huyền Minh giáo và đe dọa cô. Nếu không muốn chết thì mau chóng biến khỏi đây. Võ tu bao gồm 10 cấp, mỗi cấp lại có 5 cảnh giới. Cấp cao thì có thể phán đoán được cảnh giới của cấp thấp từ linh lực phát ra trên người họ, nhưng cấp thấp thì ngược lại. Bởi vì họ chưa từng cảm nhận được phạm vi của linh lực cấp cao hơn nên không thể đoán được chuẩn xác cấp bậc của đối thủ. Người có linh lực trước mặt đã vượt xa tầm hiểu biết của cô ấy, đối với những kẻ địch mạnh hơn cô chỉ có thể động thủ trước. Mặc lời cảnh báo của người trước mặt, cô bất ngờ xông tới nhưng người kia đã mau chóng tiến ra phía sau cô. Lần này cô thất bại có nghĩa là cô phải đối mặt với cái chết. Bỗng có một thanh kiếm đỡ lấy để bảo vệ Trần Tuyết. Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy người đó chính là sư phụ của mình. Người đàn ông kia cũng cất tiếng chào đối với Lăng Thiên rằng anh ta cũng chính là đệ tử của cậu. Trong lúc Trần Tuyết rơi vào tình thế nguy cấp thì Lăng Thiên đã kịp thời xuất hiện. Anh dùng vũ khí của mình cắt ngang đường kiếm từ nam nhân áo đen. Người nam nhân kia thấy anh liền chào hỏi, còn gọi anh hai tiếng sư phụ. Thế nhưng đáp lại lời chào kia chỉ là vẻ mặt vô cùng rừng rưng của Lăng Tiêu. Nhìn thấy một màn đấu mắt căng thẳng diễn ra ngay trước mặt, Trần Tuyết lúc này đang bị kẹp giữa hai người cũng trở nên bối rối. Dựa vào lượng thông tin mà hệ thống cung cấp, Lăng Thiên dễ dàng nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình chính là tên ác đồ đầu tiên ở đời trước Câu Văn Diệu. Hắn hiện tại đạt đến cảnh giới nhân tộc võ thần hậu kỳ, là đỉnh phong sở hữu thiên phẩm đặc cấp. Lăng Thiên dùng ánh mắt dò xét nhìn Văn Diệu một lúc lâu, quyết định thử nghiệm uy lực của con mắt phán đoán, nghĩ là làm, anh hô to một chữ, "Giáng!" làm cho Văn Diệu ở phía bên kia không khỏi thắc mắc. Hắn thầm nghĩ bấy giờ rõ ràng trời đang nắng, làm sao có xét được. Dường như phát hiện ra điều gì, Văn Diệu đột ngột lùi về sau, nhưng cuối cùng vẫn bị sét đánh trúng. Trần Tuyết đứng ở một bên lén nhìn Lăng Thiên, nghi vấn rằng thiên lôi lẽ nào là do anh gọi đến sao. Còn về phía Lăng Thiên, sau khi nhận ra uy lực của dị năng mình đang sở hữu, cộng thêm việc trừng trị được kẻ ác, anh không ngừng cười thầm trong lòng. Thế nhưng Văn Diệu dường như chẳng có hề hấn gì sau sự công kích trực diện đến từ con mắt phán đoán. Hắn ta bám trụ bằng thanh kiếm của mình, cau mày bảo vũ khí Thiên Long Tước Đao thuộc đặc cấp thiên phẩm của hắn có thể hấp thụ được sát thương. Nhưng chưa kịp nói hết, hắn đã lập tức phun ra ngụm máu. Văn Diệu đau đớn ôm ngực, cho rằng sức mạnh kia đã vượt xa giới hạn hấp thụ của Thiên Long Hổ Tước, hơn thế còn nghi ngờ Lăng Thiên đã nghịch chuyển càn khôn phá giải đại hạn nghìn năm. Lúc này màn hình hệ thống xuất hiện, thông báo Lăng Thiên đã thành công trừng trị ác đồ, nhận được 200 điểm thưởng. Tiến lại gần Văn Diệu, Lăng Thiên từ trên cao liếc mắt xuống nhìn hắn, âm thầm hỏi hắn đã biết tội chưa. Trong đáy mắt tràn đầy sự phẫn nộ, tên ác đồ thấy thế liền sợ hãi, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhân cơ hội đó, Trần Tuyết nhanh trí đề nghị Lăng Thiên mau dùng thiên lôi đánh hắn. Lăng Thiên lúc này vẫn im lặng nhìn theo bóng dáng Văn Diệu ngày càng khuất xa, xong việc anh liền quay gót đi vào trong, còn không quên bảo Trần Tuyết đi theo mình. Cô nghe vậy nhanh chóng đồng thuận, cả hai bước vào bên trong nội các. Suốt quãng đường đi, Trần Tuyết không ngừng tự hỏi người vừa rồi đã xông vào Tuyệt Tình Sơn, hơn nữa còn là ác đồ của Lăng Tiêu,
anh thả hắn đi như vậy có khác gì thả hổ về rừng chứ? Đang miên man nghĩ ngợi thì giọng nói của Lăng Thiên bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh hỏi cô tu luyện Thanh Liên Tâm Pháp thế nào rồi? Nghe thế Trần Tuyết đáp lại mình vốn đang tu luyện, không ngờ tên Văn Diệu lại xuất hiện. Lăng Thiên lúc này đã ngồi yên vị trên ngai. Anh bình thản đề nghị cô hãy tu luyện trước mặt mình. Lăng Thiên chống cằm ra vẻ đang xem, nhưng thực chất lại đang nghĩ ngợi về hành tung khi nãy của Văn Diệu. Anh nghi ngờ hắn biết được tin mình đã đánh đuổi danh môn chính đạo nên đến để dò thám. Hơn thế tên ác đồ kia lại chẳng hứng thú gì với việc thu thập tin tức, nhất định có người cầm dây sau lưng. Nghĩ thế Lăng Thiên cười nguy hiểm, mồi câu đã thả xuống, chỉ cần đợi cá cắn câu mà thôi. Cảnh chuyển đến một nội các, bấy giờ Văn Diệu vẫn không ngừng run sợ. Thẩm Uyên Thanh ngồi đối diện chậm rãi hỏi anh rằng Lăng Thiên chỉ đứng yên mà gọi được thiên lôi sao, còn khẳng định trước đây anh không thể làm được. Trúc Hưng Tu đứng bên cạnh nghe thế cũng nói thêm vào, nhất định là Lăng Thiên đã đả thương Văn Diệu. Sau khi im lặng một lúc lâu, Văn Diệu hoang mang đáp lại anh cũng không dám tin tu vi của Lăng Thiên lại khó đoán hơn trước. Khi đó anh như người thường, hải khí đơn điền không hề có sức sống, hơn nữa trời đất không báo hiệu, tiềm thức cũng không nhận ra sự hiện diện của thiên lôi, vậy mà có tia sét vô hình giáng xuống. Nếu không nhờ tranh đấu với nhiều cao thủ để được trực giác siêu phàm thì hắn hẳn đã bay màu ngay tại đó rồi. Uyên Thanh nghe thế liền lập tức đứng lên đi về phía khung cửa, vừa đi vừa bảo đã nghe ngóng được tin Lăng Thiên đã giảm tu vi vì đại hạn nghìn năm, nhưng vài ngày trước lại nhẹ nhàng triệt hạ Lý Vân Thiên, đánh đuổi nhiều vòng vây của nhiều cao thủ võ đế. Nói rồi cô dựa hẳn vào khung cửa, khẳng định chắc nịch rằng anh đã nắm bắt được công pháp xoay chuyển càn khôn, còn việc khôi phục thực lực vẫn chưa chắc chắn, dường như đã tính toán điều gì. Trúc Hưng Tu liền đề xuất mọi người đến U Lam Đường để làm rõ mọi chuyện, nhưng lại bị Văn Diệu đang trong tình trạng sợ hãi thẳng thừng từ chối. Uyên Thanh cũng viện lý do bận việc nên không đi. Nói xong còn không quên dặn dò Hưng Tu đừng tự chuốc họa vào thân, nên đứng từ xa nhìn, nhận được câu trả lời không như mong muốn. Hắn khó chịu đuổi khéo hai người kia ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ cách để đối phó với thực lực lúc này của Lăng Tiêu. Về phía Lăng Tiêu, trong lúc anh đang mừng thầm vì học trò Trần Tuyết chỉ cần tốn một nén hương đã tu luyện xong Thanh Liên Tâm Pháp, thì hệ thống lại xuất hiện, thông báo anh được cộng thêm 400 điểm vì Thẩm Uyên Thanh và Trúc Hưng Tu đã nghe Văn Diệu kể lại chuyện vừa rồi anh giao đấu với hắn, kích hoạt con mắt thẩm phán giám sát. Thấy vậy Lăng Thiên mỉm cười đắc ý, nhưng biểu cảm lại bắt đầu thay đổi khi nhận ra Trúc Hưng Tu chính là học trò tiếp theo của mình. Lăng Tiêu rảo bước trên cầu, nội tâm không ngừng cảm thấy bất an về việc cái tên Trúc Lan Tu xuất hiện trong danh sách sư đồ. Anh cho rằng mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tên đệ tử có tâm cơ sâu xa này. Nghĩ rồi Lăng Thiên yêu cầu hệ thống mở cửa hàng, sau khi quét mắt một vòng, nhận ra không còn món hàng nào ưu đãi. Anh đánh liều lựa chọn rút thưởng 10 lần liên tục, nhờ vào vận may không tồi nên Lăng Thiên rất nhanh đã sở hữu được kha khá vật phẩm hữu dụng. Sau khi thông báo xong vật phẩm trúng thưởng, hệ thống lại xuất hiện thêm một bảng thông báo khác, nói rằng anh đã tích đủ 10 điểm rút thưởng, có dùng điểm may mắn đổi lấy món quà bí mật không? Lăng Thiên nghe thế liền đồng ý, trên màn hình hệ thống lập tức xuất hiện một viên Thái Huyền Đơn có tác dụng hồi xuân, lưu thông kinh mạch, chắc xương rắn cốt, thậm chí còn giúp hồi phục 1/10.000 thời kỳ đỉnh phong. Sau khi đã hiểu rõ được công dụng của viên đan này, Lăng Thiên không hề chần chừ mà đưa tay vào trong màn hình mang viên Thái Huyền Đơn kia ra, rồi nhanh chóng cho vào mồm. Tức thì anh cảm thấy dường như có một luồng thiên địa linh khí chạy từ đỉnh đầu đến khắp các huyệt vị, tỏa ra tứ chi bách cốt. Anh nhận thấy mình tràn trề nhiệt khí khi tất cả linh khí tụ tập tại đan điền lúc này nóng như lửa đốt. Đồng thời cùng lúc đó màn hình hệ thống xuất hiện, thông báo anh đã hồi phục 1/10.000 thời kỳ đỉnh phong. Lăng Thiên quyết định thử nghiệm với cột đèn dầu trước mặt. Anh vừa vung tay, chiếc cột đèn ngay lập tức vỡ tung thành nhiều mảnh, nhìn thấy nội lực khủng khiếp mà viên đan mang lại, Lăng Thiên âm thầm cảm thán nếu như hồi phục toàn bộ công lực thì còn sợ ai nữa. Đúng lúc này, Trúc Hưng Tu đột nhiên xuất hiện phía sau anh, hắn nghiêm trang chắp tay hành lễ, làm cho Lăng Thiên một phen giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền cười nguy hiểm, về phía Hưng Tu khi thấy Lăng Thiên im lặng như vậy thì lấy làm lo lắng, hắn cho rằng anh đang thử lòng mình, thậm chí còn nghĩ anh thẳng thừng không để tâm đến. Trúc Hưng Tu lén lút ngước lên nhìn thì bị ánh mắt âm trầm của Lăng Thiên dọa đến run lẩy bẩy. Ký ức về câu chuyện của Văn Diệu gặp Lăng Thiên bỗng dưng thoáng qua trong đầu, hắn sợ hãi lập tức lùi ra sau phòng thủ, nhận thấy không có tiếng sét giống như Văn Diệu kể. Hắn tràn đầy lo lắng nghĩ rằng Lăng Thiên có thể vì muốn giết mình nên đã che đi tiếng sét. Còn về Lăng Tiêu, anh lúc này chỉ bình thản hỏi tên kia muốn ra tay với mình sao. Hưng Tu nghe thế thì kinh sợ quỳ rạp xuống đất, hắn không ngừng biện hộ và cầu xin tha mạng, đồng thời bày tỏ nguyện vọng trở thành đồ đệ của anh. Lăng Thiên trầm tư nhìn tên ác đồ trước mặt, nội tâm thầm đoán hắn có thể đã nghe tin anh đánh thắng danh môn chính đạo nên muốn tìm đường sống. Nghĩ thế Lăng Thiên trầm ổn hỏi hắn định lấy công chuộc tội thế nào. Tên ác đồ nghe xong vội vàng kể khổ, bảo rằng hắn buộc phải làm theo lời dặn của người thần bí, nếu không thì mấy chục nghìn người trên dưới Huyền Minh giáo khó toàn mạng. Lăng Thiên càng nghe càng tức, anh lớn giọng quát tên kia ăn nói hàm hồ, bởi anh chỉ biết ban đầu bọn họ làm gì để người đời tin lấy tin để. Đối diện với sự tức giận của Lăng Tiêu, Trúc Hưng Tu lúc này thành khẩn giải thích tất cả mọi chuyện đều là do người thần bí kia một tay sắp đặt. Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định, bảo rằng sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật vì Lăng Thiên và Huyền Minh giáo. Những lời nói của Hưng Tu làm cho Lăng Thiên nhất thời nhận ra vấn đề. Anh không hề nhớ được nguyên nhân khiến cho Huyền Minh giáo chia bè kết phái, chín người đệ tử phản bội rời đi. Dường như ký ức đó đã bị người ta phong ấn hoặc xóa sạch trong lúc anh xuyên đến. Để xác nhận xem lời nói của Trúc Hưng Tu có bao nhiêu phần đáng tin, Lăng Thiên quyết định thu nhận hắn làm đệ tử. Sau khi nhận được sự đồng thuận từ Lăng Tiêu,
Hưng Tu cung kính tạ ơn và khẳng định bản thân sẽ giữ lời hứa, nhưng sau khi Lăng Thiên quay lưng rời đi thì liền trưng ra bộ mặt nguy hiểm. Hắn phỏng đoán trên người anh ắt hẳn có uy lực nghịch chuyển càn khôn, xem ra việc quay về Tuyệt Tình Sơn là quyết định sáng suốt. Nhưng chưa kịp vui mừng xong thì một tiếng sét từ đâu bỗng vang lên khiến hắn giật mình. Lăng Thiên chỉ bình thản đáp lại đó là thiên lôi rồi lạnh lùng đi vào, để lại Hưng Tu một mình chống chọi. Cảnh chuyển đến nội các, lúc này Trần Tuyết đã tu luyện thành công Thanh Liên Tâm Pháp, cô tự tin rằng với sức mạnh này cô có thể trợ giúp Lăng Thiên trong trận U Lam Đường vào ngày mai. Nhận thấy anh không có trong phòng, Trần Tuyết nhanh chóng ra bên ngoài tìm kiếm thì phát hiện ra thân thể hóa cho của Trúc Hưng Tu nằm sóng xoài trên nền đất. Trần Tuyết lo lắng tiến đến xem xét tình trạng của hắn, vô tình phát hiện Thiên Hồng Thương Vân Kiếm là thiên phẩm đặc cấp của kiếm ma lang nhân người đời đồn đại. Nghĩ rằng hắn có thể đã bị thiên lôi của Lăng Thiên làm cho tàn đời, Trần Tuyết mừng rỡ nhặt kiếm. Nhưng ngay sau đó Hưng Tu lại tỉnh dậy nhìn cô, thấy thế Trần Tuyết liền nhanh chóng rút kiếm, hùng hổ bảo sẽ tiễn hắn đến đoạn cuối. Nhận thấy mũi kiếm sắp lao đến, Trúc Hưng Tu lập tức dùng năng lực dịch chuyển của mình, nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Trần Tuyết. Trong lúc cô vẫn còn đang ngạc nhiên tự hỏi người đâu thì hắn đã xuất hiện ngay phía sau, nhanh như cắt đoạt lại kiếm thần. Không những thế còn kề lưỡi kiếm vào cổ Trần Tuyết, cười cợt bảo cô lấy đồ của người khác là thói quen xấu. Trần Tuyết ngạc nhiên trợn tròn mắt, hóa ra ban nãy là hắn giả chết, cô cũng không thể ngờ được tên ác đồ này còn lừa luôn cả Lăng Tiêu. Đối diện với sự ngờ vực của cô, Trúc Hưng Tu thần sắc mệt mỏi trả lời rằng nếu không phải hắn kịp thời dùng tuyệt kỹ hộ thể của Thiên Linh Hoàn Kiếm, có lẽ đã trở thành cái xác khô rồi. Vừa nói Hưng Tu vừa ho khan, Trần Tuyết quay đầu nhìn tên ác đồ trước mắt, trong lòng thầm nghĩ Lăng Thiên đã thủ hạ lưu tình tha cho hắn, còn về phía Trúc Hưng Tu, lúc này hắn vừa lấy khăn lau mồm, vừa quay sang hỏi Trần Tuyết hiện giờ Lăng Thiên đang ở đâu, hơn nữa còn gọi cô là tiểu sư muội, trực tiếp khiến cho Trần Tuyết tức giận. Hắn thấy cô nổi đoá lên thì cười khoái chí, bảo rằng cô có chút dáng vẻ của Huyền Minh giáo. Chưa kịp để Trần Tuyết đáp trả, hắn tiếp tục ôn lại chuyện cũ, nói rằng năm đó Huyền Minh giáo bá chủ giang hồ đều nhờ vào khí thế lừng lẫy, nhất là của Lăng Tiêu, khi ấy anh tâm địa độc ác, sóng rền gió thét, khát máu hoang dã, một là một không có hai. Nhưng lời chưa kịp dứt đã bị Trần Tuyết lập tức cắt ngang. Cô cho rằng Trúc Hưng Tu ăn nói hàm hồ, bởi Lăng Thiên mà cô biết không phải loại người như vậy. Ác đồ Hưng Tu nghe xong chỉ xoa cằm, tự tin bảo sau này cô sẽ biết con người thật của Lăng Tiêu. Trần Tuyết càng nghe càng tức, cô không nói nhiều lời trực tiếp đá thẳng vào hạ bộ của hắn, làm hắn đau đớn kêu lên. Tựa hồ như mất nửa cái mạng, quay trở lại với Lăng Tiêu, lúc này anh đang thử vận may của mình bằng cách rút thăm trên hệ thống. Nhưng cho dù có thử mãi cũng chẳng trúng thưởng được vật phẩm nào, Lăng Thiên tuyệt vọng ngồi co ro trong góc phòng. Đúng lúc đó màn hình hệ thống lại hiện lên, thông báo anh nhận được 200 điểm đổi nhờ vào việc Trần Tuyết đã giữ vững lòng tin, cảnh chuyển đến điện chính. Bây giờ nhóm người Trần Tuyết lần lượt tiến vào bên trong, Trúc Hưng Tu vừa đi vừa bịt mũi, hoài nghi Trần Tuyết không chăm sóc tốt cho Lăng Tiêu, để bụi phủ đầy điện chính. Một lúc sau cửa thư phòng mở ra, Lăng Thiên mang vẻ mặt nghiêm nghị, đanh mày hỏi Trúc Hưng Tu có phải vừa rồi nói xấu mình không. Tên ác đồ nghe thế liền lên tiếng phủ nhận, còn đề nghị Trần Tuyết đứng bên cạnh làm chứng giúp mình, nhìn thấy thái độ không đứng đắn từ hắn, Lăng Thiên khó chịu cảnh cáo nếu còn hỗ sược lộng hành, Thiên Lôi nhất định sẽ không tha cho cái mạng của hắn. Ánh mắt Hưng Tu lúc bấy giờ tràn đầy sự kiên quyết, hắn khẳng định bản thân sẽ san bằng U Lam Đường và cứu các môn đồ của Tịnh Nguyệt môn giúp anh, không những vậy còn tự tin bàn về kế sách của mình. Nhưng cuối cùng lại bị Lăng Thiên thản nhiên bác bỏ, anh bảo chuyện ngày hôm đó anh tự có sắp xếp, đồng thời yêu cầu hắn ngoan ngoãn ở lại Tuyệt Tình Sơn. Nói xong liền hướng đến Trần Tuyết mà căn dặn vài điều, anh lấy từ trong người ra Thanh Linh Nguyệt Truy Phong Kiếm, bảo cô dùng nó để phòng thân. Trúc Hưng Tu đứng bên cạnh thấy vậy liền nói chêm vào, hắn nhắc nhở Lăng Thiên rằng Trần Tuyết mới đạt đến võ vương sơ kỳ cảnh, đưa cho cô kiếm sơ cấp địa phẩm có phải sớm quá không. Đối diện với lời chất vấn của Hưng Tu, anh chỉ trầm tĩnh đáp Trần Tuyết đã đột phá cảnh giới võ vương sơ cấp, ngoài ra linh lực nội thể cũng tăng lên rất nhiều nhờ vào hai viên địa phẩm sơ cấp thiên linh nguyên khí, hoàn toàn đủ điều kiện sử dụng thanh kiếm. Trúc Hưng Tu nghe xong ngạc nhiên trợn tròn mắt, hắn nhớ đến năm bọn hắn tu luyện chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, nếu không bị đánh đến mắt xương máu chảy thì cũng bị đánh đến chết đi sống lại. Càng nghĩ đến hắn càng sợ hãi run cầm cập, dường như suy tính điều gì. Lăng Thiên đề nghị hắn cùng mình đi đến U Lam Đường, phụ trách an nguy của Trần Tuyết. Trúc Hưng Tu nghe thế liền cung kính chắp tay tuân lệnh. Phân phó công việc xong, Lăng Thiên yêu cầu hắn ra trấn mua thức ăn và đồ dùng thiết yếu. Hưng Tu nhanh chóng chấp thuận và rời đi. Hắn âm thầm nghĩ anh rõ ràng kiếm cớ đuổi hắn đi vì có chuyện cần làm mà không muốn cho hắn biết. Về phía Trần Tuyết, sau khi nhìn thấy bóng dáng Trúc Hưng Tu dần khuất sau cánh cửa, cô không nhanh không chậm hỏi Lăng Tiêu tại sao lại giữ một người tâm cơ sâu xa, miệng lưỡi xảo trá như Hưng Tu ở lại với họ, sau này e rằng cả hai người đều sẽ gặp bất lợi. Thế nhưng Lăng Thiên chỉ đáp lại cô với giọng điệu vô cùng bình thản, rằng anh tự có tính toán riêng của mình. Nói rồi anh từ cửu trùng đài bước xuống trao cho Trần Tuyết thanh kiếm. Trước đó còn không quên dặn dò cô rằng đây là thanh kiếm dùng để giết người, đồng thời cũng để cứu người, ranh giới thiện ác mỏng manh, cảnh báo cô phải hết sức cẩn trọng. Trần Tuyết nhận được thanh kiếm liền rối rít đa tạ anh. Cảnh chuyển đến phòng ngủ, bấy giờ Lăng Thiên mệt mỏi nằm dài trên giường, cảm thán muốn diễn tốt vai ác ma tổ sư quả thật rất khó. Chính vào lúc này màn hình hệ thống đột nhiên xuất hiện, thông báo anh nhận được 1.200 điểm nhờ thành công dạy bảo Trần Tuyết hoàn thành Thanh Liên Tâm Pháp trung cấp và lấy được sự cảm kích của cô. Lăng Thiên vui như mở hội,
quyết định dùng tất cả số điểm trên tiến hành rút thăm trúng thưởng, thế nhưng niềm vui của anh ngay lập tức lụi tàn, bởi vì tên Trúc Hưng Tu đã phá hoại thanh danh Huyền Minh giáo, nên rất nhanh sau đó anh liền bị hệ thống thẳng tay trừ đi 1000 điểm. Trúc Hưng Tu vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, tự tin mình nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí còn nghĩ rằng Lăng Thiên sẽ thưởng cho hắn một viên đan dược thiên phẩm. Ngay khi đang hào hứng tưởng tượng thì bóng dáng Trần Tuyết từ phía xa đi đến trước mặt hắn, bảo rằng Lăng Thiên có việc cần tìm. Trúc Hưng Tu nghe thế thì xoa cằm tự hỏi, anh vội vã tìm hắn như vậy, lẽ nào là đã chuẩn bị xong phần thưởng? Nghĩ rồi hắn nhanh chóng thả đòn gánh xuống, hướng đến Trần Tuyết mà nhờ vả cô giúp mình rồi nhanh chân đi vào thành bái kiến Lăng Tiêu. Hắn đứng trước mặt anh, cung kính nói mình đã mang về đồ dùng hàng ngày đủ để bọn họ sinh hoạt trong 3 tháng. Nhưng chưa kịp dứt lời thì trên nền trời bỗng dưng vang lên tiếng sét, Trúc Hưng Tu tái mặt ngước lên nhìn. Sau khi nghi ngờ đó có thể là thiên lôi liền run lẩy bẩy, khẩn trương chất vấn rằng hắn đã mang đầy đủ vật tư về rồi, tại sao lại còn ra tay trừng phạt? Đối diện với sự sợ hãi của Hưng Tu, Lăng Thiên không nhanh không chậm hỏi vặn lại, số vật tư đó hắn làm sao có được? Hơn thế anh còn bảo Huyền Minh giáo lúc này không còn như trước nữa, làm chuyện ác nhất quyết không thể tha. Mặc cho Trúc Hưng Tu hết lời van xin, anh không hề chần chừ mà hô giáng. Tức thì một tia chớp lóe lên và nhắm thẳng vào hắn. Cùng lúc đó Trần Tuyết cũng vừa đến nơi, nhìn thấy Trúc Hưng Tu nằm la liệt dưới nền đất. Cô hốt hoảng hỏi Lăng Thiên về tình hình hiện tại của tên ác đồ kia. Bấy giờ anh tường thuật lại mọi chuyện rồi yêu cầu Trần Tuyết đem chôn hắn. Màn hình hệ thống xuất hiện, thông báo anh thành công trong việc chấn chỉnh gia môn, nhận được 5000 điểm. Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn số điểm nhấp nháy trên màn hình, âm thầm cảm thán phần thưởng nhiệm vụ chính đúng là quá hậu hĩnh. Còn về phần Trần Tuyết, lúc này cô đặt hai ngón tay lên kiểm tra, sau khi xác nhận Trúc Hưng Tu vẫn còn thở, cô hướng mắt nhìn Lăng Tiêu, hỏi anh có cần chôn hắn không? Lăng Thiên thấy thế nhau mày khó hiểu, bởi ý nghĩa của nhiệm vụ chính là giết chết kẻ phản bội, nhưng sao trên hệ thống báo nhiệm vụ đã hoàn thành mà tên ác đồ này vẫn còn sống? Sau một lúc nghĩ ngợi, Lăng Thiên yêu cầu Trần Tuyết cho tên kia uống Thiên Linh Nguyên Khí Đan. Cô nghe xong khó hiểu hả một tiếng, ngập ngừng hỏi anh đã hạ lòng ra tay, sao cuối cùng lại cứu hắn? Lăng Thiên nghe thế chỉ bình thản đáp lại, bởi hắn đã làm sai nên phải trừng phạt nghiêm khắc, còn cứu vì hắn có liên quan đến chuyện Huyền Minh giáo rạn nứt. Dường như không thể tin vào tai mình, Trần Tuyết ngạc nhiên hỏi ngược lại anh, nhưng rất nhanh sau đó cô đã hiểu. Huyền Minh giáo lớn mạnh, uy lực của anh lại bá như vậy, nếu không có người đứng sau hãm hại cũng khó mà chia rẽ. Trước sự suy đoán của Trần Tuyết, Lăng Thiên chậm rãi trả lời rằng trải qua đại hạn nghìn năm, anh không còn ấn tượng về chuyện năm xưa nữa, đồng thời yêu cầu cô nghe ngóng từ Hưng Tu về những chuyện đã xảy ra vào năm đó. Trần Tuyết nghe thế nhanh chóng chấp thuận. Nói xong Lăng Thiên đề nghị cô hãy tiếp tục làm việc của mình rồi quay đầu đi vào trong phòng, để lại một mình Trúc Hưng Tu nằm la liệt ngoài sân. Một lúc lâu sau thì hắn cũng bừng tỉnh, đôi mắt hẹp dài nhìn lên nền trời xanh. Hắn đăm chiêu nghĩ rằng có lẽ tu vi của Lăng Thiên đã đạt đến cảnh giới võ tiên chí cao. Bởi vì thiên lôi lần này rất mạnh, cộng thêm việc thiên linh nguyên khí mà anh trao cho hắn chính là tuyệt thế vô song. Hấp thụ viên đan đó hắn cảm thấy như có một dòng linh lực của tiên thế đang chảy trong người. Trở về phía Lăng Tiêu, sau khi nhận được thông báo của hệ thống, anh cảm thấy mơ hồ khi nhận ra độ trung thành của Hưng Tu vẫn đang ở mức âm. Có lẽ hắn chỉ sợ sức mạnh của anh mà thôi, nhưng điều đó vẫn không quan trọng bằng trận chiến ngày mai. Nghĩ rồi Lăng Thiên lập tức yêu cầu hệ thống mở cửa hàng, mặc dù ưu đãi nhưng tất cả thẻ khu vực trong cửa hàng đều có giá trên 5000 tệ. Lăng Thiên bất lực đành chọn một tấm, tự an ủi rằng nó vẫn rẻ hơn giá gốc. Thanh toán xong, màn hình thay đổi, thông báo anh đã sở hữu thẻ khu vực cao cấp và thẻ kỹ năng đặc biệt. Lăng Thiên quyết định thử nghiệm thẻ khu vực. Chỉ bằng vài thao tác tay đơn giản, tảng đá to trước mặt Lăng Thiên lập tức bay lên không trung và vỡ ra thành nhiều mảnh. Sau đó anh dùng hai ngón tay di chuyển những mảnh đá, thả toàn bộ xuống hồ. Bấy giờ Lăng Thiên tràn đầy tự tin nghĩ rằng sẽ cho đám người ở U Lam Đường nếm thử uy lực của khu vực tuyệt đối vào ngày mai. Rất nhanh trời đã sập tối. Lúc này Trúc Hưng Tu nằm vắt chân trên mái nhà, hắn bảo người bên cạnh phải chuyển thông tin về trận đấu ở U Lam Đường vào ngày mai cho một người trước khi mặt trời mọc. Người phụ nữ khoác áo sườn xám bên cạnh nghe thế liền cung kính tuân lệnh. Rạng sáng bầu trời ửng hồng, ánh nắng rọi vào phòng ngủ đánh thức Trần Tuyết. Cô cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại nhiều vòng, mếu máo tự trách bản thân vì quá lo lắng đến việc phải đến U Lam Đường mà mất ngủ. Kiểu gì trong trận chiến cũng sẽ làm liên lụy đến Lăng Tiêu, thế là cô gắng gượng rời giường, rót cho mình một ly trà đậm, mong cầu mọi chuyện đều suôn sẻ. Cũng vào lúc này ở chính điện, Trúc Hưng Tu tinh thần phấn chấn mở tung cửa bảo mọi người nhanh chóng đi đến U Lam Đường cùng mình. Sau khi nhận thấy bên trong không một bóng người, Trúc Hưng Tu bực tức nghĩ thầm, quả nhiên ngay từ đầu bọn họ đã không muốn đưa hắn theo. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Trần Tuyết từ phía sau vang lên làm hắn giật mình. Cô của trách hắn sáng sớm la lối như thế không sợ làm cho Lăng Thiên tỉnh giấc sao? Trúc Hưng Tu nhìn thấy cô thì vô cùng mừng rỡ, vậy là mọi người đều chưa đi. Nhưng ngay sau đó lại chú ý đến quầng thâm mắt của cô, hắn thắc mắc hỏi lẽ nào tối qua cô lo lắng đến mất ngủ sao? Trần Tuyết nghe thế chán nản quay người đi, nhẹ giọng bảo đúng là hôm qua không nên đưa viên đan còn lại cho hắn. Trong lúc hai người anh một ý, tôi một ý thì Lăng Thiên đã xuất hiện. Anh yêu cầu mọi người chuẩn bị xuất phát, nhưng rất nhanh đã bị Trúc Hưng Tu cản lại. Hắn bảo tu vi của Trần Tuyết chỉ đạt cảnh giới sơ kỳ võ vương, hoàn toàn không thể theo kịp bọn họ đến U Lam Đường, dường như đã có suy tính từ trước. Lăng Thiên không hề chần chừ đáp lại Trần Tuyết sẽ đi với anh, chưa uống được nửa chén trà đã đến U Lam Đường. Trúc Hưng Tu bày ra bộ dạng không thể tin nổi hỏi ngược lại, sao có thể làm được như vậy? Cùng lúc đó ở bên ngoài truyền đến tiếng động lớn. Trúc Hưng Tu vội vã bước ra khỏi cửa,
đập vào mắt là thần thú thiên phẩm thần cấp Trọng Minh Điểu, hắn bị dọa sợ đến mức mất cả hồn vía, kinh hãi kêu lên đó là vật cưỡi của sư phụ sao, cảm giác như mình vừa nhận được món hời. Trúc Hưng Tu nhanh chân chạy về phía trước, mắt sáng rực toa nhảy lên lưng thần thú, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bởi vì hai người kia đã nhanh chóng cưỡi Minh Điểu bay đi mất, hắn chỉ đành ngậm ngùi dùng thanh kiếm thần của mình làm phương tiện di chuyển. Một thoáng sau đã đuổi kịp thầy trò Lăng Tiêu, hắn khinh thường bảo mặc dù Trọng Minh Điểu là thần thú nhưng tốc độ cũng chẳng nhanh mấy. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời đã thấy Minh Điểu lao đi như mũi tên bắn, chỉ để lại một làn khói trắng mù mịt ở phía sau, cảnh chuyển đến U Lam Đường, bấy giờ thầy trò Lăng Thiên cũng đã đến nơi. Trần Tuyết dùng một nhát kiếm chém bay cửa, nhìn thấy đám binh lính trước mắt đang lao nhanh về phía mình. Cô bắt đầu lo sợ chùn bước, thế nhưng những tên lính kia dây trước còn hùng hổ tiến đến, dây sau liền bất động mà quỳ rạp xuống mặt đất. Trần Tuyết không khỏi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Thiên một thân tràn đầy khí thế áp bức gần giọng bảo: "Đám tép diêu kia, dám chặn đường của ta sao?" Nói rồi anh chậm rãi đi vào trong. Lăng Thiên càng đi sâu, đám người cung kính quỳ xuống trước chân anh càng nhiều, Trần Tuyết đánh mắt về phía bọn lính, nội tâm chứa đựng 10 phần cảm phục, không hổ danh là sư phụ. Chỉ dựa vào khí thế đã khiến tất cả phải sợ chết khiếp, đang mông lung nghĩ ngợi thì một tràng âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhận ra đó là tiếng trống. Trần Tuyết hoảng hốt thốt lên, lẽ nào đã bắt đầu hành hình rồi? Chuyển cảnh đến bên trong U Lam Đường, bấy giờ những tên đao phủ đã nắm chặt vũ khí trên tay, chỉ đợi đến khi hiệu lệnh vang lên sẽ lập tức xử tử toàn bộ nữ nhân đang bị trói bên dưới. Một trong số các cô gái lúc này khóc òa lên, luôn miệng bảo mình không muốn chết, cô gái bên cạnh nghe thế liền không ngừng động viên, đồng thời khẳng định chắc nịch rằng Trần Tuyết nhất định sẽ đến cứu họ. Những lời này vô tình truyền đến tai tên đường chủ U Lam Đường Viên Long. Hắn mỉa mai cười to, tính mạng của bản thân mà lại trông chờ kẻ khác đến cứu. Nói đoạn hắn liền vung tay ném lệnh bài. Giọng điệu lúc này lạnh lùng đến cực điểm, những kẻ yếu đuối đáng thương, chết hết đi. Hắn ta vung tấm thẻ xuống ngay trước mặt mọi người, ngay khi nó vừa chạm đất thì đột nhiên dừng lại rồi tan biến, xuất hiện ngay sau đó là Lăng Thiên cùng với Trần Tuyết. Cô gái tóc ngắn đang quỳ dưới đất ngay khi thấy Trần Tuyết liền òa khóc, miệng miếu máu gọi sư tỷ. Còn cô gái bên cạnh với khuôn mặt rạng rỡ thốt lên là sư tỷ, ta biết ngay tỷ ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta mà. Viên Long ở trên nhìn xuống hai người với một vẻ ngoài trịch thượng đầy sự mỉa mai nói: "Cung đón tiền bối đại giá quang lâm, tại hạ là Viên Long Tâm Đường chủ U Lam Đường. Phụng mệnh có mặt nên tiếp Lăng tiền bối." Lăng Thiên nhìn hắn ta suy nghĩ một hồi lâu, cảnh giới võ vương hậu kỳ, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, chả trách lại trưng ra dáng vẻ ngông cuồng phách lối như thế. Bên nay Viên Long cũng đang sậm mặt suy tư. Từ hơi thở cùng đan điền cho thấy cũng chỉ là cảnh giới võ tướng mà thôi, chênh lệch khá xa so với sức mạnh của mình. Hắn vẫn còn đang nghi ngờ năng lực của Lăng Thiên gì mà một chiêu giết chết Lý Vân Thiên ngay tức khắc, liếc mặt diệt ngay Cát Long Tuyền chứ, tất cả đều chỉ là lời đồn đại bịa đặt. Hắn ta khinh khỉnh với vẻ mặt gian manh, chỉ cần giết chết tên đó nhất định sẽ được giáo chủ xem trọng. Hắn cất tiếng hỏi Lăng tiền bối: "Không biết lần này ngài đến U Lam Đường của tôi có việc gì chăng? Nếu là vì chuyện của Cát Long Tuyền, giáo chủ chúng tôi vừa hay đã chuẩn bị một phần quà để bày tỏ thành ý." Hắn lên giọng ra lệnh đưa người tiến lên. Lăng Thiên tiếp lời: "Cậu sai Trần Tuyết đi cởi trói cho các tỷ muội của cô." Trần Tuyết nhận lệnh liền đi cởi trói cho mọi người. Viên Long trên này nghiến tức giận đến run người. Hắn giận dữ khi Lăng Thiên lại mặc kệ lời nói của mình và thầm chửi thề. Bỗng hắn lên cơn điên quát tháo: "Kẻ nào dám động vào giết chết tại chỗ!" Tiếng của lão to đến nỗi làm cho Trần Tuyết giật mình. Cùng lúc đó các tên nô lệ của hắn cùng nhau giơ lên chiếc nỏ đang được gắn những mũi tên sắc nhọn. Viên Long đột nhiên vứt tấm thẻ xuống đất ngay trước mặt Lăng Thiên, cao giọng phán: "Hành hình!" Tên nô lệ ngay sau đó cầm cây đao thật to chuẩn bị chém vào người cô gái đang bị trói ở dưới. Ngay lúc cây đao gần chạm vào người cô thì Lăng Thiên cất giọng: "Quỳ xuống!" Đột nhiên tất cả các cây đao đều rơi xuống và mấy tên nô lệ cũng theo đó mà ngã khuỵu xuống một cách ép buộc. Lăng Thiên tiếp tục ra lệnh và miệng mấy tên đó, không biết bằng một thế lực nào mà bọn họ đều làm theo phang phát. Những tên cầm nỏ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Viên Long đứng lên đầy ngạc nhiên, thốt lên trong thâm tâm: "Chỉ dựa vào khí thế mà làm được như vậy ư?" Hắn nghi ngờ Viên Long mà lườm mắt suy nghĩ, hắn không chỉ là cảnh giới võ tướng, nhất định đã dùng yêu thuật pháp bảo gì đó. Viên Long lớn tiếng ra lệnh: "Các tướng đừng sợ, bắn cho bọn chúng thành tổ ong hết đi." Từ đằng xa có một giọng nói cất lên: "Ai dám động vào một cọng lông của sư phụ ta giết không tha." Đó là Trúc Hưng Tu, đệ tử của Lăng Thiên. Viên Long tức giận trừng mắt chỉ tay vào anh. Hắn ra lệnh cho toàn bộ xông lên, lấy được thủ cấp của Lăng Thiên thưởng ngàn vàng. Cả đám tay sai hừng hực khí thế xông lên cùng với sự chỉ huy của Viên Long. Trúc Hưng Tu nhảy xuống ngay trước chỗ của Lăng Thiên và Trần Tuyết. Trúc Hưng Túc với giọng nói khinh khỉnh: "Sư phụ, đám phế vật này cứ giao cho một mình đồ nhi xử lý có được không?" Lăng Thiên lạnh lùng đáp lại: "Tùy ngươi." Liền sau đó Trúc Hưng Tu bay lên ứng chiến. Xung quanh anh là những thanh kiếm dài nhọn hoắc, cậu hô lớn: "Đám phế vật, để ông dạy các con làm người thế nào nhé." Anh vung kiếm đang cầm trên tay về phía trước, tất cả các thanh kiếm sau đó trực tiếp đâm vào người các tên nô lệ. Chỉ sau đó đám người này đã đổ gục xuống trước khung cảnh đẫm máu và đáng sợ. Trúc Hưng Tu mặt khoái chí nghĩ: "Kết thúc hoàn mỹ thế này, sư phụ nhất định sẽ nhìn mình bằng con mắt khác." Trần Tuyết bỗng chỉ tay về phía trước cất giọng: "Không thấy tên kia nữa." Trúc Hưng Tu mặt ngờ nghệch hỏi lại: "Không thấy, không thấy ai chứ?" Viên Long lúc nãy còn đứng ở đó nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Trúc Hưng Tu ngơ ngác nhìn xung quanh: "Đáng ghét, chuồn từ lúc nào vậy chứ? Màn trình diễn hoàn hảo của mình sao có thể đổ sông đổ biển hết được?"
Ngay lập tức anh quay sang về phía Lăng Thiên chắp tay lại cung kính đáp sư phụ, Đồ Nhi lập tức truy sát tên đó ngay, trong một nén hương nhất định xách đầu hắn quay về. Lăng Thiên bảo Trúc Hưng Tu ở lại đây bảo vệ cho Trần Tuyết, Lăng Thiên sẽ tự đi giải quyết tên đó. Chuyển cảnh, Viên Long đang đi dạo trong rừng, hắn bực bội tức giận khi đã để thua Lăng Thiên mà đáng lẽ ra có thể giết được anh. Hắn trách tất cả là lỗi của Trúc Hưng Tu phá nát, mặc dù vậy hắn vẫn suy nghĩ tại sao Lăng Thiên và đệ tử của anh đã cạch mặt nhưng hôm nay lại giúp đỡ lẫn nhau. Hắn sợ hãi cho rằng dù bây giờ Lăng Thiên đang yếu nhưng anh có đệ tử để bảo vệ nên khó mà động vào. Đột nhiên sau lưng hắn có một âm thanh lạ phát ra, hắn liền quay ngắt sang ném thẳng con dao của mình về phía đó, thì ra chỉ là một con heo rừng, nó đang nằm thoi thóp dưới đất vì cây dao của Viên Long xiên thẳng vào người. Từ trên cao một bóng đen độ ngột lao xuống ngay trên đầu của Viên Long, hắn chợt phản ứng và né sang một bên khác. Sau một tiếng nổ lớn, Lăng Thiên xuất hiện khuất sau lớp bụi mù mịt, Viên Long cười cợt Lăng Thiên. Đột nhiên hắn biến mất và chợt xuất hiện ngay sau lưng Lăng Thiên và cho anh một cú đấm thật mạnh. Lăng Thiên không kịp trở tay, anh bay thẳng ra và đập vào một cái cây cao gần đó. Viên Long cười lớn khi nói rằng Lăng Thiên vẫn còn đang ảo tưởng mình vẫn còn là ma đạo tổ sư uy phong lừng lẫy ư, bây giờ anh chỉ như một tên phế vật mà thôi. Máu từ trong miệng Lăng Thiên không ngừng hộc ra, cùng lúc đó hệ thống lại gửi thông báo đến rằng anh hiện tại không thể kích hoạt hoặc khu vực tuyệt đối và xin hãy đợi linh lực hồi phục rồi thử lại. Vì trước đó anh đã dùng quá nhiều sức lực nên bây giờ linh vực đã bị lỗi. Viên Long bước tới gần Lăng Thiên mỉa mai, anh không biết đất rộng trời cao. Chỉ dựa vào tu vi hiện giờ của anh mà cũng dám đuổi theo một mình. Hắn nói xong liền giơ nắm đấm chuẩn bị tấn công vào người Lăng Thiên. Hắn bất ngờ vì mặc dù đã đánh trúng anh nhưng anh không hề hấn gì hết. Hắn ngơ ngác khi vẫn không thể tấn công vào Lăng Thiên được. Lăng Thiên đột nhiên nhìn vào Viên Long với ánh mắt vô hồn, nhưng cũng đầy sự đáng sợ. Hắn nhớ lại lúc hắn 10 tuổi hắn đã được thấy ánh mắt đó từ người cha của mình. Đó là sự thất vọng của ông, vì lúc đó hắn là con trưởng Viên gia nên tất cả sự kỳ vọng đều đặt vào hắn. Nước mắt không kìm được mà chảy dài, từ đâu ở đằng sau hắn hiện lên một loạt ánh sáng. Tiếp đó là hình hài của một người đàn ông trông vô cùng dữ tợn tiếp cho hắn thêm sức mạnh. Hắn dùng hết toàn lực để tấn công vào người Lăng Thiên. Lăng Thiên chỉ dùng hai ngón tay đã có thể dễ dàng cản được cú đấm kia của hắn. Hắn mặt đờ ra rõ sợ hãi, lúc này hắn ta muốn chạy thoát rồi. Nhưng làm thế nào thì cơ thể của hắn vẫn không thể nhúc nhích được. Lăng Thiên từ từ đứng dậy, cùng lúc đó bản hệ thống hiển thị lên một lá thẻ. Đó là thẻ Hải Nạp Bách Xuyên bản thử nghiệm, tác dụng của nó là trong 10 phút có thể tránh được tất cả các mức độ tấn công biết sát thương thành sức mạnh. Cơ thể của Viên Long ngay sau đó mà lơ lửng trên không trung, Lăng Thiên liền hỏi hắn là có muốn sống nữa không, miệng run lẩy bẩy gấp rút đáp lại, rất muốn sống. Hắn liên tục cầu xin Lăng Thiên bằng mấy lời hay ho, nhưng Lăng Thiên căn bản không muốn giết hắn mà chỉ muốn tra khảo hắn một vài câu. Anh hỏi giáo chủ của hắn là ai và bây giờ Lâm Mộc Huyền đang ở đâu. Hắn sợ hãi trả lời giáo chủ đang ở đỉnh Thanh Long và chính ông ta là người ra lệnh cho Viên Long đến đây. Sau khi có được câu trả lời thì Lăng Thiên vẫn chưa có ý định thả hắn đi ngay, mà đưa ra cho hắn hai sự lựa chọn, một là làm nội gián và chỉ trung thành với mỗi anh, thứ hai là quay về làm giáo đồ của U Hồn. Hắn hoang mang suy nghĩ vài lâu thì đưa ra lựa chọn là số 1, hắn nghĩ rằng chọn gì cũng chết thấy vì thế nên cứ giả vờ trước. Lăng Thiên đọc được suy nghĩ của hắn liền tức giận và trừng phạt hắn, hắn hoảng sợ liền nói với giọng nói kiên quyết là làm gián điệp cho Lăng Thiên. Lăng Thiên giây trước còn gật gù tỏ ra hài lòng, giây sau đã trực tiếp một chưởng bay lên tận trời cao. Mặc dù đã trở thành tay sai của Lăng Thiên không vì thế mà hắn được tha, ngược lại còn bị anh hành cho tơi tả. Lăng Thiên đã trao tặng cho hắn một viên đan dược trị liệu huyền phẩm. Hắn ta nhận lấy mà hoảng sợ ba chân bốn cẳng chạy đi. Lăng Thiên lại thấy có chút khó hiểu, tại sao Lâm Mộc Huyền lại cử một tên gà như vậy đến trấn phủ hắn, rốt cuộc là đang có âm mưu gì? Đột nhiên bảng thông báo hiển thị Lăng Thiên đã nhận được 1000 điểm khi đã cứu thoát đệ tử Tinh Nguyệt môn và đã xúi dục được hắn làm việc cho mình, và nhận được thêm 500 điểm nữa, vì đã nhận được sự cảm kích của 50 vị đệ tử nên anh tiếp tục được thưởng thêm 500 điểm nữa. Hệ thống tiếp tục hiển thị: vì Trúc Hưng Tu là đệ tử của anh đã giết người vô tội nên đã bị trừ 1000 điểm. Lăng Thiên như phát điên vì tên đệ tử ngu ngốc đó của mình. Chuyển cảnh khi Lăng Thiên trở về, Trần Tuyết và Trúc Hưng Tu đã đứng sẵn ở đó chờ anh về. Trần Tuyết hỏi Lăng Thiên, cô thắc mắc tên đường chủ U Lam Đường Viên Long đó giờ như thế nào rồi. Trúc Hưng Tu tiếp đó chen vào nói, cô thật không hiểu biết, khi sư phụ đã không ra tay thì thôi, mà nếu ra tay thì chỉ tiếc không có đất để chôn, mặc cho hai người họ ồn ào. Lăng Thiên vẫn đứng yên đó không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào Trúc Hưng Tu. Trúc Tu ngây thơ, cậu nghĩ rằng sư phụ đang hài lòng với những biểu hiện gần đây của mình. Bỗng Lăng Thiên tiến sát lại gần anh tra hỏi, hôm nay anh có lạm sát người vô tội không? Trúc Hưng Tu như chết lặng. Anh ta ngây ngốc trả lời rằng chỉ giết những tên sống ác ngoại trừ. Tới đó thì anh ngập ngừng không nói nữa. Lăng Thiên lại tiếp tục tra hỏi dưới sức ép của sư phụ. Trúc Hưng Tu chỉ còn cách nói ra sự thật, ngoài những người kia ra còn có con trai của Cát Long Tuyền. Anh giải thích vì hắn đã bày trò không tốt với Trần Tuyết nên anh chỉ định giáo huấn hắn vài chiêu, nào ngờ xương cốt hắn yếu nên chỉ chết sau một nhát kiếm của anh. Trần Tuyết đứng bên cạnh cũng xác nhận việc Trúc Hưng Tu nói với Lăng Thiên đều là sự thật, nhờ có thế mà Lăng Thiên cũng không truy cứu Trúc Hưng Tu nữa. Cùng lúc đó bảng hệ thống lại xuất hiện, vì anh đã giáo huấn đệ tử thành công nên nhận được thêm 200 điểm. Sau khi Lăng Thiên đi, Trúc Hưng Tu đứng dậy suy nghĩ đăm chiêu. Sư phụ đã không phát hiện điều gì thêm, trước kia Lăng Thiên giống như một tên khát máu, nhưng sư phụ bây giờ không còn như lúc trước nữa rồi, so với ngày xưa như biến thành người khác vậy. Trên đại điện, khi Lăng Thiên vừa đặt chân vào, mọi người đều đồng loạt cúi người cung kính tạ ơn cứu mạng của anh. Lăng Thiên mau chóng mời mọi người đứng dậy,
Đám nữ nhân nhìn Lăng Thiên không ngớt lời cảm thán. Bọn họ nghe đồn Lăng Thiên đã hơn 1000 tuổi nhưng vẫn còn trẻ trung và anh tuấn như vậy, thật đáng ghen tị với Trần Tuyết mà. Lăng Thiên đi ngang qua đám nữ nhân bề ngoài thì tỏ ra vô cùng điềm nhiên, nhưng nội tâm anh ta lúc nãy cũng rộn ràng từ bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh được nhiều cô gái nhìn ngắm như vậy. Tim gan anh như muốn nhảy cả ra ngoài rồi, Lăng Thiên lấy lại bình tĩnh. Cậu quay sang gọi Trần Tuyết đến giao phó, rằng sau này phải thật cố gắng để gây dựng lại Tịnh Nguyệt Môn. Trần Tuyết bất ngờ hỏi lại anh rằng câu này rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Anh tiếp tục nói bây giờ mặc dù Tịnh Nguyệt Môn đã được lấy lại nhưng với sức của các tỷ muội thì cũng chẳng thể bảo vệ nơi này tốt được. Nếu muốn Tịnh Nguyệt Môn tiếp tục tồn tại thì phải dựa vào Trần Tuyết và các tỷ muội đồng tâm hiệp lực. Trần Tuyết khó hiểu hỏi lại Lăng Thiên, sư phụ thế ngài muốn cô ở lại đây sao? Anh gằn giọng đáp, không phải anh mà là các tỷ muội ở nơi này đều muốn Trần Tuyết ở lại. Tại chính điện lúc này ngoài tiếng xì xào, bàn tán của các tỷ muội chính là tiếng nội tâm của Trần Tuyết gào thét. Cô đang đứng vào thế lựa chọn vô cùng khó khăn, một bên là các đệ tử của môn phái Tịnh Nguyệt Môn, một bên là sư phụ đáng kính. Rốt cuộc là nên ở lại để chấn hưng Tịnh Nguyệt Môn hay tiếp tục làm đồ đệ của sư phụ? Chính sự lưỡng lự của cô khiến cho các tỷ muội càng lo lắng. Lẽ nào sư tỷ muốn rời bỏ bọn muội sao? Trong những giọng nói đó còn phảng phất những nỗi chua chát, cay đắng, rõ ràng chỉ mới vừa trùng phùng mà thôi, những tỷ muội khác không còn giữ được bình tĩnh mà cất lên những tiếng khóc nức nở. Nhưng họ cũng có một niềm tin rằng người sư tỷ mà họ ngưỡng mộ ấy chắc chắn sẽ không rời bỏ họ mà đi. Trần Tuyết đứng giữa những tiếng gọi đầy níu kéo của các muội muội. Cô trầm mặc cúi đầu, cắn chặt răng, cô nhớ lại những lời căn dặn trước khi chết của sư phụ khi còn ở Tịnh Nguyệt Môn. Trần Tuyết à, nếu sư phụ không còn nữa, con phải chăm sóc tốt cho mọi người. Lại nhớ đến người sư phụ hiện tại, người đã vì cô mà không màng nguy hiểm cứu giúp Tịnh Nguyệt Môn thoát khỏi thế ngàn cân treo sợi tóc. Tại sao cô lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy? Có cách nào để vẹn toàn cả đôi đường hay không? Thời gian ngày một trôi đi thật nhanh, có lẽ sư phụ đã không còn kiên nhẫn. Người nói với cô rằng, Trần Tuyết con đừng do dự nữa, Tịnh Nguyệt Môn không thể không có con. Bước ra khỏi những suy nghĩ đang quanh quẩn khiến cô đau khổ, Trần Tuyết cất giọng đáp lại. Đồ nhi đã từng thế với trời, đời này kiếp này nhất định đi theo chăm sóc sư phụ. Không rời nửa bước, lúc này ngọn lửa đấu tranh cuối cùng cũng sắp bị dập tắt. Lý trí nói cho cô biết cô nên làm gì và lựa chọn như thế nào mới là sáng suốt nhất. Vậy nên thứ cho đồ nhi không thể làm theo, cô nhìn thẳng vào mắt người mà gọi lớn hai tiếng sư phụ. Đứng trước quyết định của cô, anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngược lại sự hoảng loạn lúc này đến từ phía các tỷ muội đã cùng chung sống với cô nhiều năm. Họ ngạc nhiên, họ cố gắng níu kéo nhưng cuối cùng là sự tuyệt vọng. Giờ đây họ phải làm gì với tương lai của mình, Tịnh Nguyệt Môn rồi sẽ ra sao? Họ đã mất sư phụ và giờ sư tỷ cũng lựa chọn từ bỏ họ mà đi, thật sự không còn hy vọng nào hay cơ hội nào để cứu vãn được nữa sao? Trúc Hưng Tu hằng giọng lên tiếng, sư phụ đồ nhi có vài lời không biết có nên nói hay không. Sau khi được sự đồng ý của sư phụ hắn bằng lên tiếng, đồ nhi cảm thấy chi bằng sáp nhập Tịnh Nguyệt Môn và Huyền Minh giáo của chúng ta, hắn giải thích cho suy nghĩ của mình. Thứ nhất, chẳng những không vi phạm lời thề của tiểu sư muội, Tịnh Nguyệt Môn còn được Huyền Minh giáo che chở và các thế lực môn phái khác nhất định không dám xâm phạm. Không có ai lên tiếng phản bác lại. Thứ hai, Tịnh Nguyệt Môn vẫn duy trì phát triển như ban đầu, môn chủ vẫn do tiểu sư muội đảm nhận, Huyền Minh giáo chúng ta không nhúng tay vào. Như vậy thì có thể vẹn cả đôi đường rồi, còn những chuyện trọng yếu của môn phái thì cứ giao cho các sư tỷ sư muội có năng lực giải quyết là được. Sau khi nghe xong ý kiến của Trúc Hưng Tu, Lăng Thiên rơi vào trầm tư. Hắn tiếp tục lên tiếng gặng hỏi anh, không biết sư phụ thấy thế nào. Lăng Thiên suy nghĩ một hồi lâu, suy cho cùng chỉ còn cách này là cách duy nhất, nhưng đi theo hướng đó là những khó khăn mà không phải ai cũng có thể gánh được. Nếu sáp nhập Huyền Minh giáo cũng có nghĩa là đối đầu với cả võ lâm. Chính điện lại rơi vào trạng thái căng thẳng khác, mọi người chôn chân tại chỗ, không ai dám lên tiếng phản đối hay chấp nhận. Lăng Thiên nhấn mạnh thêm lần nữa, cho dù là như vậy các vị cũng bằng lòng chứ? Mặc Trần Tuyết biết rằng chỉ đối đầu với mỗi u hồn giáo đã có thể khiến cho Tịnh Nguyệt Môn có thể diệt vong bất cứ lúc nào, chứ đừng nói gì là khi đối đầu với cả võ lâm. Cô ấy tuyệt đối không thể để các tỷ muội rơi vào tình thế nguy hiểm thế được. Mặc dù suy nghĩ của cô là thế, nhưng mọi người có lẽ cũng đã có những lựa chọn của mình. Đồng loạt tiếng quỳ rạp trên mặt đất khiến cô sững sờ. Cô quay người lại thấy các sư muội đồng môn của mình cúi đầu và hô lớn, chúng thần bằng lòng gia nhập U Minh giáo. Cô thật sự rất bất ngờ trước tình huống này, còn có chút không hiểu tại sao đồng môn của mình lại lựa chọn như thế. Trước sự tình này, họ đã lên tiếng làm rõ những thắc mắc cuối cùng trong lòng cô, Trần Tuyết sư tỷ. Hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Huyền Minh giáo, bọn muội sớm tận số tận mạng rồi. Nói rồi họ đồng thanh tiếp tục, tiếng nói phát ra từ tận đáy lòng. Bọn muội bằng lòng gia nhập Huyền Minh giáo để báo đáp ơn cứu mạng của Lăng Thiên tiền bối, xin Trần Tuyết sư tỷ hãy đồng ý. Trần Tuyết nhìn cảnh trước mắt mà xúc động đến rơi nước mắt. Cô quay lại phía sư phụ và quỳ rạp xuống đất khẩn xin sự ân chuẩn của Lăng Thiên. Thấy rõ sự quyết tâm trong hành động cùng ánh mắt kiên định của cô và các môn đệ khác, Lăng Thiên cuối cùng cũng gật đầu, được. Kể từ hôm nay, Tịnh Nguyệt Môn chính thức sáp nhập Huyền Minh giáo. Anh nhấn mạnh thêm, sống chết có nhau, mọi người cùng nhau hành đại lễ. Bái kiến Lăng Thiên giáo chủ, tiếng hệ thống vang lên thông báo. Thành công phát triển liên minh Huyền Minh giáo, thưởng điểm đổi là 500 điểm, độ trung thành của Trần Tuyết tăng từ 80% lên đến 90%, thưởng điểm đổi là 500 điểm. Lần này thu hoạch thật không tồi, mới đó anh đã giao tăng thêm 1000 điểm đổi rồi. Khi mặt trời lặn dần xuống núi, bóng đêm bắt đầu che phủ mọi vật. Cùng lúc đó trong chính điện, tân chủ U Lam Đường đang bẩm báo lại sự việc đã diễn ra trong những ngày qua.
Hắn chắp tay cúi đầu lên tiếng, thuộc hạ vô năng không thể giữ được U Lan Đường, xin giáo chủ trách phạt. Đáp lại hắn là sự căm phẫn, tức giận của Lâm Mục Huyền. Nếu U Lan Đường đã thất thủ, sao ngươi còn có thể về được đây? Trước khí thế áp bức từ người đó, hắn run rẩy đáp lại một cách ấp úng, chuyện này thuộc hạ nhân lúc Lăng Thiên Sơ xuất trốn về đây. Giọng nói đầy uy quyền kia lại vang lên, ngươi mang gì về cho bổn tọa? Hắn nhanh chóng nói ra những điều quan trọng mà hắn đã biết được qua lần giao tranh đầy ác liệt kia, bẩm báo giáo chủ theo lời căn dặn Viên Long đã nắm được sức mạnh thực sự của Lăng Thiên. Sau đó là lời khẳng định chắc nịch, lời đồn đại hạn nghìn năm đều là do hắn giả vờ cả. Tu vi của hắn, câu nói chưa dứt, Viên Long ngay lập tức choáng váng và phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra vết thương do chiến đấu để lại đã đả động mạnh mẽ đến nội thương của hắn, dù vô cùng đau đớn nhưng hắn vẫn khó nhọc mà nói tiếp. Tu vi của hắn e là vẫn duy trì ở cảnh giới võ thần trung kỳ, chỉ cần một chiêu đã khiến tôi bị thương đến mức này. Viên Long tiếp tục chắp tay cung kính nói tiếp, nếu không có sự quan tâm của giáo chủ, phái thêm 300 quân tinh nhuệ thì e là hắn đã sớm mất mạng dưới tay Lăng Thiên kia rồi. Tiếng vọng lại từ phía trên xuống, chỉ có chút tin tức vậy sao? Hắn nhanh chóng đưa ra các tin tức khác, ma đầu đó lần này đến U Lan Đường không chỉ có một mình, còn có sư đệ của giáo chủ kiếm ma Lang Nhân, Trúc Hưng Tu cũng có mặt. Do sự xuất hiện của tên đó mà 300 quân tinh nhuệ phần lớn đều bị tiêu diệt, đây đúng là một tin tức lớn, vốn mọi người nghĩ rằng tên ma đầu đó đã ân đoạn nghĩa tuyệt với tất cả đệ tử rồi, thế mà giờ đột nhiên lại làm hòa với Trúc Hưng Tu sao? Mọi người đặt ra nghi vấn, lẽ nào tên Lăng Thiên kia thực sự muốn vực lại từ đầu? Viên Long nói tiếp, tên ma đầu đó cho hắn ta một viên đan dược và nó do Lăng Thiên tự chế luyện và bảo hắn mang về cho giáo chủ xem. Lâm Mục Huyền dùng khí công lấy viên đan dược từ trong tay của Viên Long, viên dược có màu tím vô cùng tinh khiết, đây quả thực là một loại cực phẩm. Cùng lúc đó Viên Long sức đã cùng, hắn không thể chống đỡ nổi nữa mà khuỵu gối xuống đất phun ra liên tiếp những ngụm máu, cả người run lẩy bẩy không có cách nào tự đứng dậy, tay nắm thành quyền đầy bất lực và tức giận. Thấy vậy giáo chủ liền sai người đưa hắn ta lui xuống nghỉ ngơi, tuy nhiên Viên Long vẫn gắng gượng muốn bẩm báo tiếp, nhưng mới kịp nói vài từ Viên Long đã không chịu nổi mà ngã gục xuống. Lâm Mục Huyền cũng không còn kiên nhẫn lắng nghe tiếp nữa, liền trực tiếp dừng lại cuộc trò chuyện tại đây. Hôm nay đến đây thôi, các vị quay về nghỉ ngơi đi. Chúng đệ tử đồng thanh đáp vâng và liên tục ra về. Đại điện lại trở nên trống vắng với vẻ vốn có của nó. Lúc này Nguy lão mới lên tiếng, tên Trúc Hưng Tu cũng xuất hiện đúng lúc đấy, phải chăng đây là kết quả mà giáo chủ đã âm thầm nhúng tay vào sao? Nghi vấn của Nguy lão cũng đồng thời là nghi vấn của một số người. Lúc này trong tư thế suy tư, giáo chủ đáp lại hắn bằng một tiếng gọi vô cùng nhẹ nhàng, Nguy lão à, lần này bổn tọa chỉ là trả mối ân tình mà thôi. Bí mật dần dần được hé lộ, tất cả đều chỉ là màn kịch mà sư đệ của ta bày ra mà thôi. Nói rồi hắn ta đưa ra bức thư mà sư đệ gửi đến, nhưng có lẽ những bất ngờ mới làm hắn không thể lường trước được, tam sư huynh nên trả ân tình rồi. Đừng đến U Lan Đường nữa, sắp xếp một số người đến diễn kịch là được rồi, giúp sư đệ lấy được tín nhiệm của sư phụ. Đa tạ, đây là ý gì chứ? Sau một tiếng thở dài, hắn nhận định trong số các huynh đệ người khiến mình khó lường nhất chẳng ai khác ngoài lão bát, nhưng lần này cũng có thu hoạch. Bản thân hắn cũng rất muốn biết rốt cục trong bụng hồ lô bán thuốc gì đây. Sau trận quyết chiến tại U Lan Đường, tin tức Trúc Hưng Tu quay về Huyền Minh giáo đã lan ra khắp võ lâm, khiến giang hồ vô cùng kinh ngạc. Những người bất ngờ nhất có lẽ là đám đệ tử phản bội Lâm Thiên, đồng môn của Trúc Hưng Tu, tứ đệ tử Thực Hồn Điện Nguyên lão Trang Cao Hàn. Nhận được tin tức từ thất đệ tử điện chủ Cừu Chính Hợp, đệ nói gì cơ lão bát về Huyền Minh giáo ư? Lão thất đáp lại hắn bằng giọng khẳng định, nghe nói đệ ấy đi theo Lăng Thiên giết chết vô số người ở địa bàn của tam sư huynh ở một nơi khác. Lúc này ngũ đệ tử Thiên Chu Cung, cung chủ Mạc Diêu Ly cũng không thoát khỏi nghi vấn. Đệ nói Trúc Hưng Tu ư? Tin này xác thực không đấy, xem ra đệ ấy thực sự đã đến U Lan Đường. Rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì thế, không bình tĩnh được như các huynh tỷ khác? Lúc này Câu Văn Diệu đọc xong bức thư thì tức giận tới nỗi xé nát chúng, hắn quát lớn, ta phải đến tìm hắn nói cho rõ. Bị nhắc đến tên thường xuyên trong câu chuyện của sư huynh, sư Trúc Hưng Tu liên tục hắt xì. Nữ tử bên cạnh hắn lấy làm lo lắng hỏi, công tử ngài không sao chứ? Trúc Hưng Tu liền đáp lại, không sao, chỉ là trong rừng hơi lạnh. Ngay tức khắc hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ bốn phương tám hướng lan đến lạnh cả sống lưng. Có điều chuyện này hắn đã sớm dự liệu trước, bất chợt hắn hỏi nữ tử kia, Vân Nhi, chuyện lúc trước bảo em tra ra đã có kết quả chưa? Cô nhanh chóng đáp lại lời hắn, có rồi, chỉ là chưa đủ tường tận. Vừa nói cô ta vừa đưa cho hắn một bức thư, chỉ có một vài ghi chép sơ sài, mời công tử xem. Hắn nhận lấy và mở bức thư kia, tuy nhiên những ghi chép trong đó vẫn còn nhiều chỗ chưa thể lý giải. Rốt cuộc là ai đang cố che giấu chuyện liên quan đến sư phụ chứ? Trên nền trời xanh thẳm, trùng minh điểu đang tự do bay lượn, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng sống động. Lăng Thiên muốn làm rõ những băn khoăn của mình, anh liền hỏi đệ tử Vân Tuyết, con thấy biểu hiện của Trúc sư huynh con hôm nay thế nào? Anh muốn biết suy nghĩ của cô. Dưới cái nhìn của cô, biết đâu anh sẽ tìm thấy đáp án của mình. Trần Tuyết đáp lời, Trúc sư huynh không những giết địch dứt khoát, còn nhiều lần chủ động giúp đỡ sư phụ. Cô thấy quan trọng nhất là huynh ấy có thể nghĩ được việc mà sư phụ đang lo nghĩ, chuyện này với rất thực sự rất khó khăn. Khuôn mặt lạnh lùng thâm trầm giờ đây đưa mắt liếc nhìn về phía này khiến cô hơi sợ hãi. Sư phụ Trần Tuyết đã nói sai gì rồi sao? Chẳng lẽ cô đã nói vào điều gì khiến sư phụ không vui? Cô nhanh chóng nhận thấy lỗi lầm mình do lỡ miệng mà ra. Trần Tuyết đáng chết, xin sư phụ thứ tội. Anh thu hồi ánh mắt, vừa suy tư vừa nói, con nói không sai, chỉ là lời con vừa nói khiến sư phụ nghĩ đến một vài thứ quan trọng. Rốt cuộc thứ quan trọng đó là gì?
tại sao lại khiến sắc mặt sư phụ khó coi đến thế? Lòng tràn đầy nghi vấn, cô nghe thấy sư phụ dặn dò, hôm nay con thể hiện rất tốt quay về, vi sư sẽ luyện cho con vài viên đơn dược, gác lại âu lo, niềm vui liền tới cô hân hoan cảm tạ người thầy của mình. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Lúc này Lăng Thiên cũng nói rõ với cô về những kỳ vọng lớn mà anh hy vọng Trần Tuyết có thể đạt được. Vi sư hy vọng con sớm này đạt tới cảnh giới võ đế, như vậy có thể tặng cho con công pháp cấp thiên phẩm rồi. Lăng Tuyết ngây ngốc run rẩy khi nghe tới những lời đầy kỳ vọng đó, mắt tràn đầy ánh sáng mong ước, công pháp thiên phẩm ư? Trùng Minh Điểu tăng tốc bay qua những sườn núi cao nhất, ở phía xa kia vọng lại là tiếng nói của người con gái vô cùng kiên định quyết tâm. Trần Tuyết nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, không phụ sự yêu thương của sư phụ. Hai thầy trò cùng nhau trở về chính điện, Lăng Thiên liền lên tiếng can dặn. Vi sư đi nghỉ ngơi đây và con cũng về nghỉ ngơi đi. Ngay khi Trần Tuyết đáp lại và dần lui bước ra khỏi phòng chính, tiếng đóng cửa cũng phát ra rồi dừng hẳn. Giờ khắc này chính là lúc khởi động hệ thống, trên màn hình hệ thống thông báo kết quả anh đang mong đợi, nhiệt đồ trương cao hàn, cửu chính hợp. Mạc Diệu Ly kích hoạt hiệu quả con mắt phán đoán, thưởng điểm đổi là 600 điểm, tiếp tục các thông tin về những đệ tử phản bội lần lượt hiện ra trước mắt. Trương Cao Hàn nhân tộc cảnh giới võ thần trung kỳ, thực hồn điện nguyên lão ác đồ thứ tư của ký chủ. Chủ tu thiên phẩm đặc cấp tâm pháp, huyết độc thực cốt điển đỉnh phong. Vũ khí ám huyết thiên ma lô thiên phẩm đặc cấp, độ trung thành là -60%, được phán đoán là người phản bội. Tiếp đến cửu chính hợp nhân tộc cảnh giới võ thần hậu kỳ, thực hồn điện điện chủ ác đồ thứ 7 của ký chủ, chủ tu thiên phẩm đặc cấp địa sát thiên cang tâm pháp đỉnh phong, thiên phẩm cao cấp công pháp bạo viêm quyết đỉnh phong, vũ khí địa sát viêm liệt cờ thiên phẩm đặc cấp, độ trung thành tới -70%, phán đoán là người phản bội. Cuối cùng là Mạc Diệu Ly nhân tộc ngụy trang cảnh giới võ thần trung kỳ, thiên chu cung cung chủ ác đồ thứ 5 của ký chủ tu thiên phẩm đặc cấp tâm pháp, thiên chu tử ngọc tâm pháp đỉnh phong, thiên phẩm cao cấp huyền tâm tử ngọc quyết đỉnh phong, vũ khí là tâm ti đằng xà tiên thiên phẩm đặc cấp, độ trung thành cao hơn so với lão tứ và lão thất là -50%, phán đoán là người phản bội. Sau khi tổng hợp toàn bộ thông tin về ba tên phản bội, anh liền cảm thán chúng thật sự rất có tài năng nắm bắt thông tin. Tay sai vừa rời khỏi U Lam đường, đám nhiệt xúc này đã nhận được tin báo rồi. Hơn nữa chúng biết được Trúc Hưng Tu quay về huyền minh giáo của anh, chắc hẳn bọn chúng nhất thời cũng không dám manh động. Đây đúng là một việc tốt, lần này cũng nhờ Trần Tuyết và Trúc Hưng Tu nên không cần hao phí quá nhiều thẻ đạo cụ cũng bắt thóp được U Lan đường. Vậy nên anh nhất định phải thưởng hậu hĩnh cho bọn họ mới được. Suy nghĩ này vừa nảy ra, anh nhanh chóng kích hoạt hệ thống để mở cửa hàng. Lần lượt xuất hiện trước mắt anh là các vật phẩm quý khác nhau. Đầu tiên anh lựa chọn mua đơn dược mà mình đã hứa cho Trần Tuyết trước. Điều này cũng có lý do riêng của anh. Với tình hình hiện tại, tốc độ tu luyện của Trần Tuyết nhanh hơn một người phải chịu đại hạn nghìn năm như anh. Để đề phòng tình huống không thể sử dụng khu vực tuyệt đối như lần này, bên cạnh cần có một người giỏi bảo vệ mới được. Anh nhận định tuy thực lực của Trúc Hưng Tu hơn xa Trần Tuyết nhưng độ trung thành của hắn lại chẳng đáng tin cậy chút nào, ở cạnh một người bản thân không thể tin tưởng và nắm giữ trong tay. Sẽ có ngày điều đó trở thành điểm yếu của mình, anh nghĩ trước mắt cần bảo Trần Tuyết nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Vừa ngẫm nghĩ vừa thao tác mua vật phẩm, cuối cùng màn hình hệ thống xuất hiện thông tin nạp khí tốc linh nội hóa đơn tăng 3 lần là địa phẩm trung cấp, đây là đơn dược chí dương chí âm. Thuần dương chi thủy chí tịnh chí nhược, thuần dương chi hỏa đặc tính mãnh liệt, hài hòa đôi bên, nuôi dưỡng vạn vật, thông kinh mạch, bổ khí huyết, tăng linh lực, lành vết thương, tất cả đều điều chế hợp thành. Tốc độ tu luyện nhanh đáng kinh ngạc, đơn dược dùng trong một tuần. 3 ngày một viên và 3 viên một lộ trình, điểm để đổi được cần 800 điểm. Đây chính là thứ Lăng Thiên cần tìm, không chút do dự anh nhanh chóng bấm chọn đổi, vào một ngày cũng như bao ngày khác. Cánh cửa chính điện này được mở toang bởi cánh tay đầy mạnh mẽ của Trúc Hưng Tu, hắn mặt đầy hưng phấn hô lớn. Sư phụ sư muội con về rồi đây, có nhớ con không nè? Đón chờ hắn là một khoảng không tĩnh lặng, đáp lại hắn là tiếng im lặng vô tận, mang theo nghi vấn hắn tự hỏi. Họ ngồi trọng minh điều đáng lẽ về trước mình mới phải chứ, người đâu hết rồi? Rồi từ đâu đó một mùi thơm ngon bay khắp không gian, mùi hương này xuất phát từ phía chiếc bàn lớn. Hắn quay ngoắt lại, nhanh bước tới và trố mắt kinh ngạc trước một bàn toàn thức ăn ngon. Chứng kiến cảnh tượng này hắn nảy ra một suy nghĩ, nhất định là sư phụ rất hài lòng với sự thể hiện xuất sắc hôm nay của hắn nhưng lại không tiện trực tiếp khen hắn nên mới bảo sư muội làm một bàn ăn ngon. Ý định của sư phụ vừa hay lúc hắn đang đói muốn chết, hắn đầu nghĩ tay nhanh chóng cầm đũa gắp đồ ăn trong đĩa để mình nếm thử tay nghề của tiểu sư muội xem nào. Ngay lúc đồ ăn sắp tới miệng, tiếng quát của một nữ tử khiến hắn khựng lại, bỏ đũa xuống ngay. Khi thế đó giọng hét đó không phải của sư muội hắn thì là ai? Hắn lập tức buông đũa và vội vàng giải thích, có gì từ từ nói tiểu sư muội à, dù trên tay vẫn đang bưng một đĩa đồ ăn ngon mắt nhưng Trần Tuyết vẫn còn rất tức giận. Trúc Hưng Tu tiếp tục giải thích cho sự hiểu lầm này, huynh tưởng là chuẩn bị riêng cho mình chứ ha ha, đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Tiếng hai người om sòm đã đánh động đến Lăng Thiên, anh cất giọng hỏi, hai đứa ồn ào gì đấy? Thấy vậy Trúc Hưng Tu và Trần Tuyết nhanh chóng quay lại cúi đầu cung kính. Hắn đáp không có gì ạ, tiểu sư muội và con đang đùa tí thôi. Trần Tuyết cũng đáp lại anh, cơm chuẩn bị xong rồi mời sư phụ dùng bữa. Cũng may tâm trạng anh đang vô cùng vui vẻ bởi vì hôm nay là ngày vui đáng chúc mừng trong cả trăm năm nay của Huyền Minh giáo. Vậy nên mọi người cùng ngồi xuống ăn đi, hai huynh muội cũng vì thế mà vui vẻ. Cung kính đáp lại và cùng nhau ngồi xuống, trước mắt họ là một bàn thức ăn vô cùng phong phú, trông rất bắt mắt. Sau khi đã ngồi xuống anh nói, hôm nay chúng ta có thể áp chế được U Hồn giáo không thiếu công lao của hai người đệ tử.
Tiếp đó chính là sự khen thưởng và công nhận. Huyền Minh giáo xưa nay thưởng phạt phân minh nên nếu hôm nay đã có công ắt sẽ có thưởng. Phản ứng của hai đồ đệ khi nghe lời sư phụ vừa dứt hoàn toàn trái ngược nhau. Trần Tuyết vô cùng hào hứng và mong chờ, có thưởng được thưởng gì đây ta? Trong khi đó Trúc Hưng Tu lại đen mặt bởi vì hắn không biết rốt cuộc thì sư phụ đang suy tính điều chi đây. Hoàn toàn không thể đoán được, Lăng Thiên liền cầm lấy một chiếc hộp chứa đan dược mà anh dùng 800 điểm đổi đưa ra trước mặt đệ tử. Trần Tuyết, đây là đơn dược địa phẩm trung cấp mà trước đó ta đã hứa sẽ chế luyện cho con. Viên đơn dược này có thể giúp con tăng tốc độ tu luyện, sớm ngày có thể bứt phá cảnh giới võ vương trung kỳ. Ánh mắt không rời chiếc hộp kia, cô thật đang vô cùng vui sướng. Địa phẩm trung cấp, Thiên Linh Nguyên Khí đơn địa phẩm sơ cấp lúc trước đã có công hiệu cao siêu đến thế rồi, nay lại là trung cấp há chẳng phải rất lợi hại sao? Chưa dừng lại ở đó, món quà tiếp theo mà Lăng Thiên sẽ tặng Trần Tuyết còn phải nói là quý giá hơn. Anh lấy ra một quyển công pháp và đưa nó đến trước mặt cô. Ngoài ra vi sư thưởng cho con một cuốn công pháp huyền phẩm đặc cấp Liên Tâm Hoa Vũ Đồ. Công pháp này là bản nâng cấp của Thanh Liên Tâm Pháp, hắn hy vọng Trần Tuyết có thể chuyên tâm tu luyện để nâng cao tu vi của mình. Trong cùng một ngày nhận được những hai vật đều vô cùng quý giá, không ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi vui sướng trong lòng cô. Trần Tuyết cảm tạ sư phụ và khẳng định rằng cô nhất định chăm chỉ tu luyện để sớm ngày bứt phá cảnh giới võ vương trung kỳ. Trúc Hưng Tu sau khi chứng kiến một màn này, hắn không còn nhiều nghi vấn như trước nữa, ngược lại đó là một chút mong chờ tới phần thưởng mà hắn sẽ nhận được. Sư phụ cũng hào phóng quá đấy, xem ra đúng là có thưởng thật, hi hi, không biết sư phụ sẽ tặng hắn bất ngờ gì đây. Lâm Thiên gọi hắn trở về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung kia. Hôm nay ngươi không những có công bảo vệ Trần Tuyết, còn nhiều lần chủ động nghĩ kế giúp vi sư, thay vi sư giải quyết phiền muộn. Nói rồi anh hỏi hắn, ngươi muốn được thưởng gì có thể nói thẳng với vi sư, anh sẽ cố gắng đáp ứng. Tưởng rằng mình sẽ giống như Trần Tuyết được sư phụ tặng phần thưởng trực tiếp, chưa kịp vui mừng quá lâu, câu nói ấy của sư phụ khiến hắn một lần nữa rơi vào cảnh giác. Quả nhiên là cái bẫy của sư phụ để mình tự nói. Cố gắng đáp ứng mình, người đang đào hố để con nhảy vào sao sư phụ? Thấy hắn ta mãi chưa lên tiếng, anh liền hỏi, nói đi ngươi muốn gì? Câu nói này như đánh gãy phòng vệ của hắn. Trúc Hưng Tu mãi lưỡng lự không biết trả lời. Hắn nhận thấy có lẽ phần thưởng đó chỉ như một giấc mơ tỉnh mộng sẽ hết, và giờ đây hắn lên tỉnh táo mà không dám si tâm vọng tưởng gì nữa. Sư phụ, hôm nay đồ nhi đã phạm lỗi, không dám yêu cầu được thưởng mà chỉ mong có thể lấy công chuộc tội, không ngoài dự đoán của Lâm Thiên. Quả nhiên cái tên này sẽ trả lời như vậy, chắc là sợ đưa ra yêu cầu sẽ bị anh dùng thiên lôi đánh đây mà. Thật là không thể không cho hắn một lời khuyến khích, sai lầm hôm nay vi sư đã không truy cứu nữa. Yên tâm nói ra phần thưởng mà ngươi muốn đi, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Trúc Hưng Tu không tin vào tai mình nữa, đây là thật sao? Lời nói của sư phụ đáng tin thật chứ? Để chắc chắn hắn hỏi lại anh, Lâm Thiên liền đáp lại chắc nịch, vi sư làm gì có chuyện lật lọng. Đã như vậy hắn cũng không cần nề hà bất cứ điều gì nữa, cứ nói ra mong muốn, biết đâu lại được sư phụ đáp ứng. Đồ nhi muốn trọng minh điều. Lời vừa dứt chỉ thấy sắc mặt sư phụ trông hơi khó coi, hắn sợ mình sẽ bị sư phụ thay thưởng thành phạt nên nhanh chóng giải thích, ý con là có thể cho đồ nhi cưỡi trọng minh điều một lần không? Một lần cũng được. Cũng may cái tên này nhanh chóng giải thích, không thì tức khắc đã bị một đạo thiên lôi giáng xuống đầu rồi. Lâm Thiên âm thầm thở dài mà chấp nhận lời đề nghị của hắn. Anh gọi trọng minh điểu đến ngay lúc đó. Ngoài trời, tiếng động của trọng minh điểu quá lớn đã thu hút được sự chú ý của Trúc Hưng Tu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía sư phụ. Anh bình tĩnh giải thích, ta đã gọi trọng minh điểu đến rồi, hôm nay cho ngươi tùy ý cưỡi. Lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng của tên kia đâu, chỉ còn vọng lại tiếng nói đầy hào hứng của hắn, đa tạ sư phụ, đồ nhi đi trước đây. Lâm Thiên kiểm tra lại hệ số trung thành của hắn, nhưng kết quả khiến anh tức điên lên. Cái tên khốn này, mình đã cho nó mượn trọng minh điểu thế mà độ trung thành chẳng nhích lên được tí nào. Ngay lúc này hệ thống kích hoạt, đây có lẽ là thứ đáng để anh mong chờ nhất. Màn hình hiện thông báo, xin chúc mừng ký chủ đã thành công gài tai mắt Viên Long vào U Hồn Giáo, nhận được điểm thưởng là 200. Tiếp đó hệ thống kích hoạt nhiệm vụ phụ, một trận đấu liệu có thể giành được chiến thắng cuối cùng, phụ thuộc nhiều vào việc lấy được thông tin càng nhanh và càng chuẩn xác từ đối phương. Bắt đầu từ hôm nay phát triển tai mắt ở khắp mọi nơi và dựa vào đó lấy được thông tin có ích. Cuối cùng là lời nhắc nhở, phát triển tai mắt bắt buộc phải chọn người có ích và phù hợp, không được phát triển lung tung, nếu không sẽ bị phạt. Sau khi thông báo kết thúc, Lâm Thiên cũng đã có kết luận, xem ra Viên Long thực sự quy phục rồi. Nhưng sao vẫn còn có nhiệm vụ phụ nữa chứ? Tin tức hệ thống đưa ra tiếp theo thật khiến anh không thể lường trước được. Phát hiện nghiệt xúc câu Văn Diệu xuất hiện gần đây, hệ thống liền hỏi anh có cần sử dụng con mắt phán đoán không. Lâm Thiên suy tư một lúc rồi đưa ra quyết định, nếu con mắt phán đoán đã phát hiện ra câu Văn Diệu, vậy bây giờ hắn nhất định đang ở trong Tuyệt Tình Sơn. Nhưng thật đáng tiếc con mắt phán đoán lại không thể xác định được vị trí chính xác của tên đó, mạo hiểm xuất đầu lộ diện chi bằng im lặng quan sát, cũng chỉ là một tên nghiệt xúc không có gì đáng lo. Tuy vậy những thông tin này cũng khiến Lâm Thiên vô cùng khó chịu. Chưa kịp định thần lại, tiếng hệ thống thông báo vang lên liên tục khiến tâm trạng anh càng tồi tệ, lại nữa hôm nay náo nhiệt gớm nhỉ. Liên tiếp 3 thông báo khẩn hiện ra cũng đủ để Lâm Thiên không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Phát hiện nghiệt xúc Thẩm Uyển Thanh xuất hiện gần đây, có dùng hình phạt con mắt phán đoán không? Thông báo thứ 2 được đưa ra, phát hiện nghiệt xúc Mạc Diệu Ly xuất hiện gần đây, có dùng hình phạt con mắt phán đoán không? Thông báo thứ 3 tiếp diễn, phát hiện nghiệt xúc Trang Cao Hàn xuất hiện gần đây, có dùng hình phạt con mắt phán đoán không? Thật đúng là tìm đường chết. Lâm Thiên không tìm chúng mà chúng lại tự tìm tới cửa sao? Đám nghiệt xúc này.
bản tọa hôm nay phải tóm gọn một mẻ các ngươi. Sắc khí đằng đằng phát ra từ đôi mắt rực đỏ của anh, lần này anh sẽ cho chúng thấy sức mạnh thật sự, sao cho xứng với danh ma đạo tổ sư. Trúc Hưng Tu được Lăng Thiên cho phép cưỡi trọng minh điểu liền rất vui vẻ. Anh ta cảm thấy rằng muốn thuần phục thần thú thiên phẩm như thế này quả thực rất khó, không biết sư phụ của anh ta rốt cuộc đã làm như thế nào. Bỗng nhiên trọng minh điểu như nhận được tín hiệu gì đó, nó quay đầu trở về làm cho anh ta suýt nữa thì ngã từ độ cao này xuống dưới. Trúc Hưng Tu đang không biết nó bị gì, hơn nữa bảo nó dừng lại thì nó liền bay nhanh hơn theo hình xoắn ốc, làm cho anh ta chỉ biết vừa bám víu vừa nôn tại chỗ. Khi đến nơi, anh ta dần mở mắt ra thì phát hiện rằng mình còn sống, hơn nữa còn quay lại Huyền Minh giáo. Lúc này anh ta mới nhận ra là trọng minh điểu là do Lăng Thiên gọi về. Anh ta chưa kịp hoàn hồn thì lại bị cho đi cưỡi thú tiếp. Lúc này Trúc Hưng Tu thầm nghĩ không biết tại sao Lăng Thiên lại vội vàng gọi trọng minh điểu về như vậy. Lăng Thiên bỗng lên tiếng hỏi anh ta làm cách nào để tìm được đại sư huynh Câu Văn Diệu, bởi vì hắn đã đến đây. Trúc Hưng Tu chưa kịp ngạc nhiên xong thì lại bị ánh mắt sắc lẹm của sư phụ nhìn tới. Lăng Thiên bảo không phải là do anh ta sắp đặt hay sao? Hơn nữa không chỉ có mỗi đại sư huynh của anh ta tới mà còn có cả tứ sư huynh và ngũ sư tỷ của anh ta cũng đến. Đến đây Trúc Hưng Tu sợ lại ăn sét đánh nên đành chấp hai tay bày tỏ rằng bản thân anh ta thực sự không biết chuyện gì hết. Anh ta chỉ chắc chắn một điều rằng bọn người kia đến không phải muốn tìm Lăng Thiên mà là tìm anh. Anh ta cho rằng nhất định bọn người kia đã nghe được tin anh quay lại Tuyệt Tình Sơn, hơn nữa còn giúp Lăng Thiên giải quyết U Lan Đường, chắc là do họ muốn đến tìm anh để hỏi cho ra lẽ. Lăng Thiên thấy anh ta nói vậy cũng có lý nên tạm thời tin tưởng. Điều mà bọn người kia không biết bây giờ đó chính là có cả Lăng Thiên đi cùng, nên Trúc Hưng Tu đề nghị cậu hốt luôn mẻ cá lớn này một thể. Lăng Thiên nghe thấy thế cũng nghĩ tên này không phải dạng vừa, bởi vì anh ta cũng có cùng suy nghĩ với cậu, nhưng dù gì sư huynh sư tỷ của anh ta cũng không phải ngốc, nên cậu đề nghị anh ta cùng nhau hợp tác, nhưng cậu không biết phải bắt ai trước. Trúc Hưng Tu liền tên tiếng đưa ra chủ ý rằng bắt tứ sư huynh hoặc là ngũ sư tỷ của anh ta, bởi tứ sư huynh là người hiểm ác nhất, hắn đã sử dụng kịch độc của mình để tiêu diệt vô số môn phái, hơn nữa còn ác đến mức dùng người sống luyện độc. Người còn lại là ngũ sư tỷ, cô ta ngoại trừ thôn tính các thế lực khác còn âm thầm cấu kết với Vu tộc Tây Vực và Ma tộc Bắc Hoang, gián tiếp nhúng tay vào nhiều trận chiến. Trúc Hưng Tu còn thấy ngũ sư tỷ của mình có khả năng dính dáng Thông Vu Liên Ma, nhất định sau này sẽ gây ra trận chiến đẫm máu, hai người kia nhất định là chướng ngại vật lớn nhất sau này để bọn họ tiêu diệt U Hồn giáo. Lăng Thiên đến đây hỏi anh ta có diệu kế gì hay không thì anh ta liền trả lời rằng với năng lực hiện giờ của cậu có thể ngăn chặn được tứ sư huynh cùng ngũ sư tỷ, còn tên đại sư huynh thì để anh ta xử lý. Mặc cho Lăng Thiên có đang cực kỳ giận bởi vì anh ta đẩy phần khó cho cậu, nhưng cậu vẫn chấp nhận cưỡi Phụng Hoàng bay đi. Sau đó Trúc Hưng Tu mau chóng đi dụ bọn chúng đến. Tiếp đó Trúc Hưng Tu đi vào rừng, anh ta ngồi chơi chưa được lâu thì cỏ cây bên dưới bỗng bị héo gần hết. Trang Cao Hàn bước tới với vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Trúc Hưng Tu lại lên tiếng trước, mặc dù đã lâu không gặp nhưng quả nhiên vẻ u ám ấy còn hơn cả lúc trước. Hắn ta thấy thế liền đáp rằng lần này hắn đến chỉ để hỏi hai chuyện, nên nếu anh muốn sống thì khôn hồn trả lời. Trúc Hưng Tu cũng không khiêm nhường, lại tiếp tục trêu chọc hắn ta, nhưng không ngờ bỗng từ đâu xuất hiện một con rắn cắn thẳng vào cổ anh, khiến Trúc Hưng Tu đầu óc choáng váng té từ trên cao xuống. Thì ra con rắn đó là của ngũ sư tỷ của anh ta, cho dù đã lâu không gặp nhưng ngũ sư tỷ của anh lại càng ngày càng xinh đẹp yêu kiều. Bỗng một thanh kiếm đâm tới trước mắt anh ta, ra là tên đại sư huynh. Hắn nhắc nhở Trúc Hưng Tu nên trả lời mấy câu hỏi cho đàng hoàng, nếu không thanh kiếm đó sẽ không kiêng nể mà đâm xuyên não của anh ta. Thần thú của Lăng Thiên đang bay cao trên bầu trời, trên lưng nó là Lăng Thiên đang mở cửa hàng của hệ thống. Trước mắt cậu hiện giờ là Long Dương Bách Chuyển giải độc với điểm đổi là 1.200 điểm. Là do cậu biết được độc của tên lão tứ là đứng đầu thiên hạ nên mới tìm mua viên đan này để bảo toàn tính mạng, mặc dù giá của nó có hơi không chấp nhận nổi. Nhưng điểm đổi của cậu bây giờ là 3.232 điểm nên cậu đành cắn răng mua hai viên. Nhất định cậu sẽ vì 2.400 điểm đổi mà phải tóm được bọn chúng. Quay về chỗ của Trúc Hưng Tu, bây giờ anh ta đang bị các sư huynh sư tỷ của mình tra hỏi. Bọn họ còn hỏi anh không lẽ đã quên những chuyện lúc đầu rồi hay sao? Nhưng anh lại mặt dày trả lời rằng anh ta phiêu bạt bên ngoài nhiều năm vậy rồi, nên muốn về Tuyệt Tình Sơn tiện thăm sư phụ của bọn họ mà thôi. Đại sư huynh thấy anh ta nhiều lời liền muốn đem anh ra xử lý, lại bị Trúc Hưng Tu một lần nữa trêu chọc. Tên đại sư huynh liền tức giận lấy kiếm ra đâm thẳng vào mắt của anh. Vào khoảnh khắc hắn tưởng anh đã chết thì dưới đó chỉ có một vũng nước lớn hình nhân mà thôi. Ba tên kia bất ngờ quay lại nhìn theo tiếng nói, thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh của Trúc Hưng Tu dựng lên mà thôi. Anh ta còn trêu chọc thêm là quả nhiên tình huynh đệ nhiều năm như vậy là do anh tự đa tình thôi ư? Nhưng bọn chúng lại không muốn tốn thời gian nên đe dọa Trúc Hưng Tu rằng nếu cả ba cùng xông lên thì chắc chắn chút kỹ xảo của anh cũng sẽ vô dụng. Cuối cùng ngũ sư tỷ của anh lên tiếng hỏi liệu anh ta đang mưu tính chuyện gì. Lúc này Lăng Thiên xuất hiện, cậu nhất định sẽ trả lời câu hỏi này cho bọn chúng. Ba đứa đệ tử kia thấy cậu đứng trước mắt liền trở nên ngạc nhiên tột độ. Nếu cậu không nhầm thì chỗ này chính là Tuyệt Tình Sơn, đây vốn không phải là nơi mà những tên phản đồ kia được tùy tiện tới lui. Trang Cao Hàn thấy sư phụ của mình thực sự đã trẻ lại, quả nhiên nghịch chuyển cảnh khôn là sự thật. Mạc Diệu Ly thì vừa liếc ngang đã thấy đại sư huynh của mình đang run cầm cập. Thấy thế Lăng Thiên liền hỏi không biết quà gặp mặt lần trước có vừa ý không, thì hắn liền sợ đến độ lấy lý do là củi trong nhà chưa trẻ đi trốn trước, làm cho hai người còn lại bất lực đến không nói nên lời. Trang Cao Hàn nghĩ trong lòng, mặc dù Lăng Thiên bên ngoài đã hồi xuân nhưng đan điền bình thường tu vi suy nhược, cả khí thế đại ma đầu cũng thay đổi,
nhưng lại làm cho đại sư huynh bình thường không sợ trời không sợ đất của hắn bỏ chạy thì chắc chắn có nguyên do gì đó. Vì thế hắn quyết định đem vũ khí bí mật của mình ra để quyết chiến, vì hắn đã nghĩ rằng sức mạnh của mình hiện tại nhất định đã vượt xa sư phụ trước đây rồi. Vượt xa Lăng Thiên trước đây ư? Trang Cao Hàn đúng là kẻ không biết trời cao đất dày. Lăng Thiên đang định lao vào đánh với hai tên đồ đệ phản bội cậu thì bỗng dưng chúng lướt qua mặt cậu và tiến lại gần tên Trúc Hưng Vi làm hắn vô cùng bất ngờ. Lăng Thiên nghĩ rằng hai tên này ngay từ đầu đã biết linh lực của cậu đã suy yếu nên chúng cho rằng nếu tiêu diệt Trúc Hưng Tu trước thì sẽ thắng được ư? Cậu thấy như vậy cũng tốt, vì cậu muốn xem thử thực lực của Trúc Hưng Tu như thế nào rồi. Mạc Diệu Ly xung phong lên trước, trên tay cô ta là một chiếc roi màu tím thoáng chốc đã biến thành một con mãng xà lao đến tấn công Trúc Hưng Tu. Anh ta thấy vậy liền thi triển chiêu thức thứ 10 Thiên Linh Hoàn Kiếm Huyết, dùng linh lực tạo ra một con chim bay thẳng về hướng của đối thủ. Hai linh lực đối đầu tạo nên một vụ nổ cực lớn. Do cường độ linh lực của cả hai đều như nhau nên linh lực của ai tiêu hao trước tức là người đó sẽ thất bại. Nhìn hình ảnh trước mặt, xem ra mấy năm nay Trúc Hưng Tu không hề rảnh rỗi nâng nỗi như lời đồn, nhưng mà tiếc thay linh lực của Trúc Hưng Tu bỗng dưng suy giảm. Linh lực của Mạc Diệu Ly chiếm ưu thế và cuối cùng nuốt chửng anh. Đến Lăng Thiên cũng không còn cảm nhận được linh lực của Trúc Hưng Tu, lúc Mạc Diệu Ly nghĩ rằng anh ta đã chết thì bỗng dưng có một thanh kiếm đâm xuyên qua người cô ta. Không ngờ đó lại là Trúc Hưng Tu, cô ta lại không hiểu tại sao linh lực của anh ta vừa nãy đã mất sạch nhưng bây giờ vẫn còn sống được. Là do chiêu thức anh ta tung ra khi nãy tuy bề ngoài nó trông như một chiêu thức mạnh, thực ra nó chỉ dùng để hãm chân kẻ địch, dây tiếp theo sẽ đóng toàn bộ linh lực và cuối cùng người dùng có thể tung ra chiêu chí mạng sau lưng kẻ địch. Lăng Thiên thấy thế cũng không khỏi bất ngờ. Cậu có chút mơ hồ không dám tin, không biết Trúc Hưng Tu này rốt cuộc có thực lực mạnh đến cỡ nào. Tên Trang Cao Hàn thấy ngũ sư muội của hắn nói thế nào cũng là tu vi cảnh giới võ thần trung kỳ, tại sao chiêu này cô ta lại không thể tránh được cơ chứ? Hắn ta bỗng nhận ra bản thân đang bị lừa nên quyết định bỏ chạy nhưng lại bị Lăng Thiên cản lại. Tuyệt Tình Sơn chắc chắn không phải nơi mà hắn muốn đến, thì đến đi thì đi như vậy. Đối mặt với Lăng Thiên, Trang Cao Hàn không biết tại sao cậu lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy. Không phải linh lực của cậu chỉ mới đạt tới cảnh giới võ tướng thôi sao? Lăng Thiên nắm chặt tay lại, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh người của cậu. Tiếp đó liền tiến sát lại chỗ Trang Cao Hàn và cho hắn một cái đấm thật mạnh. Trang Cao Hàn bị cậu tấn công liền văng ra tản đá phía sau. Quả thực sức mạnh của thể nghịch thiên phản kích của cậu đúng là bá đạo, làm cậu nghĩ rằng trong vòng 5 phút này là có thể dư sức xử lý tên yêu nghiệt này. Trang Cao Hàn sau đó cười lớn, hắn ta không ngờ thân hình yếu đuối này của Lăng Thiên lại có sức mạnh đáng kinh người đến như vậy, nên hắn đòi dùng thân thể của cậu đem ra để luyện độc. Lăng Thiên bên này cũng bất ngờ thay, cậu không hiểu tại sao hắn ta lại có thể chống cự được một đòn của thể nghịch thiên phản kích. Tiếp đến từ trên người của Trang Cao Hàn tỏa ra một tràng khí độc, làn khí độc này đi đến đâu là hoa cỏ liền héo úa đến đó. Đây là độc không có thuốc giải nên chỉ cần dính vào một chút sẽ khiến toàn thân giữa nát rồi chết đi. Lăng Thiên nhận ra rằng tên này nhất định đã giấu đi hẳn hai cấp sức mạnh cảnh giới. Lăng Thiên sau đó bị làn sóng khí độc nhấn chìm. Ở trên kia, Trúc Hưng Tu ra lệnh cho thuộc hạ của mình mau chóng thông báo cho Thẩm Uyển Thanh và Câu Văn Diệu lập tức rời xa chỗ này. Cô ta trước khi đi còn nói nếu chuyện vận nhi cô ta giả dạng bại lộ thì Trúc Hưng Tu sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng anh ta chắc chắn có dự tính nên bảo cô ta đi trước. Trúc Hưng Tu thầm nghĩ do Trang Cao Hàn làm loạn hết trận địa của anh bày ra nên phần còn lại chỉ biết trông cậy vào Lăng Thiên mong cậu ta đừng chết sớm. Quay lại trận chiến, mặc dù đã tạo ra rất nhiều khí độc nhưng Trang Cao Hàn vẫn không thể ngờ được rằng khí độc của hắn vẫn không thể đến gần Lăng Thiên. Lẽ nào thực lực của cậu còn mạnh hơn trước rất nhiều ư? Trong lòng Lăng Thiên lúc này vô cùng biết ơn khu vực tuyệt đối của mình, nếu không bây giờ cậu đã hóa thành cát bụi rồi. Hơn nữa nếu kích hoạt khu vực tuyệt đối sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực nên cậu phải kết liễu hắn trước khi thể nghịch thiên phản kích hết tác dụng. Thời gian còn lại là 17 giây đủ để cậu thực hiện một đòn tấn công nữa. Lăng Thiên quyết định lấy thuốc giải ra dùng bởi cậu sẽ đặt cược hết vào lần này. Sau đó Lăng Thiên lại xông tới, chỉ không ngờ trước mắt không còn là Trang Cao Hàn nữa mà là hình nhân độc của hắn. Trong con hình nhân độc kia còn chứa lượng độc khí cực đậm, nếu đánh chúng sẽ có hậu quả khó lường. Quả nhiên chiêu trò này của hắn không lừa được cậu, bởi vì khí độc quá dày nên cậu không thể xác định được vị trí của hắn ta. Lúc này thời gian sử dụng thẻ nghịch thiên phản kích của cậu cũng kết thúc. Trang Cao Hàn thấy thế liền phát động cuộc tổng tấn công của các hình nhân. Bây giờ trước mặt Lăng Thiên đang có rất nhiều hình nhân độc của Trang Cao Hàn cùng với một lượng khí độc đang lan tỏa xung quanh, tình hình đang rất bất ổn. Cho dù có duy trì sử dụng khu vực tuyệt đối trong phạm vi nhỏ thì cũng sẽ mất dần sức mạnh. Nếu dây vào những hình nhân độc hại này thì e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trang Cao Hàn đứng một bên cười hả hê, hắn thấy sảng khoái khi Lăng Thiên gặp rắc rối và đang rất thê thảm. Hắn nhớ lại vào khoảng thời gian trước hắn đã từ bỏ kiếm pháp đã khổ luyện nửa đời người mà sang luyện độc công. Lúc đó Lăng Thiên một mực phản đối kịch liệt, hắn cho rằng vì Lăng Thiên biết được hắn là một thiên tài dị bẩm về độc công và sợ tên đệ tử này sẽ vượt mặt cậu nên lúc đó Lăng Thiên mới làm như vậy. Trang Cao Hàn tiếp tục nói, đáng tiếc rằng khi đó hắn không nghe lời anh mà vẫn tiếp tục khổ luyện độc công. Hắn gằn giọng nói tiếp, bây giờ sẽ đến lượt hắn cho Lăng Thiên một bài học. Hắn vừa nói xong cũng là lúc các hình nhân của hắn đồng loạt tiến về phía Lăng Thiên, chúng tấn công về phía anh. Bọn chúng đã mạnh, hơn nữa còn đến mức chất đống thành núi. Trang Cao Hàn đứng dưới đây cười lớn, hắn cho rằng Lăng Thiên sẽ bị độc ăn mòn toàn thân. Cười cợt, cậu cứ tận hưởng cảm giác đó đi. Từ đâu một loạt các tia chớp màu tím xuất hiện chỗ đám hình nhân và bất ngờ nổ lớn khiến cho chúng bay ra xa rồi tan biến. Đòn tấn công đó rất mạnh khiến cho Trang Cao Hàn hoang mang, tại sao Lăng Thiên lại có linh lực lớn mạnh như thế chứ? Lăng Thiên xuất hiện dưới những luồng khí đó,
cậu bỗng dưng hô lớn. Hai, Trang Cao Hàn ngơ ngác không biết điều Lăng Thiên nói có nghĩa là gì. Cùng lúc đó một loạt rất nhiều luồng khí tím tiến về phía Trang Cao Hàn và tấn công hắn. Lượng sức mạnh này còn mạnh hơn lúc nãy khiến hắn không thể chịu đựng nổi, hai hàm răng nghiến chặt không thể khống chế. Liên tiếp thêm nhiều luồng khí tấn công Trang Cao Hàn. Cuối cùng hắn không chịu đựng được nữa mà bay vuốt lên không trung, một lát sau rồi lại đáp xuống đất gây nên một vụ nổ khá lớn. Cùng lúc đó bản hệ thống hiển thị thẻ ngạo thị quân chúng kết thúc hiệu quả, thì ra lúc đó chiếc thẻ này đã giảm giá và Lăng Thiên đã mua nó để đánh bại tên Trang Cao Hàn. Hắn ta từ từ đứng dậy vừa ói ra máu vừa tức giận hỏi anh đòn tấn công liên hồi vừa rồi là như thế nào và hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Lăng Thiên đáp rằng cả đời này anh đã lĩnh hội được rất nhiều làm sao mà hắn có thể biết hết được. Nghe xong Trang Cao Hàn cười lớn. Hắn nói trước khi anh dùng hết chiêu thức thì xem thử anh có thể giết được hắn không. Cùng lúc đó trên đầu hắn xuất hiện một chiếc chum đựng thứ dung dịch màu xanh từ từ đổ xuống đầu hắn. Từ đâu xung quanh Trang Cao Hàn lại xuất hiện rất nhiều luồng khí xanh mờ ám. Và đây cũng chính là chiêu thức mà hắn đã khổ luyện nhiều năm sau khi rời bỏ Lăng Thiên, linh lực của Trang Cao Hàn đang từ từ hồi phục. Vì thế mà Lăng Thiên không thể để cho hắn có cơ hội hồi phục được. Vừa nói xong anh lập tức sử dụng chiếc thẻ nghịch thiên phản kích cuối cùng và lần này anh bắt buộc phải giết được Trang Cao Hàn. Trang Cao Hàn đứng bên này mỉa mai hỏi, anh vậy mà vẫn còn linh vực mạnh đến thế sao? Không hổ danh là sư phụ đã từng vô địch thiên hạ. Vừa nói xong Trang Cao Hàn và Lăng Thiên cùng nhau lao về phía đối phương, trước cuộc so tài này thì ai mới chính là người mạnh nhất đây? Cả hai cùng lúc sử dụng chiêu thức để tấn công. Vì sức mạnh ngang nhau nên điều đó đã tạo ra một vụ nổ lớn, cả hai cùng bay ra xa về hai phía khác nhau. Hai người tiếp tục sử dụng chiêu thức để tấn công về phía đối phương nhưng không ai chịu nhường ai. Trang Cao Hàn và Lăng Thiên đều có sức mạnh ngang nhau. Trúc Hưng Tu đứng trên này nghiêm túc nói rằng trận đối đầu này vô cùng đáng sợ vì không hề có một chiêu thức nào dư thừa nên đây chính là một trận so tài linh lực. Ban đầu Trúc Hưng Tu đã nhờ mấy sư huynh đệ lừa Trang Cao Hàn đến Tuyệt Tình Sơn, lý do là để một tay Lăng Thiên khai trừ hắn, nhưng không ngờ lại phát triển đến nước này. Sức mạnh của Lăng Thiên đang càng ngày càng tăng hơn so với thời đỉnh cao. Điều này đã và đang nằm ngoài dự tính của Trúc Hưng Tu, nhưng không ngờ điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó là Trang Cao Hàn lại có sức mạnh đối đầu được với Lăng Thiên. Bao năm nay Trang Cao Hàn đã luôn che giấu sức mạnh cảnh giới võ thần đỉnh phong cộng thêm ám huyết thiên ma lò có thể hồi phục linh lực, nên lần này phải cần tiêu diệt được hắn sau này ắt có họa lớn. Quay trở lại với trận đối đầu khi mà thẻ nghịch thiên của Lăng Thiên cũng không thể đánh bại lại được Trang Cao Hàn. Trang Cao Hàn ở một bên nói với Lăng Thiên rằng anh ngoan cường hơn hắn nghĩ nhiều nhưng chắc anh sẽ không còn cầm cự được lâu. Nếu đoán không sai thì Lăng Thiên chỉ còn lại 2 phút. Trang Cao Hàn vừa nói xong Lăng Thiên ngạc nhiên vì sao hắn ta lại biết linh lực của anh chỉ còn lại 2 phút. Biết được suy nghĩ của anh, Trang Cao Hàn vừa cười vừa đáp rằng rất ngạc nhiên đúng không, và bí mật về sức mạnh đó của anh đã bị hắn đoán được. Trang Cao Hàn nói với Lăng Thiên rằng hắn đã biết được bí mật về nguồn sức mạnh của cậu. Rõ ràng linh lực đan điền của cậu chỉ ở cảnh giới võ tướng nhưng lại có thể sử dụng được chiêu thức mạnh đến như vậy. Và hơn nữa mỗi đòn tấn công đều giải phóng toàn lực. Hắn nghĩ rằng một cao thủ đã trải qua trăm trận không lý nào lại sử dụng linh lực một cách bất chấp như vậy được, chỉ ngoại trừ một khả năng đó chính là cậu có linh lực vô hạn. Hắn còn nói cậu cũng có loại thần khí tương tự như ám huyết thiên ma lư có thể thu hút nguồn linh lực xung quanh để truyền vào bản thân giống của hắn. Trước khi tung chiêu cậu đều sẽ làm động tác tay như đang bóp nát vật gì đó, chắc chắn là để kích hoạt thần khí của cậu. Hắn ta còn biết được thời gian sử dụng của nó vì bản thân Trang Cao Hàn rất nhạy cảm với thời gian, bởi vì nếu nhiều hơn hay ít hơn một chút đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của việc luyện độc. Nói đến đây hắn liền bảo rằng vẫn còn một phút nữa thì hiệu quả bộc phát linh lực của cậu mới kết thúc, nếu Lăng Thiên không tận dụng thời gian quý báu để tấn công. Xem ra là đã biết rõ nếu chỉ dựa vào nguồn sức mạnh đó thì không thể nào đánh bại hắn ta. Vì thế hắn ta liền bảo cậu giao ra thần khí và còn hứa rằng sẽ không giết cậu hơn nữa, còn quay về Tuyệt Tình Sơn sát cánh cùng với cậu. Lăng Thiên thấy hắn quá tự tin liền từ chối cậu nhất định sẽ giết chết hắn ta tại Tuyệt Tình hơn này. Ngay sau đó Trang Cao Hàn thấy cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt liền kích hoạt khả năng của mình. Biến bản thân mọc ra đầy xúc tua và gai nhọn, đồng thời linh lực của hắn cũng tăng cao. Sau đó hắn bất ngờ xuất hiện ở phía sau Lăng Thiên và đánh cậu một đòn. Lăng Thiên theo đó mà bị đẩy ra phía sau. Nhưng hắn lại tiếp tục xuất hiện phía trên đầu Lăng Thiên để đánh thêm một đòn nữa nhưng lần này cậu đã đỡ được. Có điều trạng thái linh lực bộc phát của cậu chỉ còn 3 giây nữa là kết thúc, khoảnh khắc hắn định kết liễu Lăng Thiên. Cậu đã dùng một tay để cản đòn tấn công của hắn, thế là linh lực của hắn bị cậu hút lấy. Bảng thông tin hiện lên rằng thời gian còn lại của thẻ Hải Nạp Bách Xuyên còn lại 9 phút 13 giây giây. Lăng Thiên lúc này mới bắt đầu phản đòn, thế là tên Trang Cao Hàn lại một lần nữa bị cậu đánh văng lên trời. Ngay khi hắn đang không hiểu tại sao cậu lại có được sức mạnh này thì cậu lại một lần nữa tấn công làm hắn lại phải rơi xuống đất. Hắn định hồi phục linh lực của mình thông qua chiếc lư, nhưng khi linh lực sắp được chạm vào hắn thì bỗng dưng nó dừng lại. Lăng Thiên lúc này thi triển khu vực tuyệt đối, đem tên Trang Cao Hàn lại chỗ mình. Cậu sẽ cho hắn thấy sức mạnh tuyệt đối của cậu rốt cuộc là như thế nào. Trong khi bóp cổ Trang Cao Hàn, Lăng Thiên nói rằng cậu sẽ để cho hắn đích thân trải nghiệm sức mạnh thực sự của cậu. Sau đó Lăng Thiên buông tay ra, cơ thể của Trang Cao Hàn cũng bay lên lơ lửng không trung. Hắn sợ hãi nói đây chính là sức mạnh thao túng không gian. Lẽ nào cậu đã đạt đến cảnh giới võ tiên ư? Sau đó cậu liền cho cơ thể hắn quỳ xuống, vẫn câu nói cũ. Nghiệt xúc, ngươi đã biết tội chưa? Trang Cao Hàn lúc này sợ rồi. Hắn liền không ngừng cầu xin rằng bản thân hắn đã sai. Lúc đó hắn không nên phản bội sư phụ, hôm nay càng không nên đánh sư phụ.
hắn tự bảo mình là tên đại nghịch bất đạo và xin cậu tha mạng, hắn còn nói cậu có thể xử lý hắn như nào cũng được. Lăng Thiên không chút do dự quyết định phế hết tu vi của hắn ta và hủy luôn cả ám huyết thiên ma lư. Trang Cao Hàn nghe thấy thế liền lớn giọng phản đối, làm như thế thì có khác nào lấy luôn cả mạng của hắn cơ chứ. Giây sau đó Lăng Thiên liền phá hủy ám huyết thiên ma lư của hắn mặc cho Trang Cao Hàn có liên tục kêu gào, nhìn thần khí của bản thân bị vỡ thành từng mảnh trước mắt. Trang Cao Hàn tức giận đến mức đòi giết Lăng Thiên, còn đòi lấy cậu để luyện độc khiến cậu sống không bằng chết. Sau đó độ trung thành của hắn cũng theo đó mà bị kéo xuống đến âm 95%. Lăng Thiên thấy tên nghiệt xúc này vẫn cố chấp mê muội nên hôm nay vì con dân thiên hạ cậu sẽ phế tu vi của hắn. Nói xong, một luồng sáng màu tím từ tay Lăng Thiên chiếu thẳng vào người hắn. Trang Cao Hàn cảm nhận được đan điền liên tục giãn nở giống như một quả bóng được bơm khí liên tục. Vào lúc nguồn linh lực trong đan điền giãn nở đến mức lớn nhất thì nó sẽ nổ tung. Trang Cao Hàn sau đó liền hét lớn, không phải vì đau mà vì hắn ta biết rằng tu vi mình đã bất chấp tính mạng tu luyện mấy trăm năm nay đã mất hết. Trang Cao Hàn độc nhân tuyệt thế một đời nay đã chính thức trở thành một tên phế vật không hơn không kém. Điều này đối với hắn ta một kẻ vì để mạnh lên mà không sợ hãi điều gì. Trải qua biết bao nhiêu gian khổ để có được thành tựu như hôm nay, trên đời này chẳng có việc gì tàn nhẫn hơn việc hủy đi tu vi của hắn. Lăng Thiên quay lưng bỏ đi, kể từ nay sẽ không còn Trang Cao Hàn nữa. Nhưng hắn ta đột nhiên đứng dậy bảo Lăng Thiên không được đi, đồng thời xông về phía cậu, nhưng hắn bị Trúc Hưng Tu cản lại. Trang Cao Hàn không ngừng gào thét bảo anh buông hắn ta ra, nhưng anh lại bảo đây chính là sự nhân từ lớn nhất mà sư phụ có thể cho hắn. Sau cùng hắn cười lớn trong sự đau khổ rồi ngất đi. Phần còn lại cậu để cho Trúc Hưng Tu xử lý. Bảng hệ thống lại hiện lên, nó bảo nhiệm vụ dọn dẹp tông môn gây dựng lại cơ đồ đã hoàn thành và cậu được nhận 5.000 điểm. Đồng thời còn xử lý thỏa đáng sự việc nên được thưởng thêm 1.000 điểm đổi. Quả nhiên lần này điểm đổi cũng khá hậu hĩnh, nhưng mà cũng đã tốn rất nhiều thứ. Mới chỉ đối phó với tên Trang Cao Hàn mà lại tiêu hao nhiều thẻ đạo cụ như vậy thì nếu thực sự gặp phải vòng vây kích của mấy tên nghiệt xúc đó thì cậu thực sự sẽ thua mất. Tiếp đó cậu mở giao diện hệ thống xem thông tin của bản thân. Cậu cảm thấy trước mắt phạm vi khu vực tạm thời đủ dùng, điều cấp bách bây giờ là cần điểm đổi một chút. Đợi đến lúc có giá ưu đãi thì cậu sẽ bổ sung thêm đạo cụ. Và điểm đổi hoàn thành nhiệm vụ chính là nhiều nhất. Ngay khi cậu đang suy nghĩ không biết nên xử lý tên nghiệt xúc nào tiếp theo thì cậu cảm thấy trong người không ổn. Sau đó Lăng Thiên lập tức ngã khuỵu xuống, ý thức của cậu mất dần và cứ thế ngất đi. Lúc này Trúc Hưng Tu đến gần hắn trông có vẻ như là sắp làm gì đó. Lăng Thiên bởi đây là cơ hội nghìn năm có một. Trời đổ mưa, Lăng Thiên nằm trên mặt đất cứ thế tỉnh dậy. Cậu cảm thấy ý thức của bản thân đang mất dần. Lăng Thiên nhìn xuống thì thấy Trúc Hưng Tu đang tiến về phía mình. Cậu ra lệnh cho anh ta đưa mình về nhưng anh ta lại nở một nụ cười quái dị. E là lần này cậu không về được nữa rồi. Sau đó hắn ta dùng dao đâm thẳng vào cơ thể cậu. Hắn chúc cậu thượng lộ bình an và bản thân hắn sẽ giúp Huyền Minh giáo quay lại thời đỉnh phong. Sau đó Lăng Thiên cứ thế mà nhắm mắt. Đến khi lấy lại được ý thức, cậu đã thấy Trần Tuyết trước mặt bản thân mình. Cô khóc bảo cậu cuối cùng cũng đã tỉnh, đồng thời vô cùng lo lắng. Cậu bất ngờ ngồi dậy, nhớ lại khung cảnh vừa rồi và nghĩ rằng đó chắc là mơ, nhưng bỗng dưng cơ thể cậu lại vô cùng đau đớn như thể bị vò xé từ bên trong. Bất ngờ Trúc Hưng Tu mở cửa xông vào miệng hắn còn nói gỡ, không lẽ sư phụ đã chết rồi ư? Làm Trần Tuyết tức giận, cô đáp lại rằng cậu vẫn rất ổn. Cậu quay sang nói với Trúc Hưng Tu rằng có phải anh ta rất muốn cậu chết sớm để chiếm hết công pháp tuyệt thế chân kỳ dị bảo ở Tuyệt Tình Sơn hay không? Trúc Hưng Tu nhanh chóng quỳ xuống bảo rằng bản thân vì lo cho cậu quá mức nên mới nói bậy và mong được cậu thứ lỗi. Lăng Thiên bảo Trần Tuyết đỡ cậu đứng dậy. Trúc Hưng Tu bảo cậu bây giờ không nên đi lại, nếu không cậu sẽ tổn thương nguyên khí hơn nữa, thuốc cũng đã nấu sắp xong nên anh ta sẽ mang lên cho cậu. Trần Tuyết nói cả hai người đã rất lo cho cậu, nhất là Trúc Hưng Tu, anh ta đã tìm rất nhiều danh y đến nhưng đều không chữa được vết thương trên người cậu. Cậu thấy thế liền liếc mắt qua chỗ Trúc Hưng Tu, mặc dù độ trung thành vẫn là số âm nhưng vẫn không nhân cơ hội để giết chết cậu để một mình độc chiếm cả Tuyệt Tình Sơn này. Có điều thế lại càng chỉ rõ thứ mà Trúc Hưng Tu cần e là còn chân quý hơn gấp trăm nghìn lần những chân kỳ dị bảo và công pháp tuyệt thế. Thấy cậu nhìn mình quá lâu, Trúc Hưng Tu liền đỏ mặt quay sang hỏi cậu, sao lại nhìn anh ta mãi như vậy? Lăng Thiên nói với anh ta rằng lần chiến đấu này Trúc Hưng Tu đã thể hiện rất khá làm anh ta ngại ngùng. Cậu ngượng ngùng đáp lại rằng đây cũng là điều nên làm. Bỗng điểm trung thành của Trúc Hưng Tu tăng từ âm 40% lên âm 10% và Lăng Thiên được cộng thêm 500 điểm đổi. Thấy thế Lăng Thiên cười thầm, thật không ngờ một nụ cười của cậu thôi mà lại có uy lực ghê gớm vậy. Hóa ra tên này thích được cậu khen như vậy. Cậu sau đó bảo Trúc Hưng Tu đi rửa mặt, còn thuốc cứ để Trần Tuyết giúp cậu uống là được. Trần Tuyết sau đó giúp cậu uống thuốc nhưng bởi vì cô cứ đung đưa cơ thể mình trước mặt cậu nên Lăng Thiên có vẻ hơi mất tập trung. Cậu giật lấy chén thuốc quyết định tự uống một mình. Lát sau Lăng Thiên mới biết được bản thân mình đã thiếp đi được 2 ngày 2 đêm. Hơn nữa vì để cứu cậu mà Trúc Hưng Tu đã làm đủ mọi cách để mời thần y tuyệt thế khắp nửa Trung Châu đến nhưng cũng không được ích gì. Nếu không phải vì cuối cùng có một thần y có danh hiệu là thần thủ quỷ tính tình kỳ quái đã ra tay thì cũng không biết khi nào cậu mới tỉnh lại. Cậu không biết được tên Trúc Hưng Tu kia đang suy tính điều gì mà lại có thể làm tới mức đó. Sau đó cậu bảo Trần Tuyết về phòng nghỉ ngơi vì cậu muốn được ở một mình. Trần Tuyết vừa ra ngoài, cậu liền mở giao diện thuộc tính thấy điểm đổi của mình chỉ còn lại 2832. Cậu bất ngờ vì trước đó rõ ràng là 6832 điểm, vậy thì 4000 điểm kia đã bay đi đâu chứ? Cậu bỗng nhớ lại Trúc Hưng Tu tên xúc sinh này quả nhiên chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Lăng Thiên bất ngờ lại ho ra máu, quả nhiên viên giải độc Long Dương Bách Chuyển có dược tính y như mô tả.
cậu liền mở giao diện cửa hàng xem có thuốc gì để giảm bớt đau đớn trên cơ thể hay không. Ngay khi thấy giá của viên thuốc, Lăng Thiên được một pha choáng ngợp, cậu không ngờ được nó lại đắt như thế. Nhưng cậu vẫn quyết định cắn răng mua một viên và mong có thực sự có tác dụng. Cậu vừa uống thì đã khỏi ngay lập tức, đúng là đơn dược 1.000 điểm có khác. Hệ thống bất ngờ hiện lên thông báo rằng đã có giá ưu đãi. Trước mặt cậu lúc này xuất hiện 3 tấm thẻ. Thẻ đầu tiên là thẻ bị động, chỉ cần bị tấn công thì thẻ này sẽ tự kích hoạt và ngăn chặn mọi sát thương. Thẻ thứ hai là thẻ chủ động, hình thành một màng bọc toàn thân trong vòng 30 giây sẽ không có ai có thể làm hại đến người sử dụng. Thẻ cuối cùng là thẻ chủ động sử dụng đạo cụ này có thể hình thành một áo giáp hình cung, có thể chuyển 70% sát thương tấn công ngược lại cho đối thủ. Tuy toàn bộ đều là thẻ phòng thủ và cũng không thoải mái như thẻ tấn công, nhưng cậu có thể nhân cơ hội này trang bị vài tấm cũng tốt. Thế là cậu liền mua cả 3 và tốn 1.200 điểm. Điểm còn lại cậu quyết định dùng vào gạch A, nhưng không ngờ đã 10 lần liên tiếp rồi mà chẳng có cái gì. Rút đến hết điểm đổi, cậu nhận được 32 điểm may mắn tích lũy. Lúc này hệ thống thông báo liệu cậu có muốn dùng 20 điểm may mắn để mở gói quà thần bí hay không. Lăng Thiên nghĩ không biết có thể bỏ qua gói quà 20 điểm để mở luôn gói 30 điểm hay không, bởi lúc trước dùng 10 điểm đã mở được con mắt phán đoán, Trọng Minh Điểu và Huyền Tiên Đơn rồi, vậy nếu dùng 30 điểm sẽ mở được bao nhiêu bảo bối nữa đây? Thế nên cậu quyết định dùng 30 điểm may mắn để mở gói quà thần bí. Hệ thống hiện lên bảo cậu đã nhận được cấp bảo vật không xác định và cậu cũng không biết đây là thứ gì. Thứ mà Lăng Thiên nhận được là hai quyển bí kíp ư? Hệ thống hiện lên chúc mừng cậu nhận được kỳ môn cửu kỹ lục, nếu tu luyện đến cực đỉnh sẽ có thể trở thành chủ vạn giới. Khi cậu vừa cảm thấy rằng bản thân đã nhận được một thứ đỉnh của chóp, thì khi mở ra bên trong thế quái nào lại chẳng có thứ gì cả, và cả hai cuốn đều như vậy. Cậu nghĩ nếu đây chỉ là một loại công pháp, sau khi có thể hoàn thành tu luyện thì nâng tu vi lên là được, căn bản không cần phân thành hai mục thông tin riêng rẽ như vậy. Hệ thống lại hiện lên kích hoạt nhiệm vụ phụ là tu luyện thành công hai quyển bí kíp kia. Không có mục thông tin riêng còn có cả nhiệm vụ phụ, làm cậu cảm thấy bộ kỳ môn cửu kỹ lục này nhất định là một bảo bối đỉnh của đỉnh. Nó là sự tổng hợp tất cả các công pháp tu vi siêu cấp VIP Pro trên thế giới này. Nhưng cậu lại không biết cách để phá giải nó bởi bên trong chẳng có chữ nào hết. Lăng Nhiên bỗng nhớ ra một điều gì đó, lẽ nào đây là thiên thư khâu chữ như trong mấy bộ phim kiếm hiệp ư? Bên ngoài Trúc Hưng Tu đang ngồi câu cá. Anh ta còn nghĩ rằng sư phụ sẽ phạt bản thân. Vì chuyện này không lẽ sư phụ của anh không hề phát hiện anh ta, để thuộc hạ cải trang thành Mạc Diệu Ly ư? Lẽ nào Lăng Thiên muốn để anh tự nhận lỗi? Bỗng nhiên Lăng Thiên từ đâu bay xuống chỗ gần Trúc Hưng Tu, làm anh ta không hiểu sao thân thủ của cậu lại nhanh nhạy đến vậy. Bởi trước đó thần y còn nói trong 2 tháng không thể sử dụng linh lực kia mà. Anh ta còn chưa kịp nghĩ xong thì Lăng Thiên đã lôi quyển bí kíp ra nhúng thẳng xuống hồ nước, nhưng xem ra chẳng có thay đổi gì cả nên cậu lại quay về. Trúc Hưng Tu nghĩ không biết có khi nào sư phụ của anh bị điên rồi hay không. Qua chỗ của Trần Tuyết, cô đang định dùng hai con bồ câu đang cầm trên tay để bồi bổ cho Lăng Thiên, thì bỗng dưng thấy cậu đang dùng lửa để đốt sách, xem ra dùng lửa cũng không hiệu quả nên cậu cảm thấy bực rồi. Đến đây cả Trần Tuyết và Trúc Hưng Tu đều thấy sư phụ của mình thật sự điên rồi. Hơn nữa Trúc Hưng Tu còn thấy lạ khi Lăng Thiên lại khỏi nhanh như vậy. Lăng Thiên quay lại bên trong. Mặc dù đã thử hết mọi cách nhưng nó vẫn không chịu hiện lên, vì thế cậu đành thôi. Có lẽ rằng một ngày nào đó nó sẽ hiện lên nên cậu sẽ xử lý chuyện khác trước. Cậu gọi Trúc Hưng Tu ra để tra hỏi anh ta những ngày qua khi cậu hôn mê đã xảy ra những chuyện gì. Anh ta liền trả lời rằng từ sau trận chiến đấu của cậu và Trang Cao Hàn thì 2 ngày sau cả giang hồ liền sục sôi cả lên. Không những thế, cả các môn phái ở các nước cũng bắt đầu điều tra về chuyện của cậu, còn về các sư huynh sư tỷ của anh ta tạm thời đều rất yên ắng. Nhất là Trường Thanh Các gần đây đều khá âm thầm, thậm chí còn thấy rõ việc dừng lại rất nhiều hoạt động tàn bạo. Còn về u hồn giáo của tên Tam sư huynh, thực hồn điện của Thất sư huynh và Thiên Chư Cung của Ngũ sư tỷ của hắn vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng thực hồn điện của Thất sư huynh vì cậu giết chết tên Tứ sư huynh của hắn nên lại càng căm hận hơn cả lúc trước. Sau đó Lăng Thiên hỏi Trúc Hưng Tu, tại sao ở trận chiến trước Ngũ sư tỷ của anh ta tại sao lại bỏ chạy? Trúc Hưng Tu liền tỏ ra sợ hãi, anh ta quỳ xuống bảo rằng mình đã biết tội. Lúc đó Ngũ sư tỷ là do anh tự sai người đóng giả, Đại sư huynh và Nhị sư tỷ cũng là do anh mời đến đóng kịch. Lăng Thiên nghe đến đây đã thật sự tức giận. Gan của tên Trúc Hưng Tu này lại càng ngày càng lớn rồi. Trúc Hưng Tu nói tiếp, anh ta bảo mình vốn dĩ muốn dụ Tứ sư huynh đến để tóm gọn hắn ta, chỉ không ngờ hắn lại che giấu sức mạnh. Anh ta đã biết lỗi mong Lăng Thiên trừng phạt. Lăng Thiên nói rằng trừng phạt anh là điều đương nhiên, nhưng niệm tình lần này anh ta hộ tống cậu về nên tạm thời gác lại. Trúc Hưng Tu hứa rằng nhất định sẽ không tái phạm. Anh ta còn tưởng lần này Lăng Thiên sẽ dùng thiên lôi một lần nữa vì sư phụ của anh trước đây chưa từng như vậy. Lăng Thiên lại tiếp tục hỏi không biết Lục sư huynh Nguyên Tử và Cửu sư muội Cốc Nguyên Thanh của anh thì như thế nào. Đến đây Trúc Hưng Tu tỏ ra vô cùng sợ hãi vì vấn đề này, với anh ta vô cùng khó nói. Lăng Thiên liếc mắt nhìn anh hỏi, hay là anh muốn bao che cho hai bọn chúng? Nhưng quả thật Trúc Hưng Tu không ngờ cậu lại đột nhiên nhắc đến họ nên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Theo lời của Trúc Hưng Tu, bọn họ đã không còn trên đời nữa rồi bởi vì họ đã chết dưới tay của Lăng Thiên. Lăng Thiên hỏi lại một lần nữa rằng Lục sư huynh và Cửu sư muội của anh ta đã thực sự chết dưới tay cậu thật ư? Nhìn thái độ Trúc Hưng Tu có vẻ như là đang nói thật. Cậu lại nghĩ rằng bản thân chẳng có ấn tượng gì về chuyện này cả, lẽ nào nó có liên quan đến phần ký ức đã mất của cậu. Trúc Hưng Tu lại nghĩ thầm, không lẽ đầu óc sư phụ của anh đã thực sự có vấn đề rồi sao? Vết thương khỏi ngay tức thì, còn lấy sách vứt xuống nước ném vào lửa, thậm chí bây giờ còn hỏi cả chuyện này. Lăng Thiên trả lời rằng cậu chẳng nhớ gì về chuyện này cả, cậu bảo Trúc Hưng Tu đứng lên kể lại đầu đuôi chuyện năm đó cho cậu nghe.
Trúc Hưng Tu hỏi cậu vẫn còn nhớ khúc thần hà biên giới giữa Trung Châu và Tây Vực vào mấy trăm năm trước hay không, bởi vì cậu đã giết chết Lục sư huynh và cửu sư muội của anh ta tại chỗ đó. Lăng Thiên nghĩ thầm rằng chuyện này không hợp logic, bởi khúc thần hà cách Tuyệt Tình Sơn khá xa và với tính cách lúc đó của Lăng Thiên chắc chắn sẽ không rảnh mà làm tới mức đó. Trúc Hưng Tu kể rằng anh ta cũng không biết rốt cuộc là tại sao, anh chỉ nhớ năm đó sư phụ muốn dọn sạch tông môn. Các sư huynh và sư muội của cậu vì để bảo vệ tính mạng đành phải liên thủ để chống lại sư phụ. Năm đó anh ta sau khi nghe tin Lục sư huynh và cửu sư muội bị sư phụ giết, anh ta vì để bảo vệ tính mạng đã một mình bắt đầu cuộc sống phiêu bạt. Vậy nên rất nhiều chuyện mà anh ta không rõ, đến khi chú ý đến động tĩnh của sư phụ và các sư huynh sư muội thì đã là mấy tháng sau. Anh ta nghe nói Lăng Thiên đại chiến 3 ngày 3 đêm với tam sư huynh, tứ sư huynh và thất sư huynh đã bị họ gài bẫy trọng thương. Cuối cùng ba người bọn họ cũng bị thương nặng mà tách riêng mỗi đường. Từ đó Lăng Thiên quay về Tuyệt Tình Sơn tịnh tâm dưỡng thương và không hề bước chân ra khỏi chỗ đó nữa bước. Mặc dù Lăng Thiên chẳng nhớ gì về mảnh ký ức này, nhưng sâu thẳm trong lòng Lăng Thiên lại bất giác cảm nhận được một sự tức giận kỳ lạ, nhưng lại không phải chỉ tức giận vì bị phản bội. Lăng Thiên nghĩ thầm tuyệt đối không thể để Trúc Hưng Tu biết được nguyên nhân mình bị mất trí, lúc này đang là thời cơ tốt để che giấu chân tướng. Lăng Thiên nói với Trúc Hưng Tu rằng từ sau khi tỉnh lại phần ký ức trong đầu cậu có hơi mơ hồ nên nói rằng đó chắc là do độc dược của lão tứ. Sau đó cậu ra lệnh cho Trúc Hưng Tu kể từ hôm nay phải giúp cậu điều tra chuyện cậu truy sát các đệ tử năm đó rồi cho anh ta lui xuống. Ở ngoài cổng của Huyền Minh giáo Trần Tuyết cứ đi qua đi lại. Cô lẩm bẩm từ sau khi tỉnh lại sư phụ của cô cứ kỳ lạ, làm sao lẽ nào đã phát điên thật rồi ư? Trước đó cô còn có cảm giác vị đại sư mà Trúc Hưng Tu mời rất không đáng tin, nhưng cô quả thật không còn cách nào khác. Bỗng có tiếng ai đó nói chuyện vang vọng bên tai, người đó nói có mật báo nói rằng tu vi tên ma đầu này hoàn toàn không hề suy yếu mà vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Chuyện tai họa ngàn năm đều là giả cả, hơn nữa còn có mật báo nói rằng Lăng Thiên đã bức phá chuyển kiếp và chạm đến cảnh giới võ tiên rồi. Sau đó họ hỏi sư phụ của mình rằng có nên tính kế lâu dài hay không. Sư phụ của chúng cuối cùng cũng lên tiếng nếu chúng sợ thì cút về đi, hắn ta tuyệt đối sẽ không làm khó bọn chúng. Trần Tuyết lên tiếng trước, là kẻ nào dám xông vào lãnh địa của Tuyệt Tình Sơn, sau đó liền mời ba người kia rời đi ngay lập tức. Một người trong đó cất giọng, cô ta là đệ tử của Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, hôm nay đến cùng sư tỷ và gia sư để thăm Tuyệt Tình Sơn, nhờ Trần Tuyết chuyển lời giúp. Trần Tuyết lúc này mới nhận ra được trước mặt mình là người của thế lực mạnh nhất nhì ở đại lục Thương Nguyên chưa kể đến nó có bao nhiêu nhân điện ở cả đại lục, chỉ kể đến lãnh thổ ở Trung Châu thì đã có đến 50+ phân điện. Bên ngoài giống như một học viện luyện võ chiêu mộ bồi dưỡng đủ loại nhân tài, chỉ cần có thể vào được thì sau này nhất định xuất chúng hơn người và có được tương lai rực rỡ. Trong môn phái các nước lúc này, những trưởng môn như tông chủ, các chủ nguyên lão hoặc thậm chí là các nhân sĩ võ lâm có danh tiếng tất cả đều xuất thân từ Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện. Có thể nói rằng thế lực này ghê gớm hơn Huyền Minh giáo thời đỉnh phong rất nhiều. Thấy Trần Tuyết chưa có phản ứng, cô gái còn lại liền bảo cô mau đi thông báo, nếu làm lỡ thời gian của sư phụ bọn chúng thì Trần Tuyết sẽ phải hối hận. Trần Tuyết cảm nhận được linh lực của hai cô gái này còn vượt xa bản thân mình thì ông già kia nhất định còn dữ dằn hơn nữa. Cô nghĩ rằng trước khi chưa biết rõ ý đồ của đối phương thì tốt nhất cố gắng tránh xảy ra xung đột. Lúc này Trúc Hưng Tu xuất hiện, anh ta bảo rằng chẳng qua chỉ là đệ tử Nguyên Dương Điện mà lại dám làm càng ở Tuyệt Tình Sơn thì theo lý nên đuổi đi. Anh ta quay sang nói với Trần Tuyết rằng chỗ này cứ giao cho anh. Hai tên đệ tử phía bên kia liền nhỏ tiếng bàn bạc không biết tại sao kiếm ma lang Trúc Hưng Tu lại ở đây. Mật báo của bọn chúng hoàn toàn không đề cập đến việc này. Tên sư phụ đi theo cũng cười lớn nói hóa ra là bát tiên sinh của Tuyệt Tình Sơn. Hôm nay lão ta đến đây đặc biệt thăm hỏi Lăng giáo chủ, phiền anh thông báo một tiếng. Hai tên kia thấy sư phụ mình như vậy liền cực kỳ tức giận, không hiểu sao sư phụ lại hạ thấp bản thân như thế, còn tên Trúc Hưng Tu kia đã là cái thá gì đâu chứ. Trúc Hưng Tu liền nhận ra lão ta là lão tu viên ngũ chấp sự Thanh Nham Nguyên Dương Điện. Hai tên học trò thấy giọng điệu của anh thì lại tức hơn bội phần không kiềm được mà gọi anh là tên khốn. Trần Tuyết nghĩ thầm, ông ta chính là cao thủ thứ 10 trong top võ lâm Long Hổ, vậy hôm nay đến Huyền Minh giáo này để làm gì cơ chứ. Trúc Hưng Tu bảo với ba người kia rằng hiện giờ Lăng Thiên đang nghỉ trưa nên không tiện gặp khách, nhưng lão ta vẫn còn có chuyện quan trọng muốn được bàn bạc liền nói với Trúc Hưng Tu phiền cậu chuyển lời dùng lão. Nhưng Trúc Hưng Tu lại một lần nữa từ chối bởi không có thứ gì quan trọng bằng giấc ngủ của sư phụ anh. Trần Tuyết nghĩ thầm không lẽ anh ta không biết thực lực của lão sao. Thấy vậy cô định lên tiếng nhắc nhở anh, ngay sau đó một trong hai tên đệ tử chạy ra lớn tiếng nói, không lẽ đây là cách tiếp khách của mấy người ư? Chưa kịp nói xong thì Trúc Hưng Tu nhẹ nhàng nhìn thẳng vào cô ta làm cô ta sợ hãi, nhận ra rằng cảnh giới của anh đã đạt đến cảnh giới võ thần hậu kỳ. Tên còn lại định xin lệnh ra tay với Trúc Hưng Tu thì bỗng nhiên sư phụ của chúng quyết định ở lại đây, đợi mặc cho hai tên đệ tử cứ nhất quyết dạy cho Trúc Hưng Tu một bài học. Lão ta bảo sẽ đợi còn hai người Trúc Hưng Tu và Trần Tuyết đi vào. Bên trong Lăng Thiên hỏi họ bên ngoài có chuyện gì mà lại ồn ào đến thế thì được Trúc Hưng Tu kể lại hết mọi việc. Anh ta hỏi liệu Lăng Thiên có còn nhớ vài ngày trước các môn phái tụ tập vây quanh Tuyệt Tình Sơn đã giết chết một người hay không. Cậu liền nhớ ra đó chính là Lý Vân Thiên, trưởng môn Thương Vân phái. Trúc Hưng Tu nói rằng người này là đệ tử của Lỗ Tu Viễn. Anh ta cho rằng hôm nay ngoài mặt lão ta nói là đến thăm hỏi nhưng thực ra là muốn đòi lại công bằng cho đệ tử đã chết của lão. Lăng Thiên hỏi về tu vi của những người đó thì Trúc Hưng Tu lại tiếp tục trả lời rằng một người thua, một người bằng, còn Lỗ Tu Viễn thì vượt xa anh ta rất nhiều. E là đã đạt đến đỉnh phong võ thần. Lăng Thiên không ngờ rằng trong thời gian ngắn mà tên Lỗ Tu Viễn lại có tiến bộ nhanh đến như vậy.
Sau đó cậu liền ra lệnh cho Trúc Hưng Tu cho bọn người kia vào, Lăng Thiên cậu nhất định sẽ tháo lớp mặt nạ của đám danh môn chính phái này. Trần Tuyết dẫn bọn người kia vào trong, Phong Bạch Đào liền lên tiếng chê bai. Trước đây chính là ma giáo từng đứng đầu thiên hạ ư, cũng chỉ có thế thôi. Người còn lại nói đem so với chính điện của Nguyên Dương Điện bọn họ thì nơi này đúng là ổ chó. Chúng còn nói to, với thực lực thế này mà cũng dám vênh váo đúng là không biết trời cao đất dày. Lỗ Tu Viễn thấy Lăng Thiên trước mắt liền cảm thấy cậu chẳng giống một ông già bị đại hạn giáng xuống như trong lời đồn. Nhưng linh lực lại cho thấy cậu chỉ mới ở cảnh giới võ tướng thôi. Nhất định ma đầu này đang cố tình che giấu thực lực thực sự của mình. Mặc dù bọn người kia đã đến nhưng Lăng Thiên vẫn cố tình ngủ không quan tâm. Làm Lâm Trúc Nhi tức điên lên, Lỗ Tu Viễn thấy vậy liền ngăn cản lão ta lại rồi tranh lên tiếng trước, bái kiến Lăng Thiên. Cậu mời lão ta ngồi nhưng ghế của lão ta lại là một chiếc ghế cũ nát làm hai tên đệ tử lại một lần nữa tức giận. Lỗ Tu Viễn lại tiếp tục lên tiếng nếu ngày hôm nay cậu không có ý tiếp khách thì lão sẽ nói thẳng vào vấn đề. Lão hỏi cậu trưởng môn Thương Vân phái Lý Vân Thiên là do cậu giết ư thì cậu trả lời lão ta, đúng thì đã làm sao? Lão ta lớn tiếng trách cậu tại sao lại giết hắn thì Trúc Hưng Tu ở bên cạnh cảnh báo thái độ nói chuyện của lão. Cả hai sau đó tức giận định đánh nhau nhưng Lăng Thiên lại bảo Hưng Tu mau lui xuống. Vì thế nên Trúc Hưng Tu mới bỏ qua nể mặt Lăng Thiên mà tha cho ông một mạng. Lăng Thiên sau đó hỏi Lỗ Tu Viễn hôm nay lấy thân phận gì để đến hỏi việc này. Lão nói lớn, xét về công thì lão ta đại diện danh môn chính đạo. Còn về tư thì lão ta đến đòi lại công bằng cho đệ tử của mình. Hai tên đệ tử kia nghĩ thầm quả là sư phụ bất kể là về công hay tư. Hôm nay bọn họ đều đại diện chính nghĩa giang hồ mà đến. Hơn nữa nếu phía Lăng Thiên ra tay thì sẽ gây nên sự mâu thuẫn giữa hai phái. Chính ta còn hoàn toàn dính líu đến Nguyên Dương Điện. Đến lúc đó sẽ không phải là đối mặt với một thế lực đối địch nhỏ bé nữa mà còn là một khu vực xuyên quốc gia rộng lớn thậm chí là đối đầu với tất cả các thế lực ở khắp nước. Nhưng không ra tay chẳng những mất mặt Tuyệt Tình Sơn mà cả Ma Đạo Tổ Sư và Huyền Minh Giáo. Trần Tuyết và Trúc Hưng Tu thấy lũ người này làm như thế cũng thật là ác độc. Lỗ Hưng Tu đắc ý chờ Lăng Thiên tiếp theo sẽ làm gì. Sau đó cậu nở một nụ cười quay sang hỏi lão, ông là đang muốn uy hiếp cậu ư? Sau đó một luồng khí đen không ngừng tỏa ra từ người cậu. Bên ngoài một tiếng sét đánh xuống mặc kệ trời lúc nãy còn đang nắng, chớp mắt cái đã bắt đầu mưa. Lỗ Tu Viễn thấy Lăng Thiên mới nổi giận đã khiến trời đất thay đổi nên cũng bắt đầu thấy sợ rồi. Vừa rồi quả nhiên Lăng Thiên đã sử dụng thẻ thiên địa dị biến mà trước đó cậu đã mua. Tiếp đó cậu bước lại gần Lỗ Tu Viễn làm hắn nghĩ cậu muốn đánh nhau hơn nữa cậu còn không sợ sẽ đối đầu với tất cả danh môn chính phái. Lâm Trúc Nhi thấy cậu bước lại gần liền hoảng loạn hỏi sư phụ của mình tiếp theo phải làm gì. Quả nhiên bởi vì lần này cậu hoàn toàn không ứng biến như thường nữa. Cậu nói trước rằng nếu hôm nay lão ta đã từ xa đến đây vậy thì cậu sẽ cho lão một cơ hội để đòi lại công đạo mà lão đã nói. Sau đó bảo lão ta ra tay trước. Ba người kia nghe vậy liền vô cùng bất ngờ hoàn toàn không thể đoán trước được cảnh giới của cậu. Lão nhanh trí nói rằng lần này ghé thăm là muốn hỏi cho ra lẽ, không đến mức phải đánh nhau. Hơn nữa từ khi hai phái thành lập trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Nếu không phải cậu giết chết Lý Vân Thiên thì Nguyên Dương Điện bọn họ cũng sẽ không đến làm phiền. Trúc Hưng Tu bên cạnh thấy lão nói nhiều quá liền gục lão ta đánh nhau. Lỗ Tu Viễn run người không hiểu tại sao tình thế lại đổi ngược như thế này. Nếu lão ra tay thì diễn biến đổi thành Nguyên Dương Điện ỷ mạnh hiếp yếu. Mặc dù trong giới võ lâm không có việc danh môn chính đạo nói xấu nhau thậm chí còn ủng hộ phe lão, nhưng những tên ma đạo đó sẽ không chịu lép vế. Cậu thấy Lỗ Tu Viễn không nói gì bèn bảo bản thân cậu đã cho lão một cơ hội nếu lão ta đã không ra tay vậy thì cút đi. Lỗ Tu Viễn lúc này vẫn tiếp tục mặt dày hỏi cậu tại sao lại giết chết đệ tử Lý Vân Thiên của lão. Cậu sau đó nói rằng Vu tộc Tây vực chính là dị giới, cả nghìn năm nay bọn chúng đã tàn sát bách tính giết tướng sĩ của cậu, hết lần này đến lần khác làm trái hiệp ước liên kết với ma tộc Bắc Hoang phát động chiến tranh, âm mưu chiếm cứ đất đai, bao nhiêu thôn trang bị hủy hoại, nên đối với dị tộc Lăng Thiên cậu gặp tên nào thì sẽ giết tên đó, gặp hai tên giết chết hết hai tên. Lỗ Tu Viễn thấy vậy cũng vô cùng bất ngờ không hiểu tại sao cậu lại có thể biết được chuyện Lý Vân Thiên là dị tộc. Lăng Thiên hô lớn, một dị tộc lại được nắm giữ một đại danh môn chính phái ở Trung Châu, không những âm thầm khiêu khích còn cố ý kết bè kết phái chèn ép, thậm chí là diệt trừ những môn phái khác không nghe lời. Ác tâm như vậy là đáng chết, cậu hỏi lão có ý kiến gì hay sao? Lỗ Tu Viễn sau đó liền giả như nhiều năm như vậy lão lại không phát hiện ra. Cũng may nhờ cậu ra tay mới giúp Trung Châu diệt bớt một tên dị tộc. Trúc Hưng Tu thấy lão ta trở mặt cũng nhanh nên cũng cho rằng lời đồn đó quả nhiên là thật. Thấy tình hình bất ổn, Lỗ Tu Viễn bảo nếu hôm nay đã được nghe cậu nói rõ, lão ta liền xin phép về báo lại tình hình cho điện chủ. Ba người sau đó liền quay lưng rời đi, mặc dù Lâm Trúc Nhi và Phong Bạch Đào có vẻ không bằng lòng. Bất ngờ hơn khi Trúc Hưng Tu lại chặn ở cửa ra vào còn trên tay là thanh kiếm. Lỗ Tu Viễn không hiểu tại sao Lăng Thiên lại làm như vậy. Lẽ nào Lăng Thiên muốn phá vỡ trạng thái nước sông không chạm nước giếng ư? Liệu cậu có biết một khi bọn họ đánh nhau thì có nghĩa là gì hay sao? Lăng Thiên nghe vậy cũng không muốn nói nhiều liền bảo Trúc Hưng Tu ra tay trước. Ngay phút chốc hàng trăm thanh kiếm xuất hiện sau lưng anh. Trúc Hưng Tu lại trêu chọc họ, tục ngữ có câu, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Anh bảo mấy người kia nên nhớ rõ một điều rằng Huyền Minh Giáo không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ngay sau đó liền tung những thanh kiếm đến chỗ của họ. Phong Bạch Đài thấy thế liền rút kiếm, bảo với sư phụ của cô ta chỗ này cứ giao cho cô ta, sau đó xông ra trước. Những luồng kiếm kia sau đó cấm thanh kiếm của mình xuống đất. Những cánh hoa anh đào liền tỏa ra từ đó bao bọc và bảo vệ cô ta nên hoàn kiếm của Trúc Hưng Tu không xuyên qua được.
Cô ta sau đó liền mở miệng khiêu khích, bảo Trúc Hưng Tu quả là một con nhỏ ngông cuồng. Cô ta sau đó liền muốn cho anh chứng kiến hoàn kiếm thuật thực sự, dứt lời. Ngay sau đó cả nghìn thanh kiếm xuất hiện sau lưng của cô y hệt như của Trúc Hưng Tu. Cô ta cho hàng nghìn thanh kiếm kia bay về phía Trúc Hưng Tu. Vì có số lượng quá nhiều nên anh quyết định tránh đòn và chạy ra khỏi giáo đường. Anh nghĩ mặc dù cảnh giới của cô ta giống với anh nhưng cô ta dùng vũ khí địa phẩm trung cấp đó triệu hồi vô số kiếm mạnh như vậy. Sau đó cô ta liền xông ra quyết tâm đuổi cùng giết tận Trúc Hưng Tu. Hai người cứ thế mà lao vào đánh nhau kịch liệt. Trúc Hưng Tu thấy được sự dũng mãnh này của cô ta liền rất thích. Tiếp theo anh sẽ từ từ chơi đùa cùng cô ta. Phần tóc mái của Trúc Hưng Tu cũng theo đó mà lộ ra một vết sẹo dài ở trên mắt. Quay lại bên trong, lão già kia vẫn cố gắng đề nghị một lần nữa dừng lại chuyện ngày hôm nay ở đây. Nhưng Lăng Thiên lại nói lão ta vốn chỉ là một chấp hình sự của một phân điện thì có tư cách gì để đề nghị cậu cơ chứ. Cho dù là tổng điện viễn lão quái đến cũng không dám nói như vậy với Lăng Thiên cậu. Lâm Trúc Nhi lần này cực kỳ tức giận, thế là liền xông tới chỗ của Lăng Thiên bảo cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu thấy cô ta cũng chỉ mới ở cảnh giới võ thần sơ kỳ, không biết nên nói là dũng cảm hay là ngốc nghếch nữa. Trần Tuyết thấy vậy liền xung phong ra trước, nếu muốn đấu với sư phụ của cô thì phải qua được ải của cô trước. Bởi vì cảnh giới của cô chỉ mới là võ vương sơ kỳ nên cũng không thể cản bước được tên đồ đệ kia, bởi thế nên chưa bao lâu Trần Tuyết đã bị cô ta đẩy ra xa. Ngay sau đó có một bàn tay đỡ lấy cô từ đằng sau. Lão già kia thấy Huyền Minh giáo chỉ có một chút sức như vậy thôi ư? Ông quyết định để Lâm Trúc Nhi tiếp tục thăm dò thử xem sao. Sau đó liền bảo cô ta để cậu phải thấy thực lực của cô để cậu biết rằng cái gì gọi là khác biệt. Trên người Trúc Nhi liền tỏa ra một luồng khí xanh kỳ lạ. Cô ta cao giọng nói với Trần Tuyết rằng cô không phải đối thủ của cô ta, không muốn chết thì cút sang một bên. Trần Tuyết có hơi sợ hãi, nhưng Lăng Thiên lại ở đằng sau trấn an. Cậu nói với cô rằng cô ta không có gì đáng sợ hết, nhưng bọn họ đang chênh lệch 4 cảnh giới. Dặn cô lấy cậu làm trung tâm trong vòng 4 trượng thì cậu nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn. Lâm Trúc Nhi và Trần Tuyết nhanh chóng lao vào nhau, nhưng không hiểu sao đòn đánh lần này cô đã có thể đỡ được một cách dễ dàng. Lâm Trúc Nhi cảm thấy giữa mình và Trần Tuyết vốn chênh nhau 4 cảnh giới lớn và 20 cảnh giới nhỏ nhưng lại có thể đánh ngang cơ như vậy. Mặc dù linh lực của Trần Tuyết không hề thay đổi, Trần Tuyết nhận ra rằng người mạnh lên không phải cô mà là sức mạnh và tốc độ của Lâm Trúc Nhi đã bị suy giảm. Quả nhiên đây chính là sức mạnh của sư phụ cô. Hệ thống lúc này lại xuất hiện trước mặt Lăng Thiên, nó bảo rằng mục lục trang đầu tiên của kỳ môn cửu kỹ lục đã hiện lên, thông báo cậu phải nhanh chóng mở rộng phạm vi khu vực tuyệt đối lên 2000 cm, thời hạn là 15 ngày, nếu không sẽ bị phạt nặng. Trúc Nhi thấy Trần Tuyết chỉ lo nhìn xung quanh liền lao tới, nhưng không ngờ đòn đánh này của cô ta lại một lần nữa bị Trần Tuyết dễ dàng chặn lại. Cô ta lần này bắt đầu thấy sợ rồi nên liền nhảy lùi về sau. Lâm Trúc Nhi thầm nghĩ rằng chuyện này không thể nào xảy ra được, bởi vì chênh lệch giữa cô ta và Trần Tuyết như sư tử với kiến, nhất định là ngoài ý muốn. Sau đó cô ta không ngừng lẩm bẩm câu nói trên, nhất định rằng cô ta chưa dốc hết sức. Cô ta lại xông tới, có điều lần này tốc độ và sức mạnh của cô ta lần này tăng mạnh. Nhưng Trần Tuyết vẫn thấy nó nằm trong quỹ đạo mà Lăng Thiên kiểm soát, cho nên cô cũng quyết tâm đối đầu. Vào lúc Lăng Thiên bảo Trần Tuyết kết thúc trận đấu này thì bất ngờ lão già kia đánh lén cậu. Lần này tiêu thật rồi, với đòn đánh lén này CAU hoàn toàn không thể né được. Chỉ còn cách kích hoạt khu vực tuyệt đối, nhưng trước mắt cậu cũng là Trần Tuyết đang cận kề nguy hiểm. Lực phong ấn của khu vực tuyệt đối không hề vô địch như bề ngoài. Nếu là đối thủ càng mạnh thì cần tiêu hao càng nhiều linh lực để khống chế. Muốn cùng lúc ngăn chặn được hai kẻ mạnh hiện tại Lăng Thiên không cách nào làm được, cũng tức là một trong hai người buộc phải hy sinh tính mạng. Vận mệnh có lúc tàn khốc như vậy đấy, cảm giác này Lăng Thiên không hề xa lạ. Nếu lúc đầu biết rằng cứu người cũng có lúc phải chết thì cậu vẫn bất chấp lao ra hay không? Ở bên ngoài, Trúc Hưng Tu và Phong Bạch Đào không ngừng tấn công nhau bởi tuyệt kỹ của mình. Trúc Hưng Tu thấy cô ta bám dai như đỉa liền hỏi cô vẫn muốn tiếp tục đánh hay sao, đã là hiệp thứ 10 rồi chi bằng cả hai người bọn họ coi như huề ai về nhà nấy. Nhưng Phong Bạch Đào vẫn trông có vẻ rất quyết tâm, từ lúc cô điều khiển được hoàn kiếm chưa bao giờ thua bất kỳ ai. Trúc Hưng Tu cứ nghĩ rằng né được đại kiếm ở chủ điện, ai ngờ cô ta lại dây dưa đến thế. Phong Bạch Đào sau đó liền cho anh nếm mùi chiêu thức mạnh nhất của cô ta, vậy là hàng nghìn cây kiếm kia đều gộp lại thành một. Xem ra cô ta đang chuẩn bị chơi phát cuối cùng rồi. Cô ta bảo anh từ từ tận hưởng hoàn kiếm mạnh nhất thế gian đi. Sau đó liền dùng thanh trọng kiếm đó tấn công Trúc Hưng Tu. Lần này anh mới bắt đầu nghiêm túc bảo cô ta là đồ đàn bà dai như đỉa chẳng có chút dễ thương nào. Hết sau đó bất ngờ có một ánh sáng màu vàng bay tới phá hủy thanh trọng kiếm của Phong Bạch Đào. Thế là thanh kiếm cô đã hao phí toàn bộ linh lực tạo thành lại bị phá hủy một cách dễ dàng trước mắt cô ta. Trúc Hưng Tu rõ là đã cho cô ta cơ hội, chỉ tiếc là do cô ta không biết trân trọng. Vậy thì anh đành phải kết thúc trận đấu này trước. Tiếp sau đó hàng triệu thanh kiếm màu vàng với hình thù khác xa ban nãy xuất hiện sau lưng anh. Phong Bạch Đào sợ rồi, hoàn kiếm lớn đến như vậy, hơn nữa mỗi thanh kiếm còn chứa đựng sức mạnh có thể phá nát thanh kiếm hợp nhất của cô ta. Trên những thanh kiếm kia còn phát ra những âm thanh kỳ lạ. Sau đó cô ta mới bất ngờ nhận ra đó là tiếng đọc kinh niệm chú. Lẽ nào lời đồn là thật sao? Bách kiếm phản âm thuật thật sự tồn tại ư? Tất cả người tu hành kiếm thuật nhất định đều nghe qua truyền thuyết mang tên Huyền Không Tự tỏa sáng như mặt trời. Từng có một thanh niên tài ba tu hành kiếm thuật, tuổi còn trẻ đã đánh bại tất cả cao thủ trong thiên hạ, tuy nhiên lại bị người ta hãm hại rơi vào ngục tù. Lúc nguy cấp, thanh niên ấy đã thức tỉnh từ tiếng niệm kinh của sư tăng, lĩnh ngộ được thuật bách kiếm phản âm hoàn kiếm thuật mạnh nhất. Nghe nói hoàn kiếm giống như đang cùng nhau đọc kinh niệm chú, còn biết phát ra ánh sáng chói lọi khiến người ta không mở mắt được. Dân làng dưới núi đều nghĩ rằng trời sáng rồi nên nô nức thức dậy.
Nhìn thấy Huyền Không tự chói sáng nghĩ là Phật sống giáng thế nên quỳ lại cầu phúc. Thấy cảnh tượng trước mắt, cuối cùng Phong Bạch Đào cũng đã lĩnh hộ được cực đỉnh của hoàn kiếm, không phải sức mạnh hay thao túng mà là cộng hưởng. Hoàn kiếm thuật tạo ra cộng hưởng bằng đọc kinh, linh lực trong mỗi thanh kiếm chia sẽ cho nhau một tức là 100. 100 tức là 1, Trúc Hưng Tu bảo rằng tất cả nên kết thúc tại đây. Từ nay mọi việc thế gian không phiền đến cô ta nữa, kiếm của anh sẽ siêu độ cho cô. Bên chỗ Lăng Thiên thì lão già kia đang đánh lén cậu, cùng lúc đó bên cạnh lại là Lâm Trúc Nhi đang đâm kiếm thẳng về phía của Trần Tuyết. Tuy cả hai đều trúng đòn nhưng lại không phải Lăng Thiên hay Trần Tuyết. Lúc này Trần Tuyết thấy bản thân ở trước mặt Lăng Thiên lại vô cùng bất ngờ mà run lên. Cô khó hiểu nhìn sang thì thấy hai người kia đang chém giết lẫn nhau. Lỗ Tu Viễn không ngờ Lăng Thiên lại có thể chuyển đổi vị trí tức thời như thế, rốt cuộc cậu đã đạt đến cảnh giới nào cơ chứ? Lăng Thiên lúc này lại nghĩ thầm, xém tí nữa là toang nếu không phải lúc thời khắc mấu chốt nâng cấp kỳ môn cửu kỹ lục. Sau khi nâng cấp lên level 1, cậu nhận được một trong những năng lực mở rộng khu vực tuyệt đối là hoán đổi vị trí. Kỹ năng này giúp cậu có thể thay đổi vị trí không gian của bất kỳ vật nào trong phạm vi khu vực tuyệt đối, nhưng sử dụng kỹ năng này có thể tiêu hao lượng lớn linh lực nên phải cẩn trọng. Kỳ môn cửu kỹ lục của cậu có tổng cộng 9 chương, mỗi chương đều có một loại kỹ năng mở rộng khu vực tuyệt đối, cũng tức là đạt đến cấp 9 mới có thể có được khu vực tuyệt đối hoàn chỉnh. Lỗ Tu Viễn lúc này sợ rồi nên bỏ chạy, lão sau đó liền bị Trần Tuyết phát hiện. Cậu bảo Trần Tuyết trông chừng Lâm Trúc Nhi, còn bản thân cậu đuổi theo lão ta. Bên ngoài giáo đường, Lỗ Tu Viễn nghĩ rằng thực lực của cậu đúng là sâu xa khó đoán nên lão trốn trước đi thì hơn. Nhưng lão đang chạy thì lại bị hoàn kiếm của Trúc Hưng Tu chặn lại. Trên vai anh ta lúc này còn vác theo Phong Bạch Đào đang bất động. Anh ta hỏi lão đi đâu mà vội vàng như vậy, đến đệ tử yêu quý của mình mà lão cũng không cần ư? Lúc này Lăng Thiên cũng đã kịp đuổi tới hỏi lão muốn thế nào. Lăng Thiên liền ra lệnh cho Hưng Tu bắt lão ta lại, sau đó cậu sẽ trọng thưởng cho anh. Trúc Hưng Tu sau đó quay sang hỏi Lỗ Tu Viễn biết tại sao Lăng Thiên lại muốn giết lão hay không. Bởi vì cậu bình thường rất ghét những kẻ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Đã thế lão ta còn dám lấy danh môn chính đạo thiên hạ và cả thế lực của Nguyên Dương Điện ra đe dọa cậu, lão đúng là chán sống. Lão ta lúc này vô cùng tức giận nói rằng Huyền Minh giáo của cậu chính là tà đạo từ xưa, chính tà không đội trời chung. Cho dù hôm nay Lỗ Tu Viễn lão không đến để đòi lại công đạo thì cũng sẽ có những danh môn chính đạo khác đến. Trúc Hưng Tu nghe vậy cũng bảo lão ra đừng nghĩ rằng thiên hạ không biết thì Huyền Minh giáo cũng không biết chuyện thân phận của lão ta. Trúc Hưng Tu gọi hắn là Lỗ lão quỷ, anh buộc tội hắn là một tên ác đồ vu tộc. Bảo hắn đừng nên giả vờ nữa, phải bắt anh kêu ra danh hiệu vu tộc của lão ư? Bách Quỷ U Hành. Lỗ Tu Viễn sửng sốt, không thể nào lại có người biết đến cái tên đó. Lăng Thiên đứng một bên xem kịch hay, nghĩ rằng Trúc Hưng Tu này cũng ghê gớm phết. Cậu cũng chỉ mới suy đoán thân phận vu tộc của Lỗ Tu Viễn thôi mà anh ta lại biết tường tận đến như vậy. Trúc Hưng Tu sau đó bay lên sau lưng cậu lại xuất hiện hoàn kiếm. Hôm nay anh thay mặc nhân tộc Trung Châu tiêu diệt tên gian tế vu tộc nhà lão. Sau đó những thanh kiếm kia tiến thẳng về phía Lỗ Tu Viễn. Trong làn khói, Trúc Hưng Tu cứ ngỡ rằng lão ta chẳng chịu được một đòn thì bỗng có một tiếng cười phát lên, cơ thể của lão bỗng chốc đã hóa lớn. Lỗ Tu Viễn lên tiếng nói rằng nếu ngày hôm nay bọn người Lăng Thiên đã biết được thân phận của lão vậy thì hôm nay đừng hòng kẻ nào sống sót rời khỏi nơi đây. Trúc Hưng Tu thấy lão ta bị bách kiếm phản âm của mình đánh trúng vậy mà cũng không bị gì, hơn nữa còn trở nên cường tráng hơn. Linh lực trong cơ thể lão đã mất hết, thay vào đó là một luồng sức mạnh đen tối kỳ lạ. Luồng sức mạnh tỏa ra ấy còn giúp Lỗ Tu Viễn rút những thanh kiếm của Trúc Hưng Tu ra. Trúc Hưng Tu tuy hơi bất ngờ nhưng anh chọn phải tấn công trước, nhưng cho dù hàng trăm thanh kiếm kia có bay tới thì lão chỉ cần có một đòn đã có thể hóa giải được. Trúc Hưng Tu không ngờ lại nhẹ nhàng phá hủy được bách kiếm phản âm của mình, chắc chắn sức mạnh của lão ta không phải ngưỡng mà anh có thể đối đầu. Lão ta nói rằng trước mặt lão và vu thuật cao thương vĩ đại thì những chiêu thuật vật vãnh của đám nhãi danh nhân tộc chẳng là cái thá gì. Tiếp theo lão ta liền xông lại phía Trúc Hưng Tu và tấn công anh. Lỗ Tu Viễn tấn công Trúc Hưng Tu, với tốc độ này thì anh không thể né tránh được. Nhưng sau đó lại có một luồng sáng lóe lên, Lăng Thiên lúc này đang đứng trước che chắn bảo vệ cho anh. Lăng Thiên nói rằng tên này không phải đối thủ của anh nên bảo anh lui xuống trước. Lão kia thấy cậu cũng ta tay rồi nên đề nghị Lăng Thiên cùng nhau so tài một chút. Lăng Thiên nghĩ rằng sức mạnh của tên này quá đáng sợ, nếu không phải vừa rồi cậu sử dụng thẻ ngăn chặn tuyệt đối thì có lẽ bây giờ cậu đã bị hắn ta bóp chết rồi. Linh lực hiện tại của cậu không thể nào sử dụng khu vực tuyệt đối được, muốn đánh thắng lão ta chỉ có thể sử dụng thẻ đạo cụ hợp lý. Lỗ Tu Viễn sau đó liền nhảy tới tấn công Lăng Thiên, cậu nhanh chóng sử dụng thẻ hải nạp bách xuyên. Một luồng sét màu tím tập hợp về tay của cậu. Lăng Thiên dùng nó để chống lại Lỗ Tu Viễn. Do ngang tài ngang sức nên cả hai nhanh chóng bị đánh lùi về sau. Lỗ Tu Viễn thấy cậu thế mà lại có thể đỡ được bách hồn u minh chảo của lão, không hổ danh là ma đầu Lăng Thiên. Cậu nghĩ sức mạnh tích tụ trong cú đấm vừa rồi quá đáng sợ, nếu không phải sử dụng thẻ hải nạp bách xuyên thì e là cơ thể cậu đã bị nổ tung rồi. Lỗ Tu Viễn thấy không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa nên lão quyết định bỏ qua mấy phân đoạn vờn nhau và đề nghị Lăng Thiên dùng thẳng chiêu mạnh nhất để phân thắng bại. Lão ta sau đó tập trung toàn lực vào tay trái, từ trên trời có một cột năng lượng kỳ lạ tập hợp vào tay của Lỗ Tu Viễn. Lăng Thiên nhận ra đó không phải là năng lực khống chế mây mà là vong hồn. Trúc Hưng Tu thấy nguy hiểm trước mắt liền cảnh báo với sư phụ của mình bảo cậu chạy đi. Lỗ Tu Viễn nghe thấy vậy lại nói rằng không một ai có thể thoát được những vong hồn này, bọn chúng sẽ không ngừng lại khi chưa bắt được Lăng Thiên, cho đến khi xuống địa ngục cũng không tha cho cậu. Ngay sau đó hắn điều khiển hàng vạn linh hồn kia tấn công thẳng vào chỗ của Lăng Thiên. Cậu giờ đây sẽ dùng tấm thẻ hải nạp xuyên cuối cùng, nhất định phải trụ được. Lăng Thiên sau đó không sợ hãi mà đối mặt, kệ cho hàng vạn linh hồn kia có nuốt chửng mình.
cột vong hồn trên trời sau đó dần dần biến mất. Lỗ Tu Viễn cười lớn, chiêu thức này không những khiến cơ thể cậu đau đớn như bị trăm ngàn ma quỷ cắn xé mà còn đẩy cậu vào cơn ác mộng vô tận. Lỗ Tu Viễn đang đắc ý thì những vong hồn xung quanh cậu ngay lập tức biến mất. Lão ta bỗng trở nên sợ hãi, nhận ra hơi thở của cậu đã trở nên giống với Vu tộc, trong khi Lăng Thiên cậu là nhân tộc. Cậu hỏi đây là chiêu thức mạnh nhất của lão ư? Lăng Thiên sau đó cho Lỗ Tu Viễn thấy dáng vẻ thực sự của Bách Quỷ tấn công. Cậu đưa một tay lên trời để tập hợp sức mạnh tương tự như lão ta khi nãy, nhưng lần này không phải vong hồn mà là một con rồng. Lỗ Tu Viễn thấy chiêu này chỉ có Thái Thượng Hoàng của Vu tộc mới có thể sử dụng. Từ sau khi ông ấy qua đời mấy nghìn năm nay chưa có ai đạt đến cảnh giới này. Lần này lão ta sợ rồi, cậu là một nhân tộc nhỏ bé nhưng lại có thể thi triển được thuật thần thông của Vu tộc thì rốt cuộc cậu là ai cơ chứ? Lăng Thiên quyết định kết thúc tại đây, cậu bảo Lỗ Tu Viễn nên đón nhận ngày chết của mình đi. Sau đó con rồng cùng lúc lao xuống chỗ Lỗ Tu Viễn, lão ta nhanh chóng quỳ xuống van xin, nói ngày Vu tộc vực dậy đã không còn xa, mong sau ngày cậu phải cẩn thận. Nói xong lão cúi đầu trước Lăng Thiên và chấp nhận lấy cái chết của mình. Đôi mắt của Lăng Thiên sau đó cũng đã trở lại như bình thường, trước mắt cậu là Lỗ Tu Viễn đang bất động. Trúc Hưng Tu thấy vậy liền lại thăm dò, không ngờ lão liền ngã ra đất chết nhưng vẫn cười được. Lăng Thiên bảo với Trúc Hưng Tu rằng cậu sẽ xuống núi chôn Lỗ Tu Viễn, còn anh đưa hai tên nữ đồ đệ kia trói lại đợi cậu về rồi tra khảo. Sau khi chôn lão già Lỗ Tu Viễn xong, cậu nhớ lại những thứ mà lão đã nói trước khi chết nhưng cậu lại không thể hiểu được. Hình như lão ta biết cậu, nhưng cậu và Vu tộc rốt cuộc có mối quan hệ gì chứ? Sau khi thể hải nạp Bách Xuyên hấp thụ bách hồn tấn công của lão ta, ý thức của cậu có hơi mơ hồ, nhưng khi sử dụng sức mạnh Vu tộc đó thì lại rất mượt mà. Hệ thống lại hiện lên, nó bảo rằng cậu đã giết chết dị tộc bảo vệ được Huyền Minh giáo, nhận được 2000 điểm. Hơn nữa khiến Lỗ Tu Viễn tôn sùng lại nhận được thêm 1000 điểm. Sau đó nhiệm vụ phụ lại tiếp tục hiện lên, mời cậu thề chết cũng bảo vệ Huyền Minh giáo, nếu nhận thấy cậu làm chuyện vi phạm thì cậu sẽ chết. Cậu thấy thế cũng bắt đầu sợ rồi. Hệ thống gì mà còn đòi lấy mạng người khác cơ chứ? Quay về Huyền Minh giáo, Lâm Trúc Nhi đang bị treo lên bỗng tỉnh dậy, cô nhận ra người bên cạnh là sư tỷ liền la lớn. Cô ta không thấy sư phụ của mình đâu liền hỏi, nhưng Phong Bạch Đào lại nói lão ta chết rồi. Lâm Trúc Nhi nghe thế vô cùng sợ hãi bảo cô ta đừng lừa mình, sư phụ của họ là cao thủ thứ 10 bảng liệt phong thì làm sao có thể chết dễ dàng như vậy. Lúc này Lăng Thiên từ bên ngoài bước vào, Lâm Trúc Nhi liên tục lớn tiếng bảo rằng nhất định phải giết chết cậu để báo thù cho sư phụ, cho dù cô ta không mạnh bằng cậu, cho dù có phải bỏ mạng thì cũng phải giết. Đang nói thì Lâm Trúc Nhi bị Phong Bạch Đào cản lại, làm cô ta cứ nghĩ Phong Bạch Đào đã quên mất việc được Lỗ Tu Viễn đã thu nhận những đứa lang thang lưu lạc như bọn họ rồi ư. Nhưng bất ngờ Phong Bạch Đào vừa khóc vừa bảo rằng Lỗ Tu Viễn là Vu tộc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Phong Bạch Đào cũng không tin. Vào lúc cô sắp bị kết liễu bởi thanh kiếm của Trúc Hưng Tu thì bỗng dưng nó dừng lại và tan biến. Anh nói để cô ta nhìn thấy chân tướng, nếu anh đoán không nhầm thì Phong Bạch Đào và Lâm Trúc Nhi đều mất hết người thân và gia đình vì Vu tộc. Cô ta thấy bất ngờ bởi vì ngoài Lỗ Tu Viễn và sư muội thì chẳng ai biết. Trúc Hưng Tu trả lời rằng lúc anh nhìn thấy biểu cảm khi hai người nghe thấy Lý Vân Thiên là Vu tộc. Anh nói chuyện tiếp theo có lẽ sẽ hơi sốc với cô rằng sư phụ của cô chính là Vu tộc. Phong Bạch Đào nghe vậy liền phản bác lại. Năm đó sư phụ thu nhận 2 tỷ muội bọn họ truyền dạy công phu, chỉ mong một ngày nào đó bọn họ có thể đích thân báo thù cho cha mẹ. Trúc Hưng Tu thấy cô ta không tin liền đề nghị Phong Bạch Đào diễn với anh một vở kịch, chân tướng thì tự cô vạch trần. Sau đó Phong Bạch Đào làm theo cách của Trúc Hưng Tu, giả vờ ngất rồi tận mắt nhìn thấy sư phụ của họ biến thành quái vật Vu tộc. Lăng Thiên lên tiếng rằng Dương Điện mà bọn họ tự hào đã sớm bị Vu tộc trà trộn rồi, danh một chính đạo thiên hạ đã sớm bị đám dị tộc vấy bẩn. Sau đó cậu vung tay thả hai người bọn họ đi, nhưng cả hai đều quỳ xuống cầu xin cậu thu nhận bọn họ, từ nay về sau bọn họ bằng lòng phục tùng Lăng Thiên diệt trừ dư đàn dị tộc. Cậu hỏi hai người kia có biết rằng lấy thân phận Nguyên Dương Điện gia nhập vào Huyền Minh giáo của cậu thì sẽ gây ra sóng gió gì trong giang hồ không. Hai người kia lập tức nhận ra lỗi lầm là do bọn họ không chịu suy nghĩ chu toàn, làm như vậy đúng là đẩy Huyền Minh giáo vào tâm điểm sóng gió. Lăng Thiên cười lớn bảo rằng Huyền Minh giáo đã sớm trở thành tâm điểm của sóng gió rồi. Thứ cậu muốn hỏi đó chính là hai người đã đủ giác ngộ để tiến vào tâm điểm sóng gió hay chưa mà thôi. Phong Bạch Đào và Lâm Trúc Nhi nhìn nhau, sau đó ngỏ ý nhận Lăng Thiên làm sư phụ. Lăng Thiên lại thu nhận thêm được 2 đệ tử nên được thưởng 1000 điểm. Tối hôm đó chỗ Lăng Thiên chôn Lỗ Tu Viễn bị đào lên, cái xác ở bên dưới cũng đã biến mất. Tên thuộc hạ kia đem cái xác về chỗ của Cửu Chính Hợp. Hắn ta vừa nói rằng không có sơ hở gì thì một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra trước mặt bọn họ. Cửu Chính Hợp nhận ra đó là Trọng Minh Điểu, thần thú cấp thiên phẩm. Một tên thuộc hạ bên cạnh liền nói không ngờ chuyến đi lần này lại có thể gặp được thần thú như vậy. Dự đoán Cửu Chính Hợp và Thực Hồn Điện Đại Phúc sắp đến rồi. Cửu Chính Hợp liền cười lớn bảo những tên thuộc hạ bắt nó lại, nhưng họ lại bất ngờ nhận ra rằng ở trên lưng nó có người. Bỗng người đó từ trên lưng Trọng Minh Điểu nhảy xuống. Từ trong làn khói kia một tiếng nói quen thuộc vang lên, đã lâu không gặp Nghiệt Xúc. Cửu Chính Hợp sợ hãi nhận ra đó là Lăng Thiên, nhưng tên thuộc hạ còn lại cũng ngờ ngợ nhận ra cậu chính là Ma Đạo Tổ Sư Lăng Thiên, liền vô cùng hoảng hốt. Bọn chúng nói nhỏ với nhau, nghe nói những người gặp cậu cuối cùng cũng đều chết hết. Bọn chúng còn nghĩ nhất định sẽ được sư phụ của mình bảo vệ thì lại thấy Cửu Chính Hợp đang rất lúng túng. Anh còn hỏi cậu không biết việc làm của bọn họ có làm mất nhã hứng đi hóng gió của cậu hay không, làm những tên đệ tử kia cạn lời. Lăng Thiên lại hỏi Nghiệt Xúc Cửu Chính Hợp anh tại sao lại phái người đến Tuyệt Tình Sơn đào mộ chứ. Anh ta liền ấp a ấp úng, sau đó vì quá sợ Lăng Thiên nên anh ta liền quỳ xuống nói sẽ khai ngay, nên mong Lăng Thiên nương tay tha cho anh một mạng.
hệ thống lại hiện lên nhận thấy độ trung thành của cừu chính hợp tăng lên âm 50%, cậu nhận được 500 điểm đổi. Lang Thiên nghĩ độ trung thành của tên này lại tăng lên dễ vậy ư, không hổ danh là cừu chính hợp, nhát như thỏ đế. Cậu bảo anh ta nói nếu bị cậu biết được có nửa lời gian dối thì anh chết là cái chắc. Cừu chính hợp nói rằng bản thân chỉ phụ trách lấy xác, không hề tham gia đào mộ, tất cả đều là dặn dò của Tam sư huynh của anh. Lang Thiên hỏi anh ta liệu lão Tam kia muốn thấy xác Lỗ Tu Viễn để làm gì, anh ta liền lắc đầu nói không biết. Hơn nữa cừu chính hợp cũng không dám hỏi nhiều, nhận lệnh là qua đây ngay. Cậu nghĩ rằng tên này không giống như đang nói dối, dù gì xác của Lỗ Tu Viễn rơi vào tay anh ta cũng chẳng được tích sự gì, nhưng nếu rơi vào tay Lâm Mộc Huyền thì lại hoàn toàn khác. Lang Thiên nói với cừu chính hợp rằng chỉ bằng những gì anh nói thôi thì có thể đổi lại mạng của anh ta ư? Mấy tên đệ tử kia liền năn nỉ cậu tha cho bọn họ và cừu chính hợp thực sự chỉ phụng mệnh làm việc, hoàn toàn không biết chuyện này là sao. Quả nhiên đúng là đệ tử của cừu chính hợp đều nhát như nhau. Lang Thiên liền ra lệnh cho những tên kia nếu không muốn chết thì ngậm mồm lại hết, còn cừu chính hợp bây giờ chỉ còn một con đường, đó chính là quay về Huyền Minh giáo của cậu. Lang Thiên đang định nói thêm thì đã không thấy cừu chính hợp đâu cả. Ngay lập tức anh ta đã bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu. Anh ta nói bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Lang Thiên không ngờ cái tên này lại sợ chết đến thế. Thân pháp nhanh đến mức có thể sánh bằng người ở cảnh giác võ thần đỉnh phong rồi. Hai người lập tức lên đường mặc kệ những lời cầu xin của những tên đệ tử kia. Cừu chính hợp nói kể từ hôm nay thế gian không còn thực hồn điện nữa. Lang Thiên sau đó còn kêu tên đào mộ ban nãy đem cái xác chôn lại chỗ cũ cho cậu. Trên lưng Trọng Minh Điểu, Lang Thiên cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Lâm Mộc Huyền sáng sớm đã gửi thư bảo cừu chính hợp đến Tuyệt Tình Sơn để trộm xác của Lỗ Tu Viễn. Tức là không những Lâm Mộc Huyền biết chuyện Lỗ Tu Viễn đến Tuyệt Tình Sơn mà còn biết Lỗ Tu Viễn nhất định sẽ quyết đấu một trận với cậu ư? Với lại hắn cần xác ông ta để làm gì chứ? Hãm hại hay là khiêu khích việc cậu và Nguyên Dương Điện phá vỡ trạng thái nước sông không phạm nước giếng? U Hồn Giáo là thế lực mạnh nhất thiên hạ, bây giờ cố đấu với hắn chỉ khiến suy giảm sức mạnh đôi bên, khiến danh môn chính phái thừa cơ đánh tới. Chuyện quan trọng lúc này vẫn là nên mở rộng sức mạnh quy mô của Huyền Minh Giáo. Thời cơ chín muồi rồi, từ từ giáo huấn Lâm Mộc Huyền, nhưng lần này cừu chính hợp có thể quay lại đúng là một bất ngờ. Cậu không ngờ anh ta lại không hề chống đối mà còn giơ súng đầu hàng. Cừu chính hợp thấy Lang Thiên nhìn mình liền rất sợ chết. Lang Thiên nghe vậy liền tức giận đứng dậy, nếu sợ chết sao từ đầu còn dám phản bội, còn dám liên thủ với các sư huynh cố gắng giết chết cậu. Nếu sợ chết sao còn dám làm điều xấu xa tội ác tày trời. Cừu chính hợp sau khi bị Lang Thiên dạy dỗ liền rất run sợ, bỗng nhiên cơ thể anh ta trở nên bé lại như một đứa bé, sau đó anh ta khóc lớn. Lang Thiên bước lại gần chỗ của Trúc Hưng Tu và cừu chính hợp, làm hai người bọn họ sợ run hết cả người. Lang Thiên có lời khen cho Trúc Hưng Tu lần này đã vạch được bộ mặt Lỗ Tu Viễn và đánh bại đệ tử của lão ta, nên cậu thưởng cho anh ta một viên thiên phẩm sơ cấp nạp khí tốc linh hội hóa đan. Sau đó cậu nhìn sang phía của cừu chính hợp, anh ta nghĩ cuối cùng đến lượt mình, không biết cậu sẽ thưởng cho anh cái gì đây. Nhưng Lang Thiên lại tỏ ra không quan tâm mà quay lưng rời đi. Ngay khi cừu chính hợp đang thất vọng thì một bàn tay đặt lên vai anh, Trúc Hưng Tu bảo anh đừng nhục chí. Bây giờ sư phụ đã không như ngày trước nữa rồi. Chỉ cần cừu chính hợp có thể lập công thì nhất định Lang Thiên sẽ thưởng cho anh. Cừu chính hợp nghe vậy liền vô cùng háo hức. Bắt đầu từ hôm nay, cừu chính hợp tự lập lời thề tuyệt đối phải dốc hết sức mình lập công vì Huyền Minh Giáo. Lấy được phần thưởng thiên cấp, hệ thống lại hiện lên độ trung thành của Trúc Hưng Tu tăng từ âm 10% lên 20%, nhận được 500 điểm. Độ trung thành của cừu chính hợp cũng tăng từ âm 20% lên 20%, được thêm 500 điểm. Cậu không thể ngờ đến cả tên nghiệt xúc Trúc Hưng Tu cũng sẽ động lòng. Cậu thành công xây dựng hình tượng chính diện công chính vô tư, được thưởng thêm 500 điểm nữa. Trên đường đi, cừu chính hợp cứ không ngừng làm nhảm. Trúc Hưng Tu thấy vậy liền muốn cho cái miệng của cừu chính hợp nghỉ ngơi một tí, nhưng cừu chính hợp lại nói nhất định có chuyện gì đó để lập công, dựa vào trí não của bản thân nhất định có thể nghĩ ra. Sau đó anh ta bỗng nhớ ra một chuyện liền đòi đi bẩm báo với sư phụ. Trúc Hưng Tu thấy thế thì càng anh lại không biết anh ta lại hỏi có chuyện gì mà vội đi bẩm báo đến như vậy, chi bằng để Trúc Hưng Tu tham mưu giúp anh. Cừu chính hợp thấy vậy liền hỏi anh có còn nhớ trước đây cừu chính hợp từng nhắc đến việc Tam sư huynh muốn xác của Lỗ Tu Viễn không. Sau đó liền nói rằng người muốn cái xác của Lỗ Tu Viễn thực ra là một người khác, nhưng người đó là ai thì cừu chính hợp lại không rõ, bởi vì tính tình của anh ta từ trước đến giờ không thích lo chuyện bao đồng, nhất là chuyện mà Tam sư huynh anh căn dặn anh cũng chưa từng hỏi, cứ làm theo thôi. Trúc Hưng Tu thấy chuyện này không có gì đáng để bẩm báo thì cừu chính hợp lại cho rằng tất nhiên kể cho Lang Thiên câu chuyện đằng sau, để cậu hạ lệnh cho cừu chính hợp đi điều tra, như vậy là có thể lập công rồi. Trúc Hưng Tu cảnh báo anh ta rằng đây là chuyện không phải cứ bỏ sức là êm xuôi. Trúc Hưng Tu hỏi là ai đã giao cho anh ta trả lời là Tam sư huynh. Thế là Trúc Hưng Tu lại hỏi tiếp, vậy ai là người giao cho Tam sư huynh thì anh ta lại không biết. Trúc Hưng Tu nói với địa vị hiện tại của Tam sư huynh trong giang hồ thì người có thể uy hiếp huynh ấy đích thân ra mặt thế gian này có bao nhiêu người chứ. Cừu chính hợp bỗng nhận ra điều gì đó, người đứng đằng sau chẳng phải là người có địa vị cực cao, sức mạnh cực lớn ư? Trúc Hưng Tu lại hỏi anh tại sao họ lại muốn thi thể của Lỗ Tu Viễn. Cừu chính hợp lại lắc đầu không biết, với đầu óc của cừu chính hợp thì e là cả nghìn năm sau cũng chẳng nghĩ ra, nên anh kêu Trúc Hưng Tu nói thẳng ra. Thực ra Trúc Hưng Tu cũng không biết, nhưng bọn họ có thể ra tay từ chỗ của Lỗ Tu Viễn. Cừu chính hợp nghĩ Lỗ Tu Viễn chết rồi, không lẽ cả hai phải đi đào mộ ông ta lên ư? Nhưng Trúc Hưng Tu nói trong có vẻ chẳng cần bọn họ đích thân đào nữa rồi. Ngôi mộ của Lỗ Tu Viễn đã bị đào lên, nhìn chất đất Trúc Hưng Tu biết nó không hề đào vào hôm nay, có nghĩa là thi thể của ông ta vốn dĩ chưa từng được đưa trở lại.
Lăng Thiên đúng lúc này đứng ở phía sau cả hai người. Cậu bước đến hỏi cả hai đến đây để làm gì. Trúc Hưng Tu bẩm báo rằng sau khi anh nghe Cửu Chính Hợp kể tình hình thì sinh nghi hoặc nên mới đến đây kiểm chứng. Anh nghĩ rằng thi thể của Lỗ Tu Viễn e là vẫn chưa được đưa lại Tuyệt Tình Sơn. Lăng Thiên liền kêu lớn tên của Cửu Chính Hợp làm anh ta sợ quá lại hóa nhỏ. Hỏi người của anh ta tại sao chưa đưa thi thể quay về. Cửu Chính Hợp lúc này vô cùng sợ hãi nói người phụ trách đào mộ trước đó hoàn toàn không phải là người của Thực Hồn Điện, hắn ta là người phụ trách đưa tin của Tam Sư Huynh. Lăng Thiên nghe vậy như sét đánh ngang tai cậu. Cậu tức giận trách vấn rằng chuyện quan trọng như vậy tại sao giờ anh ta mới chịu nói. Cửu Chính Hợp sợ hãi đáp lại. Là vì lúc đó anh quá căng thẳng nên não không hoạt động. Hệ thống lúc này hiện lên bảo nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt. Nó bảo cậu điều tra phương hướng xác Lỗ Tu Viễn, vạch trần âm mưu đằng sau. Thời hạn 10 ngày vượt quá thời gian sẽ bị phạt nặng. Cậu nghĩ chỉ có 10 ngày nên Cửu Chính Hợp để dịp khác xử lý sau đó gọi Trọng Minh điều ra. Hôm nay nhất định cậu phải khiến U Hồn Giáo biến mất khỏi thế giới này. Trên lưng Trọng Minh điều Trần Tuyết hỏi Trúc Hưng Tu. Không biết sư phụ vội vàng như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác như tâm trạng của Lăng Thiên rất tệ. Trúc Hưng Tu trả lời rằng xác của Lỗ Tu Viễn bị Lâm Mộc Huyền trộm mất rồi. Bây giờ sư phụ của bọn họ đến U Hồn Giáo tìm hắn tính sổ. Cô lại hỏi tiếp rằng đứa trẻ ké bên mình là ai thì Trúc Hưng Tu nói đó chính là thất sư huynh Cửu Chính Hợp của cô. Dáng vẻ của anh ta lúc bình thường đúng là uy phong dũng mãnh nhưng chỉ cần lúc sợ hãi sẽ hiện nguyên hình. Cửu Chính Hợp liền quay sang bảo bọn họ nhỏ tiếng thôi. Lỡ như sư phụ bị đánh thức thì anh sẽ lại bị ăn mắng tiếp. Lăng Thiên đang nghĩ mặc dù cái tên Lâm Mộc Huyền máu lạnh tàn ác nhưng lại không phải là người không có não. Không lý nào hắn ta lại không biết lấy mất xác của Lỗ Tu Viễn ắt sẽ chọc tức cậu. Hắn dám liều như vậy nhất định đằng sau còn có âm mưu gì đó sâu xa hơn. Nếu cậu đoán không sai chắc là hắn đang muốn làm nổi lên cuộc chiến ân oán giữa danh môn chính đạo và ma đạo, từ đó khiến các nước Trung Châu nổi loạn. Chuyện này nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể nào làm được. Vậy rốt cuộc kẻ đứng đằng sau là ai? Cậu bất ngờ mở mắt vì nhận ra mùi máu tanh nồng nặc từ bên dưới bay lên. Cùng lúc Trần Tuyết cũng đến báo cáo bên dưới có mùi máu tanh, hỏi cậu có cần đi xem thử không. Cậu liền ra lệnh cho Trọng Minh điều đi xuống, ở bên dưới đâu đâu cũng có xác người nằm rải rác khắp nơi. Cửu Chính Hợp tối sầm mặt nhận ra đó đều là những đệ tử của mình. Anh ta la lớn bảo họ nói cho anh biết rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này, nhất định anh sẽ đi báo thù. Cửu Chính Hợp sau đó tức giận mà hét lớn, Trần Tuyết bên cạnh nhìn cảnh tượng này xứng quá tàn nhẫn rồi. Rốt cuộc ai đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế này chứ? Trúc Hưng Tu xuất hiện. Anh báo cáo rằng bản thân đã đến Thực Hồn Điện ở phía trước kiểm tra một lượt xem thử, kết quả là không còn một ai sống sót. Cậu hỏi Trúc Hưng Tu nghĩ ai đã làm thì đến anh cũng không biết. Nhưng dựa vào vết thương trên mỗi thi thể thì người ra tay có tu vi rất cao, ít nhất cũng cảnh giới võ đế. Hơn nữa tổng cộng có ít nhất 3 người đến. Cửu Chính Hợp quỳ xuống khẩn cầu Lăng Thiên hãy đòi lại công bằng cho anh. Lăng Thiên thấy Cửu Chính Hợp nói vậy thì chắc chắn đã biết hung thủ là ai. Thì anh ta liền nói hung thủ chính là đại sư huynh Câu Văn Diệu. Lăng Thiên nghe thấy câu trả lời của Cửu Chính Hợp liền hỏi lại anh ta tại sao lại chắc chắn như vậy. Cửu Chính Hợp nói bản thân mình đã phát hiện một thứ đó chính là Tỉnh Thần Thảo. Trúc Hưng Tu bên cạnh nói đây là thảo dược mà Câu Văn Diệu thường mang theo người. Mỗi lần hắn ta vung đao giết người đều ngậm lá Tỉnh Thần Thảo. Sau khi thu đao cũng sẽ để lại một lá, Cửu Chính Hợp cũng đồng tình. Hơn nữa loại thảo dược này có nhiều công hiệu, lại cực kỳ khó trồng vì vậy nên trên thị trường hiếm khi mua được. Người bình thường cũng ít khi mang theo số thảo dược này bên mình, Lăng Thiên nói. Nếu đúng thực là do Câu Văn Diệu làm thì cậu nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng chỉ dựa vào Tỉnh Thần Thảo này mà phán đoán hắn ta là hung thủ hủy diệt cả Thực Hồn Điện thì quả thực chưa xác đáng. Cửu Chính Hợp nghe vậy cũng đồng ý với Lăng Thiên, anh ta đề nghị để anh ta đích thân đi điều tra. Lăng Thiên nghĩ thầm, nếu chỉ dựa vào cái đầu của Cửu Chính Hợp thì hoàn toàn không thể điều tra rõ chuyện này. Cậu quay sang bảo Hưng Tu hỗ trợ hết sức cho Cửu Chính Hợp, nhanh chóng điều tra cho rõ chuyện này, sau đó hai người kia liền vụt mất. Hệ thống hiện lên báo rằng nhiệm vụ phụ vừa được kích hoạt, bảo cậu điều tra nguyên nhân trừng phạt hung thủ tiêu diệt Thực Hồn Điện thời hạn 10 ngày, nếu vượt quá giới hạn thì sẽ bị phạt. Lăng Thiên thấy thời hạn 10 ngày lại tỏ ra mệt mỏi, hệ thống là muốn hành cậu đến chết ư? Trần Tuyết bên cạnh hỏi cậu giờ hai người sẽ quay về Huyền Minh Giáo sao? Cậu lắc đầu cho biết, giờ họ sẽ đến U Hồn Giáo. Cô ngạc nhiên hỏi lại, một nơi nguy hiểm như U Hồn Giáo không có nguồn chi viện lớn mạnh thì tuyệt đối không thể đến một nơi như vậy được. Lăng Thiên vẫn cứng nhắc muốn đi, vậy nên cậu mới càng phải đến một lần. Trên đường đi Lăng Thiên hỏi Trần Tuyết dạo này đã nghe ngóng được những gì rồi. Trần Tuyết nói đã nhờ các sư tỷ muội nghe ngóng từ nhiều phía và vài lần tình cờ nhắc đến chuyện năm đó với Trúc sư huynh. Đúng là phát hiện được một số chuyện. Trần Tuyết phát hiện năm đó sư phụ truy giết Lục sư huynh và Cửu sư tỷ còn có ẩn tình khác và không chỉ đơn giản là vì dọn dẹp tông môn. Giống như sư phụ đã nói chuyện Huyền Minh Giáo dặn nứt vô cùng kỳ lạ. Người bày ra chuyện này chính là Trúc Hưng Tu. Hôm đó cô đã nghe Trúc Hưng Tu thở dài nói tất cả chuyện này đều là lỗi của anh ta. Nói rằng anh ta có điều khó nói, vậy nên mới bất đắc dĩ bày mưu chia rẽ Huyền Minh Giáo. Cậu sau đó lặng lẽ bỏ đi, trong tiềm thức có chút lạc lõng lại có chút sầu não và một chút đau khổ. Cậu nghĩ tên Trúc Hưng Tu này giấu giếm quá nhiều bí mật, xem ra muốn vạch trần chân tướng bắt buộc phải nâng độ trung thành của anh ta lên mới được. Ngay khi được Trần Tuyết thông báo rằng phía trước là Huyền Minh Giáo, Hưng Tu ngay lập tức thả thân mình xuống dưới, còn không quên bảo Trần Tuyết đợi ở đó. Còn cậu đi một lát rồi về ngay bên chỗ của Trúc Hưng Tu. Cửu Chính Hợp nói với Hưng Tu mong rằng có thể đi nhanh hơn một chút, với tốc độ này không biết bao giờ mới tìm được tên Câu Văn Diệu đó.
Trúc Hưng Tu tức giận bảo nếu như không có Cục Tạ như anh ta thì ngự kiếm phi hành của Trúc Hưng Tu còn lâu mới chậm như vậy. Bỗng nhiên tấm bùa liên hoa xuất hiện, bên trên hiện lên dòng chữ sư phụ chuẩn bị đến U Hồn Giáo bảo hai người họ nhanh đến chi viện. Lang Thiên một thân một mình chuẩn bị đi đến U Hồn Giáo. Cậu nhớ lại lần trước đến tỉnh Long Phong không biết đã là chuyện từ lúc nào rồi. Kế hoạch ban đầu của cậu là cùng Trúc Hưng Tu và Cửu Chính Hợp cùng xuất hiện khiến cho Lâm Mộc Huyền có chút áp lực, không ngờ hiện giờ cậu chỉ còn lại một mình. Mặc dù Trần Tuyết tiến bộ thần tốc, nhưng chỗ này hiện tại vẫn còn quá nguy hiểm đối với cô. Bỗng nhiên từ đâu vang tới một tiếng la lớn, Lang Thiên nhìn quanh thì thấy Trần Tuyết đang từ trên trời rơi xuống. Thế là cô liền đáp đất với tốc độ cực nhanh đã vậy còn ngay trên người của Lang Thiên, kiểu này cũng là quá gấp gáp rồi. Trần Tuyết cảm thấy không yên tâm cho Lang Thiên nên mới xuống đây, nhưng không ngờ cô lại đáp vào đúng chỗ làm Lang Thiên đỏ hết cả mặt. Cậu liền kêu Trần Tuyết đi xuống khỏi người cậu. Hai người càng lại gần U Hồn Giáo lại thấy sát khí càng mạnh. Trần Tuyết đưa ra chủ ý, hay là bọn họ ở đây đợi Trúc Hưng Tu và Cửu Chính Hợp đến đây vì cô nghĩ rằng như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Lang Thiên hỏi lại cô, không lẽ cô nghĩ rằng cậu không thể đánh lại U Hồn Giáo ư? Trần Tuyết liền bối rối phân trần rằng cô không có ý đó. Cậu dặn dò cô nhớ kỹ lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì nhất định phải ở gần cậu trong vòng 5 trượng. Trước của U Hồn Giáo có 3 tên gác cổng thấy Lang Thiên và Trần Tuyết thì tên thủ lĩnh kia lên tiếng trước, bảo họ không muốn chết thì biến lẹ. Nhưng khi thấy Trần Tuyết bọn chúng lại tỏ ra thèm thuồng, nếu giết hàng cực phẩm như vậy thì rất đáng tiếc chi bằng bắt chói cô ta về từ từ tận hưởng. Tên đội trưởng kia liền bảo hai tên còn lại bắt chói Trần Tuyết lại, đợi hắn ta hưởng thụ xong sẽ thưởng cho bọn chúng. Hai tên kia liền xông tới, chúng cứ nghĩ giết được Lang Thiên thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lang Thiên đang tính cách để đối phó với những tên rác rưởi này, bọn chúng căn bản không cần khởi động khu vực tuyệt đối. Chưa kịp nghĩ xong thì Trần Tuyết đã nhẹ nhàng xử lý hai tên, cô còn kinh thường nói rằng thứ rác rưởi như này không cần phiền đến Lang Thiên đích thân ra tay. Xem ra cậu sau này không thể xem thường Trần Tuyết rồi. Cô gia nhập Huyền Minh Giáo của cậu chưa được một tháng mà cô chẳng những vượt bậc về cảnh giới mà lòng gan dạ cũng nâng cao lên rất nhiều. Tên đội trưởng thấy cô khí thế hừng hực liền sợ rồi, nhưng hắn ta vẫn mạnh miệng nói rằng cậu của hắn là thu đường chủ của U Hồn Giáo để uy hiếp bọn họ. Ngay lập tức hắn ta bị cô kề kiếm vào cổ. Tên đội trưởng bị như vậy liền sợ đến mức tè ra quần cầu xin cô tha mạng. Bên trong tên thuộc hạ của bọn chúng vào báo tin nói rằng Lang Thiên đã xông vào U Hồn Giáo. Những tên kia nghe vậy lại vô cùng ngạc nhiên không biết tiếp theo phải làm gì. Nghe nói bây giờ sức mạnh của Lang Thiên còn đáng sợ hơn rất nhiều, chúng thấy lúc này giáo chủ lại không có mặt nên bọn chúng không phải đối thủ của cậu. Gần đó Nguy Thiên Thừa lên tiếng trấn an, bảo mọi người đừng sợ. Mặc dù Lang Thiên có cảnh giới cao siêu nhưng chỉ cần bọn chúng đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ giết chết được Lang Thiên, bọn người kia nghe thấy thế liền tỏ ra đồng tình. Tên ma đầu đó có đáng sợ cỡ nào cũng phải có chừng mực. Các đường chủ bọn chúng nghĩ cùng hợp sức lại nhất định không ai địch nổi. Từ ngoài Lang Thiên và Trần Tuyết cùng bước vào, cậu trầm giọng hỏi nhiệt đồ đó đâu rồi? Lẽ nào biết hôm nay cậu đến nên sợ hãi không dám ra mặt ư? Bọn người bên kia liền bảo giáo chủ của bọn chúng đã ra ngoài làm việc rồi. Đồng thời kêu cậu đừng quá đề cao bản thân, Nguy Thiên Thừa bên cạnh lại nói nơi này là địa bàn của U Hồn Giáo. Nếu không muốn gây nên cuộc tranh chấp đôi bên thì cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Lang Thiên mặc kệ những lời hắn nói mà yên lặng bước qua trước sự ngỡ ngàng của hắn ta. Cậu liền ngồi lên ghế dành riêng cho giáo chủ, Lang Thiên nhìn đám bọn chúng dõng dạc nói. Cho bọn chúng 10 giây nếu Lâm Mộc Huyền còn không xuất hiện thì cậu sẽ san bằng nơi này, bọn người kia liền thấy cậu quá ngông cuồng. Chỗ đó là nơi cậu muốn ngồi thì ngồi ư, uy nghiêm của U Hồn Giáo bọn chúng còn đặt ở đâu nữa. Lang Thiên bình thản cho biết rằng bọn chúng còn 3 giây bảo Lâm Mộc Huyền biến ra đây nhanh lên. Một trong số bọn chúng tức giận nói với cậu đây là U Hồn Giáo của bọn chúng không phải là Huyền Minh Giáo. Lại thêm một người cả gan tiếp lời còn lâu bọn chúng mới sợ cậu, chỉ vì tôn trọng nên mới gọi cậu một tiếng ma đạo tổ sư. Lang Thiên sau đó liền dịch chuyển ra phía sau tên đó. Xem ra bọn chúng có vẻ không chịu chấp nhận. Bọn chúng vẫn mạnh mồm bảo cậu đừng tưởng rằng cậu là ma đạo tổ sư thì ngon, đó chỉ là hư danh người đời ca tụng mà thôi. Trần Tuyết cầm kiếm xông về phía những tên kia bảo chúng mau câm cái miệng thối của bọn chúng lại nhưng lại nhanh chóng bị đẩy lùi. Một trong số chúng cười nhạo, bảo rằng cô bé này không phải là vợ tương lai của tên ngốc Cát Long Tuyền ư? Sao lại chẳng thủ tiết chờ chồng mà lại đi cấu kết với người giết chồng mình rồi, đúng là thiếu đạo đức mà. Một tên khác lại thấy cô như đang thèm khát bảo vật ở Tuyệt Tình Sơn nên mới đi hầu hạ lão già này. Tên cuối cùng lại to gan nói cậu quả là tên ma đạo tổ sư có phước hưởng. Dù gì nếu không lo mà hưởng thụ nữa thì đến lúc xuống mồ sẽ chẳng còn lại gì. Sau đó hắn ta cười lớn trước mặt Lang Thiên, bất ngờ cổ của hắn ta sau đó liền quay ngược về sau, thế là hộc máu mà chết trước. Cậu không quan tâm những tên khác mà chỉ lo liếc nhìn mỗi Nguy Thiên Thừa. Cậu cho rằng tên này là người có linh lực mạnh nhất ở đây. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nói một lời và đôi mắt của hắn luôn quan sát cậu, ý muốn thăm dò sức mạnh thực sự của cậu ư. Bọn người kia thấy đồng đội của mình nằm xuống liền rút kiếm ra định xông lên, còn bảo cậu là lão già sống dai. Hôm nay bọn chúng nhân danh những phân giáo chủ của U Hồn Giáo đòi cho cậu biết thế nào là lễ độ, sau đó bọn chúng đều xông tới chỗ Lang Thiên. Cậu hỏi lại bọn chúng muốn cậu dùng máu rửa sạch U Hồn Giáo ư? Lập tức cơ thể những tên kia liền khựng lại. Cơ thể, giọng nói lẫn linh lực của bọn chúng đều không thể sử dụng được, cậu nói cho bọn chúng biết rằng cứ mỗi một giây cậu sẽ giết một người cho đến khi nào Lâm Mộc Huyền chịu ló đầu ra gặp cậu. Lang Thiên sau đó lần lượt đếm đến 3, cả 3 tên kia đều lập tức lao lên trần nhà mà chết mất xác. Chỉ còn lại đúng một vũng máu. Xử lý xong 3 tên đầu tiên, cậu tiếp tục điều khiển cơ thể những tên còn lại đến gần chỗ mình định giết tiếp. Nhưng vừa đếm đến 4,
Cuối cùng Ngụy Thiên Thừa cũng đã chịu mở miệng yêu cầu cậu dừng tay lại. Hắn nói cậu mãi mãi không thể biết được tung tích của giáo chủ, vì hắn ta sẽ tiễn cậu xuống Hoàng Tuyền. Lăng Thiên tức giận bảo hắn thử cho cậu xem. Sau đó bất ngờ từ trên trần nhà có thứ gì đó lao xuống, đó chính là Lâm Mộc Huyền. Bọn người có mặt ở đó thấy giáo chủ của bọn chúng liền vui mừng ra mặt. Xem ra lần này bọn chúng được cứu rồi, nhưng sau lưng Lâm Mộc Huyền lại là Trúc Hưng Tu và Cửu Chính Hợp. Cơ thể Lăng Thiên lúc này tỏa ra một lượng linh lực vô cùng lớn. Lâm Mộc Huyền nói quả nhiên sư phụ đã trở nên vô địch như lời đồn. Lăng Thiên phớt lời hắn ta, nói lời thăm hỏi giả chân quá thì cậu không cần. Tiếp theo bảo hắn ta dốc hết sức lực của bản thân ra đánh với cậu đi, nhưng Lâm Mộc Huyền lại nghĩ rằng là có hiểu nhầm gì rồi. Hắn ta không hề muốn giao đấu với Lăng Thiên mà đặc biệt quay về để phối hợp cho cậu tra hỏi. Lăng Thiên nghi hoặc không biết hắn đang tính giở trò gì. Tên Ngụy Thiên Thừa thấy giáo chủ của mình như vậy liền hỏi lại hắn ta phối hợp để tra hỏi cái gì chứ. Lâm Mộc Huyền khuyên hắn ta rằng mọi chuyện kết thúc tại đây thì hắn ta lại trở nên tức giận vô cùng. Ngụy Thiên Thừa không can tâm. Hắn ta bảo Lăng Thiên đã giết chết nhiều người của bọn chúng như vậy sao có thể nói thôi là thôi chứ. Lâm Mộc Huyền quay đầu lại với vẻ mặt đáng sợ cảnh cáo Ngụy Thiên Thừa rằng cậu ta muốn làm trái lệnh của hắn ta ư. Ngụy Thiên Thừa thấy thế cũng sợ rồi nên không còn nói gì nữa. Trúc Hưng Tu và Cửu Chính Hợp liền nhanh chóng đi về phía Lăng Thiên hỏi thăm tình hình của cậu. Lăng Thiên hỏi họ tại sao hai người bọn họ lại về cùng Lâm Mộc Huyền. Trúc Hưng Tu nói khi anh nhận được bùa liên lạc khẩn cấp của Trần Tuyết liền tức tốc chạy đến đây. Cửu Chính Hợp tiếp lời rằng trên đường về đúng lúc gặp Lâm Mộc Huyền, thấy thái độ của hắn ta khá tốt nên cùng về. Cậu nghĩ thầm cái tên Lâm Mộc Huyền này vô cùng nham hiểm nên tuyệt đối không được lơ là. Lăng Thiên sau đó liền hỏi Lâm Mộc Huyền về cái xác của Lỗ Tu Viễn. Lâm Mộc Huyền liền tỏ ra ngây thơ hỏi ngược lại cậu có phải đang nói đến ngũ chấp sự của Nguyên Dương Điện ở Thanh Nham Sơn ư? Hắn lấy đủ lý do biện minh rằng hắn thực sự không biết chuyện này. Lâm Mộc Huyền nói rằng hắn chỉ mới nghe nói trên đường về, nếu cậu không tin có thể hỏi Trúc Hưng Tu và Cửu Chính Hợp. Lăng Thiên lại hỏi tiếp tại sao hắn ta lại phái sứ giả chuyển lời cho Cửu Chính Hợp bảo anh ta đi lấy xác chứ. Lâm Mộc Huyền lần này lại phủ nhận, nói rằng việc này thực sự không phải do hắn ta làm, nhất định đã có người mạo danh. Hơn nữa hắn ta còn đường đường là giáo chủ của U Hồn Giáo, không đến mức phải đối đầu với Lăng Thiên cậu chỉ vì cái xác này. Lăng Thiên quyết định tạm thời tin hắn ta, nhưng trước khi cậu điều tra rõ ràng mọi chuyện thì tốt nhất hắn ta nên ở yên tại đây. Lâm Mộc Huyền nghe vậy liền đồng ý, Lăng Thiên sau đó rời đi. Nhưng Ngụy Thiên Thừa cả gan dám cản cậu lại. Hắn cao giọng bảo cậu muốn rời khỏi đây ư, hãy hỏi xem kiếm của hắn ta có đồng ý không đã. Trúc Hưng Tu không biết hắn ta định làm gì bằng quay sang hỏi Lâm Mộc Huyền, lẽ nào U Hồn Giáo có đến hai giáo chủ ư? Ngụy Thiên Thừa bảo Lăng Thiên giết chết mấy vị đường chủ của hắn đây đều là những nhân tài được bọn chúng đào tạo kỹ lưỡng, há có chuyện đi dễ dàng như vậy được. Hắn ta còn dám nói nợ máu phải trả bằng máu với Lăng Thiên. Ngay lập tức một phần trên chiếc vòng trên đầu hắn văng ra, chỉ một cái búng tay của Lăng Thiên mà cả một mảng hình tròn ngay cánh của sau lưng hắn hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên hỏi lại, như vậy hắn còn dám so tài với cậu hay không? Sau đó cậu trước khi đi còn không quên nói với Lâm Mộc Huyền rằng có qua có lại trong 3 ngày điều tra rõ ràng chuyện cái xác của Lỗ Tu Viễn, cậu sẽ chờ tin tốt từ hắn. Lâm Mộc Huyền đứng đằng sau liên tục lẩm bẩm phải nhẫn nhịn thời cơ tốt vẫn chưa đến. Trên đường quay về, Cửu Chính Hợp ở kế bên Lăng Thiên không ngừng khen cậu vừa rồi đúng là ngầu bá cháy. Chỉ bằng một cái búng tay đã khiến Lâm Mộc Huyền và Ngụy Thiên Thừa câm nín. Trúc Hưng Tu bên cạnh cũng nói cậu không nhìn thấy mặt của Ngụy Thiên Thừa đâu, nó cắt không còn một giọt máu. Lăng Thiên lại hỏi chuyện bên Thực Hồn Điện đã điều tra rõ chưa. Hai người họ nói sau khi nhận được bùa liên lạc khẩn cấp của Trần Tuyết thì vội vàng chạy đến U Hồn Giáo nên vẫn chưa điều tra rõ mọi việc. Cậu quay sang hỏi bọn họ gặp Lâm Mộc Huyền ở đâu, hai người ấp úng trả lời bọn họ gặp ở thôn La Ba cách U Hồn Giáo 1000 dặm. Lúc đó hắn ta trông có vẻ gấp gáp, hơn nữa trên người còn có mùi máu rất tanh. Nó tanh đến mức cảm giác như không chỉ giết vài người, e là đã giết chết hết cả một thôn. Lăng Thiên tò mò không biết tại sao Lâm Mộc Huyền lại phải đến một nơi xa xôi như vậy để càn quét cơ chứ. Lăng Thiên sau đó liền nhanh chóng đổi hướng đến thôn La Ba. Chỗ đó nhất định đang ẩn giấu bí mật gì đó không thể cho ai biết. Đám người ở Nguyên Dương Điện thấy thứ trước mắt mình thì vô cùng hoảng hốt, Lỗ chấp sự một đời lừng lẫy sao lại có kết cục như thế này chứ. Chúng giận dữ rốt cuộc là ai đã làm sao dám giết chết người của Nguyên Dương Điện bọn chúng cơ chứ. Tên thuộc hạ đem cái xác kia về liền bẩm báo rằng đó là đại ma đầu Lăng Thiên của Huyền Minh Giáo. Chúng lại nghĩ Nguyên Dương Điện của bọn chúng và Tuyệt Tình Sơn trước giờ nước sông không phạm nước giếng sao lại có thể như vậy được. Người phía sau bảo tất cả mọi người im lặng, sau đó kêu thuộc hạ tiêu diệt luôn hắn ta. Trước khi chết tên thuộc hạ kia bảo rằng hắn có lòng tốt đưa thủ cấp của Lỗ Tu Viễn về cho bọn chúng. Cuối cùng xác của hắn bị đem ra ngoài vứt cho chó ăn, một tên trong số chúng bỗng lên tiếng. Tuyệt Tình Sơn ức hiếp người quá đáng như vậy, nhất định phải cho bọn chúng biết điều một chút. Tên điện chủ Lý Mộc Hàn ra lệnh báo cho các môn phái kể từ hôm nay, lấy Nguyên Dương Điện ở Thanh Nham Sơn bọn họ làm tiên phong giết chết tất cả ma đạo giành lại uy nghiêm cho võ lâm, sau đó kêu bọn họ lui xuống. Một người bí ẩn bước ra từ phía sau của Lý Mộc Hàn khen, hắn quả nhiên là một người rất quyết đoán. Hắn lại nói vì chuyện này mà Nguyên Dương Điện của hắn đã mất đi một vị chấp sự, nhưng tên đó lại nói rằng lão ta cũng chỉ là một kẻ dị giới mà thôi, hà cớ gì phải đau lòng chứ. Lý Mộc Hàn tức giận bảo tên đó nói lại lần nữa cho hắn nghe, nhưng tên đó lại nói hắn cũng biết con người của bản thân từ trước đến giờ luôn ăn nói ngay thẳng cơ mà. Tên đó mặc dù biết Lý Mộc Hàn có thể giết hắn trong tích tắc nhưng chắc chắn Lý Mộc Hàn sẽ không bao giờ làm vậy, bởi vì thế gian này chỉ có hắn mới có thể tạo ra thứ mà Lý Mộc Hàn muốn.
Hơn nữa Lý Mộc Hàn cũng đừng quên rằng cả hai có chung mục đích. Lý Mộc Hàn nói xác của Lỗ Tu Viễn bản thân đã cho người sắp xếp theo yêu cầu của hắn ta rồi. Lý Mộc Hàn mong rằng hắn có thể nhanh chóng cho bản thân một kết quả thỏa đáng. Tên kia liền nói chuyện này cũng không gấp được, nhưng hắn bảo Lý Mộc Hàn yên tâm, nếu cả hai đã giao ước ổn thỏa thì Trang Mỗ hắn nhất định dốc hết sức lực. Tại Tuyệt Tình Sơn, Phong Bạch Đào và Lâm Trúc Nhi đang ngâm mình trong nước ấm. Phong Bạch Đào thấy Trúc Nhi có vẻ không ổn liền hỏi cô là đang bị trúng gió ư? Trúc Nhi phủ nhận. Vô dĩ cô cũng có thể cùng Lăng Thiên đến U Hồn Giáo. Nếu cô không trúng xuyên tâm trưởng của lão Vu tộc đó thì sư tỷ cũng sẽ không cần phải ở lại chăm sóc cô rồi. Phong Bạch Đào nghe sư muội mình nói vậy liền lập tức đứng dậy bảo Trúc Nhi là đang nói nhảm. Hai người bọn họ là tỷ muội tốt nhất, nếu đổi lại Bạch Đào là người bị thương thì chắc chắn Trúc Nhi cũng sẽ ở lại chăm sóc cho cô thôi. Bạch Đào xoa đầu Trúc Nhi bảo cô đừng mít ướt nữa, tâm trạng tốt thì mới nhanh khỏe được. Lăng Thiên tặng cho hai người bọn họ thuốc ngâm. Đó là đồ cấp thiên phẩm, chắc chắn Trúc Nhi sẽ nhanh chóng phục hồi lại thôi. Đến lúc đó hai người bọn họ nhất định phải báo đáp ân tình của sư phụ Lăng Thiên. Lăng Thiên sau đó liền về tới Trần Tuyết Cạnh bên, không ngờ lại chẳng có manh mối gì ở thôn La Ba. Cô không biết tiếp theo bọn họ nên làm gì. Cậu bèn nói cái tên Lâm Mộc Huyền đó chắc là đã tính đến việc bọn họ sẽ đến thôn La Ba, nên mới cố tình dọn sạch sẽ chỗ đó. Nhưng cũng may Trần Tuyết phát hiện được ấn tích đó trong góc phòng đổ nát. Nếu Lăng Thiên không nhớ nhầm thì ấn tích đó chắc là bùa chú xâm la vạn sắc của ma tộc Bắc Hoang. Trần Tuyết nói cả trăm năm nay ma tộc Bắc Hoang chưa từng chủ động xâm chiếm bất kỳ chủng tộc nào, lẽ nào lần này Lâm Mộc Huyền muốn lợi dụng sức mạnh của họ ư? Lăng Thiên trả lời e là mọi chuyện nghiêm trọng hơn cả những gì mà cô đang nghĩ. Lâm Mộc Huyền muốn kéo cả đại lục Thương Nguyên này vào vòng xoáy. Bỗng một con chim bồ câu xuất hiện, Trần Tuyết nhanh chóng nhận ra nó là chim đưa thư của Tịnh Nguyệt Môn. Cô quay sang bẩm báo với Lâm Thiên nói rằng trong hôm nay Nguyên Dương Điện chuyển thư tức tốc đến các danh môn chính đạo lớn nhỏ truyền mệnh lệnh giết chết hết tất cả ma giáo. Lăng Thiên thấy quả nhiên chúng đã bắt đầu rồi, cậu sau đó liền bảo Trần Tuyết lập tức ngồi trọng minh điều quay về Tịnh Nguyệt Môn, bảo cô tạm thời hãy trấn giữ Tịnh Nguyệt Môn, sau đó gửi thư cho Cửu Chính Hợp đến Tịnh Nguyệt Môn giúp cô, kêu cô nhớ kỹ nhắc nhở trên dưới trong môn phái chuẩn bị sẵn sàng có bất cứ động tĩnh gì lập tức báo cho cậu. Lúc này Câu Văn Diệu đang đi trong rừng, trước mặt hắn ta lúc này là Trúc Hưng Tu và Cửu Chính Hợp. Hắn ta liền hỏi hai người đến đây tìm hắn có việc gì. Hưng Tu đang nói thì bỗng dưng Cửu Chính Hợp bất ngờ xông tới chỗ Câu Văn Diệu ra tay đánh hắn ta trước. Hệ thống cập nhật liên tiếp ba loại thẻ đạo cụ gồm thẻ một đòn chết ngay, thẻ không thể miêu tả và thẻ mình đồng ra sắt. Tuy ba loại thẻ trên đều có giá trị điểm đổi rất cao nhưng Lâm Thiên quyết định mua hết chúng, không những thế anh còn lấy mỗi loại 2 chiếc. Chưa dừng lại ở đó, anh nhấn mua thêm thẻ trường cơ trực nhập, thẻ quỷ hoặc vô hình. Đúng là một lần trúng lớn, Lâm Thiên đổi tiếp 20 điểm thưởng may mắn tích lũy sang mở một món quà thần bí. Phần thưởng đổi được lần này là một chiếc áo tàng hoàn thần hóa hình thiên phẩm đặc cấp. Anh sững sờ trước chiếc áo trong suốt như có như không này. Sau khi biết được tác dụng của chúng là có thể dựa vào tưởng tượng mà biến hóa thành bất kỳ người nào, Lâm Thiên liền đổi sang trạng thái vô cùng vui sướng, mắt sáng rực như ánh sao trời, không thể chờ đợi thêm. Bảo bối này cũng quá đỉnh đi, anh liền yêu cầu hệ thống trang bị hoàn hình hóa cho mình. Sau khi được khoác chiếc áo hoàn thần hóa hình, tốc độ điều động linh lực trong cơ thể nhanh lên rõ rệt. Anh tùy ý ngưng tụ nguồn linh lực, không ngờ nguồn linh lực này còn nồng hậu hơn trước rất nhiều. Để xem lực công phá lớn cỡ nào, anh liền thử độ mạnh ngay tức khắc. Kết quả khiến người ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác. Khi chỉ với một chưởng đánh tới đỉnh núi phía trước liền vỡ thành từng mảnh nhỏ, Lăng Thiên không kìm được cảm thán. Đây đúng là một bảo bối quá mạnh, lại xuất hiện rất đúng lúc, chuyện vui liên tiếp tới làm Lâm Thiên cười lớn. Anh tự nhủ phải khiến cho đám danh môn chính phái kia nếm mùi uy lực này. Suýt nữa thì anh ta quên mất một chức năng quan trọng của chiếc áo là biến hình. Sau một lúc nghĩ ngợi cuối cùng thì Lâm Thiên cũng đã có mục tiêu hướng đến. Ngay lúc đó anh liền biến thành đồ đệ của mình là Trần Tuyết, giơ bàn tay thon mịn lên trước mặt, thật không ngờ chiếc áo này có tác dụng như vậy. Anh bây giờ với Trần Tuyết thật không khác gì nhau, cúi đầu nhìn xuống trước ngực Lâm Thiên liền há hốc mồm, sau đó là đôi má dần ửng hồng. Ôi cái cảnh sắc này sao mà lại kích thích quá đi, không biết khi chạm vào nơi đó sẽ có cảm giác gì đây. Vừa nghĩ anh vừa đưa tay lên trước ngực, nhưng chưa kịp chạm liền có tiếng nói đâu đó vang lên. Tỷ đang làm gì vậy? Đó là giọng nói của một nữ đệ tử. Lâm Thiên liền hoang mang, mồ hôi đầm đìa khắp khuôn mặt. Thấy sư tỷ mãi không lên tiếng, vị sư muội kia liền lên tiếng gọi tiếp, bước lại phía Lâm Thiên càng gần hơn. Anh lúng túng đáp lại vài câu, đột nhiên thấy hơi tức ngực, có lẽ do hàn khí ở thôn La Phá quá nặng. Thấy thế cô nương kia liền vô cùng phấn khích, cầm tay anh và rủ anh cùng đi tắm thuốc với cô cùng Trúc Nhi. Lâm Thiên không kịp từ chối đã bị Phong Bạch Đào kéo tay chạy mất bóng. Lúc này một âm thanh rung chuyển trời đất vang lên từ phía khu rừng. Cừu Chính Hợp khuôn mặt đầy tức giận, chỗ y hạ tay xuống vốn đang bằng phẳng giờ đã xuất hiện một hố lớn. Thấy tình hình không ổn lắm, Trúc Hưng Tu liền lên tiếng hỏi, thất ca huynh đang làm gì thế, đệ còn chưa hỏi xong nữa mà. Cừu Chính Hợp liền quát lớn, chẳng có gì để hỏi cả, cái tên đó chính là hung thủ giết hại Thực Hồn Điện của ta. Câu Văn Diệu bình tĩnh giải thích, người không phải do ta giết, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Cừu Chính Hợp không quan tâm tới lời giải thích đó, nghĩ hắn là kẻ ngốc hay sao mà chỉ với câu đi ngang qua là giải quyết được mọi chuyện. Lúc này chính Câu Văn Diệu cũng không còn kiên nhẫn với cái đầu ngốc nghếch của thất đệ nữa, hắn nói người ta giết là kẻ đã hạ độc Thực Hồn Điện, nếu đệ còn gây sự vô lý nữa thì đừng trách sư huynh tàn nhẫn. Chấp nhận lời thách thức, Cừu Chính Hợp gào thét, nào tới đây và đánh ta đi, hôm nay ta phải liều chết với ngươi. Thế rồi trận chiến kịch liệt giữa sư huynh sư đệ liền diễn ra, cùng lúc Lâm Thiên cũng xuất hiện. Trúc Hưng Tu ngạc nhiên hỏi sư phụ sao người tới đây, và hai sư huynh của hắn liền buông đao dừng cuộc chiến quỳ rạp xuống đất run rẩy.
đồng thời hai người đều lên tiếng, sư phụ Đồ Nhi có tội thất đệ tử nói trước Đồ Nhi không nên, chưa hỏi rõ nguyên do đã tự ý ra tay. Hắn đứng dậy đi lên phía trước rồi bất chợt nắm lấy phi tiêu phi thẳng đến phía Lăng Thiên khiến mọi người ngỡ ngàng. Lăng Thiên vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi chiếc phi tiêu kia gần đâm thẳng vào mắt thì đột nhiên anh liền tàng hình dưới đất, chỉ còn lại ảo ảnh không rõ mà thôi. Cừu Chính Hợp háng giọng, Trúc sư đệ e là đệ đã quên mất rồi, ảo ảnh hình là chiêu thức ta và đệ đã cùng tu luyện. Thấy thế Trúc Hưng Tu liền bắt nhịp, thất sư huynh chi bằng chúng ta làm rõ chân tướng đã, nếu câu sư huynh thực sự là hung thủ đến lúc đó xử lý cũng chưa muộn. Hắn như phát điên mà phản bác, nếu bây giờ ta cứ muốn giết cái tên đó thì sao? Đúng là hết thuốc chữa. Nói rồi Trúc Hưng Tu liền muốn liên thủ cùng với Câu Văn Diệu. Tại chính điện, một nữ tử đang khom lưng nói, điện chủ ngài tìm tôi. Điện chủ hỏi tình hình tiến triển thế nào rồi đáp lại hắn là Nguyên Minh Sơn có tổng cộng 14 môn phái ma giáo trong một ngày đều đã bị tiêu diệt. Đây là chuyện tốt. Hắn tiếp tục nói, xử lý đống tạp nham đó ta nghĩ cô cũng thấy nhàm chán đúng không? Chi bằng chúng ta nhanh chóng kết thúc trò chơi đi, lật đổ rồng vàng luôn được chứ? Thế trận giằng co giữa ba sư huynh đệ ngày một căng thẳng. Trúc Hưng Tu thấy vậy liền lên tiếng can ngăn, thất sư huynh, huynh thấy một mình huynh có thể đánh thắng được hai người đệ không? Cừu Chính Hợp phừng phừng lửa giận đáp lại, có gì mà không thể chứ? Câu Văn Diệu cũng không nhường nhịn nữa, cậu vừa rút kiếm vừa nói, nếu đệ đã muốn chết như vậy thì hôm nay sư huynh sẽ cho đệ tọa nguyện. Và rồi Cừu Chính Hợp liền lao vào như thiêu thân. Hắn khẳng định người chết trước là người đó, nhưng giữa chừng linh lực của hắn không hẹn mà cùng nhau biến mất, lẽ nào đây là chiêu thức mới sao? Và rồi không gian như bị bóp méo, từng đàn chim la hét bay loạn xạ trên nền trời. Trước ánh mắt ngây ngốc đầy ngạc nhiên của mọi người, hắn quỳ rạp xuống đất hai tay chắp lại cầu xin, xin lỗi đệ sai rồi. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Trúc Hưng Tu và Câu Văn Diệu cùng giật gù, không hổ danh là đệ nhất thỏ đế của Tuyệt Tình Sơn. Cuối cùng khu rừng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó, không có trận chiến ác liệt nào diễn ra như dự kiến. Cả ba huynh đệ cùng nhau suy xét lại tình hình. Cừu Chính Hợp nghi vấn hỏi, thế tức là huynh chỉ đi ngang qua thực hồn điện thôi hả? Cậu ta liền gật đầu. Trúc Hưng Tu cũng không khỏi băn khoăn hỏi, tại sao huynh lại đến địa bàn của thất sư huynh? Lúc này Câu Văn Diệu vừa thở dài vừa trả lời là cậu chạy vặt cho nhị sư tỷ của cậu ta. Cừu Chính Hợp ngạc nhiên hỏi lại, huynh chạy vặt cho Uyển Thanh sư tỷ ư? Thấy mọi người có vẻ vẫn không tin lời hắn nói, Câu Văn Diệu ánh mắt không tốt bảo, hai người không tin à? Các đệ cứ đến Trường Thanh Các hỏi đi. Trúc Hưng Tu lên tiếng phá vỡ thế căng thẳng, cậu bảo đại sư huynh đừng hiểu lầm bọn họ, họ cũng là muốn tìm hiểu rõ rốt cục thực hồn điện đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Dù gì đó cũng là căn cứ thất sư huynh đã gây dựng mấy trăm năm nay. Nghe thấy thế, Câu Văn Diệu đã dịu đi ít nhiều, y nói tiếp rằng nhị sư tỷ mấy đứa chỉ giao cho y một nhiệm vụ, đến thực hồn điện xác nhận có phải Lỗ Tu Viễn thực sự đã chết hay không. Vì trước đó được nhị sư muội chiếu cố để trả ân tình cho muội ấy nên ta chạy đến đây một chuyến, nhưng khi vừa đến thực hồn điện lại nhìn thấy những đệ tử trong giáo bị bốn người đuổi giết. Nghe đến đây Cừu Chính Hợp như phát hoảng, hắn hỏi bốn người đó bọn chúng đến từ đâu. Bọn chúng đều bịt kín mặt không nhìn ra là ai, ta lên trước dò hỏi thì chúng chẳng nói gì mà xông vào giết ta. Vậy kết quả thì sao? Kết quả chính là bốn tên cảnh giới võ đế bị Câu Văn Diệu giết chết hai tên ngay tại chỗ, còn hai tên kia đưa theo xác đồng bọn mà bỏ đi. Cừu Chính Hợp hằng giọng hỏi lại, sao huynh lại thả chúng đi chứ? Bọn họ có thể tra khảo chúng lấy lời khai để điều tra. Sư huynh hắn thở dài, bọn chúng dùng một thứ bột khói màu xanh lá, lúc đó tứ phía mịt mù, y chỉ hít vào một chút đã cảm thấy chóng váng tứ chi mất sức. Đến đây hai sư đệ của y đều cùng nảy ra một ý, toàn thân rượu dã đó không phải là đồ của thực hồn điện sao? Trúc Hưng Tu nghi vấn, đồ của thực hồn điện sao lại xuất hiện trong tay kẻ khác chứ? Cừu Chính Hợp mặt đen kịt bảo, thì muốn phát triển lớn mạnh kiếm thêm chút đỉnh chứ sao, nên bọn ta mới âm thầm đem độc dược do tứ sư huynh điều chế bán cho những môn phái khác. Câu Văn Diệu cảm thán, đúng là lấy gậy ông đập lưng ông. Trúc Hưng Tu lên tiếng, đại sư huynh, huynh từng ra đấu với chúng, cảm thấy chiêu thức của chúng có thể là của môn phái nào không? Chuyện này đúng là có chút khúc mắc, mặc dù Câu Văn Diệu chỉ tiếp một chiêu nhưng cảm giác không giống thân thủ với người trong ma đạo. Cừu Chính Hợp tay nắm thành quyền quát lớn, quả nhiên là đám danh môn chánh phái giả tạo đó. Trúc Hưng Tu còn một nghi vấn, huynh có biết làm sao mà nhị sư tỷ hay tin về chuyện của Lỗ Tu Viễn không? Vấn đề này Câu Văn Diệu thật sự không biết. Nếu sư đệ cảm thấy giữa ta và nhị sư muội có quan hệ tốt vậy thì đệ đã lầm to rồi. Lúc này Trúc Hưng Tu dường như đã có đáp án, hắn vừa cười vừa nói, thế sao? Sư đệ hiểu rồi. Y quay lưng lại đi về phía trước, nếu chân tướng đã rõ ràng vậy hai đệ đi trước đây sau này gặp lại. Câu Văn Diệu liền ngăn sư đệ lại, hỏi Trúc cậu ta về tình hình của sư phụ. Trúc Hưng Tu cho biết sư phụ gần đây đang điều tra chuyện cái xác của Lỗ Tu Viễn, không có thời gian để ý chuyện khác cho nên bảo sư huynh cứ yên tâm. Câu Văn Diệu muốn biết thêm thông tin, ta nghe nói hôm qua người đích thân đến U Hồn giáo là thật sao? Cừu Chính Hợp mặt tươi như hoa khẳng định, đúng vậy đó, gọi là uy vũ bá đạo, búng tay một cái đã khiến tên Nguy Thiên Thừa đó sợ tè ra quần. Tam sư huynh cũng mất vía. Câu Văn Diệu tức đến mức run rẩy cắn chặt răng, lúc này vẫn là Trúc sư đệ xoa dịu tình hình. Bất kể thế nào mọi người vẫn là huynh đệ, sư đệ vẫn muốn nói câu đó nhân tình thế lúc này quay về Tuyệt Tình kiếm nhận lỗi với sư phụ đi. Nếu không sau này có chuyện gì xảy ra huynh tự hiểu đấy. Bùa Lạc Tiên khẩn cấp bỗng dưng xuất hiện, yêu cầu Cừu Chính Hợp lập tức đến Tịnh Nguyệt Môn chi viện, còn Trúc Hưng Tu mau chóng trở về. Tịnh Nguyệt Môn bây giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, liên tục nhận tin tức cấp báo giáo chúng Nguyên Dương xuất hiện dưới chân núi đã giết chết mấy chục tỷ muội. Trần Tuyết hoảng hốt không biết kẻ địch tổng cộng bao nhiêu người, nhưng kết quả nhận được lại chỉ có duy nhất một tên. Cô giận dữ thét lên, đáng ghét,
mau tập hợp tất cả các tỷ muội xuống núi giết địch. Bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng từ phía mái nhà truyền đến, cô ta cao giọng bảo không cần phiền phức thế đâu, đánh nhanh chiến nhanh ở đây luôn đi. Tại chính điện Huyền Minh giáo Trúc Hưng Tu đang bẩm báo lại tình hình trận chiến với Lăng Thiên. Anh nói lại đã nghe sơ qua tình hình rồi. Kẻ giết thực hồn giáo rất có thể là danh môn chánh đạo, Trúc Hưng Tu cũng đồng tình. Cậu cho biết thất sư huynh đã tức tốc đến Tịnh Nguyệt môn rồi, xin sư phụ cứ yên tâm. Lăng Thiên trong lòng lại có chút bất an, mong rằng sẽ kịp đám người Nguyên Dương điện xảo quyệt hơn những đối thủ họ đã gặp lúc trước gấp trăm lần. Trúc Hưng Tu lên tiếng, đúng rồi sư phụ, đại sư huynh nói rằng danh môn chính đạo đã dùng tô cốt nhuyễn cân tán của thực hồn điện. Đây đúng là một tin tức gây sốc, bởi đó không phải là công thức gia truyền của Trang Cao Hàn sao? Quả thực là vậy, cừu sư huynh nói rằng một năm trước họ từng bán tô cốt nhuyễn cân tán để kiếm lời. Những một năm trước ư, theo Lăng Thiên được biết tô cốt nhuyễn cân tán rất khắt khe về mặt nguyên liệu, chỉ có thể bảo quản trong một tháng. Nhưng không phải Trang Cao Hàn đó đã gặp chuyện rồi hay sao? Vấn đề lại xuất hiện, anh lập tức truyền lệnh xuống Hưng Tu lập tức gửi thư cho Trần Tuyết bảo nó xác định tình hình về tên kia. Ngay khi hắn nhận lệnh thì đồng loạt tiếng gõ cửa vang lên. Thấy thế Lăng Thiên liền bảo Hưng Tu đi xem tình hình thử. Tại cửa lớn của Huyền Minh giáo, một nam tử và một nữ tử vừa đập cửa vừa hô lớn mau mở cửa. Trúc Hưng Tu quát lớn, các ngươi là ai, có biết đây là đâu không, hả, muốn giữ mạng thì mau biến đi. Hai người kia đều vô cùng hoảng hốt. Bọn họ nhận ra cậu là đạo ma lãng kiếm Trúc Hưng Tu, hai người vô cùng lúng túng mà giải thích. Trúc đại nhân đừng hiểu nhầm, chúng tôi cũng là người trong ma giáo, là tảng ai phái ở dưới Nguyên Minh Sơn. Bình thường không hề làm những chuyện đời hại người, nhưng hôm nay đột nhiên bị một đám người không rõ lai lịch tấn công cả môn phái. Giờ đây chỉ còn lại hai người chúng tôi sống sót. Trúc Hưng Tu ra vẻ không quan tâm, cậu bảo thế thì liên quan đến Huyền Minh giáo của cậu chứ. Ai giết các người đi tìm kẻ đó là xong việc mà. Hai người ra vẻ tội nghiệp vừa khóc vừa nháo lên. Vừa nói tên đó thực sự rất mạnh, trong vòng ba chiêu đã giết chết sư phụ của chúng tôi rồi. Lời nói vừa dứt thì một giọng nói lạnh lùng mang vẻ chất vấn vang lên. Thế nên các ngươi muốn bản tọa báo thù thay sao? Lăng Thiên cao cao tại thượng nói tiếp rằng cậu có thể đồng ý, nhưng có một điều kiện, chính là kể từ hôm nay các ngươi xuống núi thay ta tuyên bố khắp nơi. Thanh Nham Sơn Nguyên Dương điện ỷ mạnh hiếp yếu, lợi dụng cái chết của Lỗ Tu Viễn bị người ta hãm hại, muốn lấy đó chèn ép dọn dẹp môn phái ma đạo, không để cho hai tên kia kịp hoàn hồn. Anh gần giọng ma đạo tổ sư ra vô cùng tức giận. Cậu đích thân gửi thư chất vấn Thanh Nham Sơn Nguyên Dương điện. Tuy nhiên điện chủ lấy cớ bị hãm hại mà mãi không hồi thư, đồng thời còn lấy mục đích cá nhân hiệu triệu danh môn chính phái thiên hạ tàn sát người trong ma đạo. Nam tử cùng nữ tử kia dây trước còn nguyện ý lên rừng sâu xuống biển lửa quyết không chối từ, dây sau đó liền lưỡng lự trước yêu cầu này của anh. Hắn ta miệng ấp a ấp úng không thành câu. Họ bảo yêu cầu lần này của Lăng Thiên khác nào lấy mạng của họ chứ. Lăng Thiên trưng ra vẻ mặt giận dữ, cậu bảo không thể rèn sắt thành thép, chỉ có tí giác ngộ như thế mà cũng đòi trả thù à, chi bằng tìm cái hố tự chôn đi cho rồi. Sau đó anh liền quay người bỏ đi, bọn họ bước đường cùng chỉ đành lập tức lên tiếng đồng ý làm việc. Lăng Thiên ra vẻ hài lòng, Trúc Hưng Tu bên cạnh cũng gật gù, chiến thuật lần này quả nhiên là cao minh. Tuy nhiên Lăng Thiên vẫn tiếc nuối vì không đủ người nên khả năng thành công chưa đến 10%. Thấy vậy đồ đệ của anh nhanh chóng xin được tham gia vào chiến thuật, cậu đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm cũng kết giao được không ít người. Nếu sư phụ cho phép, đồ nhi nhất định tận dụng mối quan hệ này tạo thế lực dư luận cho người. Đây đúng là chuyện tốt, tại sao lại không làm? Anh động viên hắn, việc này nếu thành công nhất định có thưởng. Trúc Hưng Tu vừa đi thì bùa liên hạc của Lâm Mộc Huyền liền xuất hiện, trong thư đề cập tới việc chưa tìm được thi thể của Lỗ Tu Viễn, hơn nữa thực hồn điện bị diệt là do người của Thanh Sơn Nham Dương điện làm, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Hệ thống hiện lên thông báo ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính cùng các nhiệm vụ phụ, tổng điểm là 2.800 điểm. Lăng Thiên không ngờ đến cùng một lúc anh lại có nhiều tiền như vậy, cảm giác này đúng là quá tuyệt. Niềm vui chưa bao lâu thì ám khí từ đâu bay đến. Lăng Thiên sau nhiều lần tránh được phi đao, cuối cùng chúng vẫn đâm thẳng vào trán anh, từng giọt máu đỏ tươi lần lượt rơi xuống làm ướt một khoảng sân. Lăng Thiên vô cùng ngạc nhiên khi thanh đao kia vẫn dịch chuyển được trong điều kiện ngăn cấm, thuộc khu vực tuyệt đối mà anh trang bị. Hơn nữa từ tốc độ phóng tiêu và lực phóng cho thấy nó được phóng đến từ ngoài 1.000 dặm, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngắm kỹ lại đột nhiên phát hiện hoa văn trên đó vô cùng quen thuộc, khiến anh nhớ đến một người. Ngụy Thiên Khiêu, đại tướng quân hộ quốc nước Hưng, nhưng đường đường là đại tướng quân lại vượt biên giới đến nước Uyên, điều này thật khiến người khác phải lo nghĩ. Sau một thoáng trầm tư, Lăng Thiên nhận định cái chết của Lỗ Hưng Tu có thể đã lan ra ngoài nước Uyên. Nhưng chuyện này không có khả năng vì Thanh Nham Sơn Nguyên Dương điện tuy có thế lực lớn mạnh nhưng cũng chỉ là một phân điện nhỏ, không đến mức vượt biên giới chỉ huy những phân điện Nguyên Dương khác. Quay đi quẩn lại với những suy nghĩ này khiến Lâm Thiên buồn bực không thôi, nghĩ nhiều như thế chi bằng hỏi đích danh người cần hỏi. Ngay sau đó anh ngước mặt nhìn trời mà hét lớn, tìm Ngụy Thiên Khiếu đang ẩn nấp đâu đây? Từ xa vọng lại một giọng nói đầy uy lực chê cười, khí thế Lăng Thiên nay đã sa sút hơn nhiều so với lúc trước. Khí thế đó thật sự quá mạnh, anh thầm cảm thán. Với mức tu vi đó có thể đã đạt đến cảnh giới võ thần đỉnh phong, đối thủ lần này hơi khó nhai rồi đây. Lúc này tại Tịnh Nguyệt môn, Trần Tuyết cũng rơi vào tình thế vô cùng hiểm nguy, đứng trước cô là Thanh Nham Sơn Nguyên Dương điện mai. Trần Tuyết tức giận hỏi tội thì nhận được một câu, Tịnh Nguyệt môn vốn danh môn chính phái nhưng cấu kết ma đạo phục tùng dưới gót chân ma giáo. Đúng là ngậm máu phun người ăn, không nói có Tịnh Nguyệt môn vốn luôn làm việc ngay thẳng, đúng là vu oan giá họa. Nữ tử tự xưng Mai kia không đủ kiên nhẫn nghe nữa, cô ta lao như một mũi tên về phía Trần Tuyết rồi gầm lên như thú dữ, có phải hay không cứ giết chết rồi nói. Tiếp đó là cảnh chiến đấu máu lửa giữa hai bên tạo nên một màn mưa bụi bay ngập trời.
chỉ với mấy chiêu Trần Thuyết đã rơi vào thế hạ phong, tay chân đều tê mỏi, còn đối thủ của cô thì vẫn dương dương tự đắc. Lúc trước cô ta chỉ dùng 2 phần lực nhưng lần này nữ tử kia liền gia tăng công lực thêm 1 phần khiến Trần Tuyết khó mà chống đỡ được. Xem ra cô đã đạt đến cực hạn rồi, nếu muốn sống Trần Tuyết phải trả lời các câu hỏi của đối thủ. Đi cùng với Lỗ Tu Viễn đến Huyền Minh giáo, lẽ ra còn có 2 vị nữ đệ tử hiện tại bọn họ còn sống hay đã chết. Trần Tuyết vừa thở dốc vừa nói ngắt quãng, bọn họ đã gia nhập Huyền Minh giáo rồi. Lời nói vừa dứt đối thủ của cô liền bật cười, con nhóc nhà ngươi đúng là rất biết nói dối. Hai người họ sao lại gia nhập ma giáo được chứ? Cô nặng nhọc giải thích. Vì họ đã biết sự thật Lỗ Tu Viễn chính là gian tế Vu tộc, còn nội bộ Nguyên Dương Điện đã sớm bị dị tộc trà trộn vào. Câu này chính thức khiến cho nữ tử kia tức điên người, dọa sẽ giết chết cô. Đột nhiên một nữ đệ tử xông đến đánh lén, nhưng chưa kịp đánh tới đã dính một chưởng của ả ta mà ngã lăn ra đất. Cô ta nhìn Tiểu An khinh bỉ, bảo cô ta đúng là rác rưởi, đã thế đừng nên vào góp vui. Sau đó hướng về phía Trần Tuyết hằng giọng, nếu ngươi đã không khai thật thì chỉ còn một cách giết chết ngươi, trước sau đó thì giết sạch tất cả ác nhân ở Minh Huyền giáo cứu thoát hai sư muội của ta. Khi mũi kiếm sắp đâm thẳng vào cô thì bỗng nhiên đôi chân của nữ tử kia hóa đá rồi dần dần lan rộng khắp toàn thân của cô ta. Hóa ra là chiêu thức của Cửu Chính Hợp, may mà hắn tới kịp nên sư muội vẫn bình an vô sự. Đám danh môn chính phái đó chỉ phái ả này tới đúng là khinh thường Huyền Minh giáo quá rồi. Chứng kiến bức tượng đá bị sư huynh đánh nát, Trần Tuyết vô cùng kính phục mà cảm ơn anh ta đã cứu mạng. Ai ngờ Cửu Chính Hợp chưa nghiêm túc được một lúc đã nhăn nhở, khi về Huyền Minh giáo nhất định phải tường thuật không sót cảnh nào cho sư phụ nghe, tiện thể khen thêm vài câu nghe hợp lý nhé. Sau đó hắn dùng ánh mắt cầu mong nhìn cô, Trần Tuyết ngượng nghịu đành đồng ý với anh ta vậy. Cảnh tượng hòa bình này chưa diễn ra được bao lâu thì những mảnh vỡ từ khối đá kia liên tục động đậy, sau đó từ những mảnh vỡ hợp lại thành một bóng hình quen thuộc. Thật không ngờ Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện Mai còn chưa chết, cô ta hướng tới phía Cửu Chính Hợp mà tấn công. Ngay lúc mũi kiếm sắp đâm tới, hắn đã nhanh chóng bảo vệ mình bằng cách dựng lên một núi đá. Cô ta dùng hết sức bình sinh định chém tan chúng nhưng không thành, điều này đã nằm ngoài dự đoán của cô, vô tình ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Cửu Chính Hợp cho biết nơi này là đất của Huyền Minh giáo, ngươi thuộc môn phái nào mà dám đối đầu với bọn ta. Trước khi thế đó ấy vậy mà cô ta không hề sợ hãi, hơn nữa vẫn còn dương dương tự đắc đáp lại, ta thuộc Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Nghe được danh tính có chút quen tai này, Cửu Chính Hợp mặt đầy căm phẫn nói lớn, chính chúng đã giết chết những đệ tử yêu dấu của hắn, còn hủy diệt cả Độc Hồn Điện, một tay hắn đắp từng viên gạch, hôm nay phải để cho chúng trả nợ rõ ràng. Nghĩ rồi hắn liền lao đến, định một trận quyết chiến một mất một còn. Nữ tử kia cũng không phải dạng vừa, cô ta tiếp nhận nghênh chiến, hơn nữa còn khiêu khích hắn để hạ thấp uy phong. Tiếp đó chính là cảnh tượng chiến đấu vô cùng khốc liệt, không gian như bị bóp méo, đất đá bay ngập trời, từng đợt gió rít gào. Trần Tuyết chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc, vì đất là lần đầu nhìn thấy sư huynh dốc hết toàn lực như vậy. Với sức mạnh này quá đáng sợ, cô thầm cầu mong trận chiến kia nhất định Cửu Chính Hợp thắng. Ngay sau đó trong ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng niềm vui sướng, vì lúc này đối thủ bọn họ đang ở thế hạ phong. À ta bị ép chặt trong cánh tay bằng đá mà Cửu sư huynh tạo ra và không thể nhúc nhích được. Cứ mỗi lần định dùng toàn bộ sức lực để thoát ra khỏi đó thì cánh tay đá kia càng siết chặt hơn khiến toàn thân cô đau điếng. Cửu Chính Hợp thấy thế liền nhẹ nhàng nhắc nhở cô đừng phí sức làm gì nữa, lần này cô không thoát ra được nữa đâu. Đáp lại hắn là một giọng vô cùng không cam tâm. Cái tên bị ổi giả vờ tấn công trực diện, kết quả chơi trò đánh lén sau lưng hắn ta. Cũng chẳng có thì giờ mà nói qua nói lại với cô, tay từ từ nắm thành quyền, cùng với đó khối đá siết cô ta thêm một vòng. Hắn quát lớn, ồn ào quá rồi đấy, đầu sỏ sát hại Thực Hồn Điện rốt cuộc là kẻ nào? Hắn ta gằn thêm một tiếng ngoan ngoãn khai ra, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra. Nữ tử kia cũng không chịu thêm được nữa mà khuất phục, nhưng muốn bản thân mình khai ra cũng cần có thứ phải trao đổi. Thấy cô hết phản kháng, hắn cũng không làm khó nữa, liền đồng ý yêu cầu muốn gặp hai vị sư muội kia và đồng ý nói giúp trước mặt sư phụ để Lăng Thiên thả hai người họ. Thấy hắn đồng ý nhanh như vậy, cô cũng không khỏi khó tin mà hỏi lại, thật ư, ngươi nói lời giữ lời chứ? Cửu Chính Hợp liền bồi thêm một câu, đã dập tắt hy vọng cuối cùng của Mai, ngươi còn quyền lựa chọn sao? Đúng vậy, khi mình bị người khác nắm trong tay tính mạng thì làm gì có quyền được lựa chọn. Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện Mai tuyệt vọng khai báo, người sai người thảm sát Thực Hồn Điện chính là điện chủ Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, Lý Mộc Hàn. Cửu Chính Hợp căm giận, hắn không hiểu tại sao Lý Mộc Hàn lại muốn tiêu diệt Thực Hồn Điện, không lẽ vì cái xác của Lỗ Tu Viễn? Sự thật lại khác xa so với tưởng tượng, vì Lý Mộc Hàn muốn che đậy chân tướng sự việc cũng chính là để tạo ra cái cớ gây nên cuộc chiến giữa hai phe chính ma nên mới hạ độc thủ như thế. Tên này đúng là quá khốn nạn, đúng như Lăng Thiên dự đoán, phía sau đó thực sự có âm mưu đáng sợ. Thấy Cửu Chính Hợp mãi không phản ứng lại, cô ta liền lên tiếng muốn lập tức gặp hai sư muội. Chưa kịp nói hết ý, hắn liền lật lọng muốn bắt cô đến một nơi mặc kệ phản ứng dữ dội. Hắn còn bồi thêm một câu hết sức nhẹ nhàng, nếu ngươi đã muốn gặp lại sư muội của mình đến thế thì theo ta về Huyền Minh giáo một chuyến, chẳng phải có thể gặp được họ nhanh hơn sao? Tại chính điện, Lăng Thiên dây trước còn đang chán nản, dây sau liền hưng phấn. Hệ thống thông báo anh vừa nhận được điểm thưởng, xem ra là Cửu Chính Hợp đã đến kịp lúc. Ai ngờ thông báo nhận thưởng liên tiếp hiện lên, cứ thế 4.300 điểm đổi được rót vào túi. Đúng lúc có thể mua một ít đạo cụ đối phó tên Ngụy Thiên Khiếu, nhiệm vụ phụ tiếp tục phát triển thế lực được kích hoạt. Lại rất đúng ý khi anh có thể mượn ngọn gió đông là Nguyên Dương Điện vực dậy thiên hạ đệ nhất ma giáo. Không khí vốn yên tĩnh nay bị đánh thức bởi tiếng ríu ra ríu rít của Cửu Chính Hợp khi khoe những chiến tích của hắn, trong niềm háo hức được việc của hắn ta.
Lăng Thiên lại quan tâm đến người bên cạnh hơn, kẻ đó là sát thủ Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện phái đến tiêu diệt Tịnh Nguyệt Môn và tự xưng là Mai. Anh vô cùng ngạc nhiên khi Nguyên Dương Điện lại chỉ phái một mình cô ta đến. Đúng là vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Cừu Chính Hợp tiếp tục bẩm báo, khi giao chiến mặc dù cô ta đã ở vào cảnh giới võ thần sơ kỳ nhưng linh lực trong người lại không hề hùng hậu. Lần này hắn thực đã thể hiện rất tốt nên Lăng Thiên cũng không ngần ngại khen và thưởng. Trái với tâm trạng của hai sư đồ nữ tử kia vô cùng sốt sắng yêu cầu Cừu Chính Hợp thực hiện lời hứa cho gặp hai vị sư muội, hắn ta không kịp chặn họng cô lại khiến người rơi vào thế khó. Lúc này lại là hắn vì không biết phải giải thích với sư phụ như thế nào. Cô ta cũng không giữ mặt mũi cho hắn mà trực tiếp cầu Lăng Thiên cho tỷ muội bọn họ được đoàn tụ. Cừu Chính Hợp lo lắng không thôi, phần thưởng chưa kịp đến tay chuẩn bị bay mất. Còn Lăng Thiên tuy trong lòng không vui nhưng cũng đồng ý cho tỷ muội họ được gặp mặt. Cừu Chính Hợp nhận lệnh sau đó nhanh chóng chạy mất bóng, đưa Lâm Trúc Nhi và Phong Bạch Đào đến diện kiến, gặp lại hai vị sư muội. Lúc này Mai đã bớt lo lắng mà chỉ ân cần hỏi han tới cuộc sống những ngày qua của họ. Khi thấy các cô gọi Lăng Thiên là Lăng giáo chủ và xác nhận bản thân đã gia nhập Huyền Minh giáo khiến Mai cảm giác như bị phản bội. Lúc đầu cô cho rằng họ nhất thời bị mê hoặc nên mới làm ra chuyện này, rõ ràng sư phụ đối với bọn họ như máu mủ ruột thịt. Nhưng kết quả cô nhận được khiến Mai không còn niềm tin vào ai nữa. Lỗ Tu Viễn là người vu tộc, hơn thế hắn chỉ là một trong những vu tộc trà trộn vào đất họ mà thôi, Lăng Thiên bổ thêm vào. Nguyên Dương Điện sớm có quan hệ hợp tác ngầm với vu tộc bên ngoài hô hào tiêu diệt ma giáo, nhưng mục đích thật sự là một bí mật khủng khiếp. Trước ánh mắt đầy đau khổ của cô, anh liền cho Bạch Đào cởi trói thả Mai ra, hơn nữa còn sắp xếp để cô ta ở phiến điện dưỡng thương. Mai khó tin nhưng tâm lý vẫn còn hoảng sợ. Thấy vậy Lăng Thiên an ủi rằng anh không giam lòng cô mà đợi đến khi cô bình phục có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại. Lăng Thiên làm thế là vì anh biết cô ta không phải dạng vừa, nếu tự nguyện gia nhập Huyền Minh giáo thì như hổ mọc thêm cánh. Tiếp đó hệ thống lại thông báo điểm thưởng mà anh kiếm được, nhưng có một điểm kỳ lạ khi nhiệm vụ chính vực dạy tông môn vẫn dừng ở tiến độ 2/9. Nguyên do là mức độ trung thành của Cừu Chính Hợp còn cao hơn cả Trúc Hưng Tu, xem ra đến lúc thưởng công xếp phạt anh phải đánh thiên lôi một lần để hắn tỉnh ngộ. Hiện tại Cừu Chính Hợp đang vô cùng lo lắng cho Trần Tuyết, không biết giờ cô có gặp nguy hiểm gì không, nghĩ rồi hắn quyết định sẽ đến Tịnh Nguyệt Môn để bảo vệ cô. Còn Lăng Thiên sau thời gian dài tu luyện cuối cùng anh cũng đột phá được tu vi, chính thức bước vào cảnh giới võ hồn hậu kỳ đại viên mãn. Hơn thế anh liên tục đột phá khi lĩnh ngộ kỳ môn cửu kỹ lục, nhận liên tiếp 1.500 điểm thưởng, đúng là niềm vui nhân đôi. Lúc anh còn ở cấp 1 học được kỹ năng dịch chuyển đã vô cùng bá đạo, không biết khi giờ lên cấp 2 anh sẽ được học kỹ năng nào nữa đây. Lúc Trúc Hưng Tu trở về Huyền Minh giáo, trước điện người đón chờ anh không phải sư phụ yêu quý mà là Thanh Quốc đại tướng quân Ngụy Thiên Khiếu. Hắn yêu cầu ông ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng ông ấy căn bản chẳng thèm để ý đến một tên nhãi nhép mà chỉ muốn gặp Lăng Thiên. Sau nhiều lần qua lại bằng lời nói, cuối cùng ông ta liền lộ ra thực lực cảnh giới võ thần đại nguyên mãn, khiến Trúc Hưng Tu cũng phải dè chừng. Nhưng như vậy thì đã sao, nơi đây là Tuyệt Tình Sơn Huyền Môn giáo, không phải là nơi ai muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi. Hai người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên Lăng Thiên xuất hiện phá vỡ thế căng thẳng này. Đứng trước anh, Ngụy Thiên Khiếu không còn thái độ khiêu khích như trước, hơn thế vô cùng kính cẩn bái kiến. Lăng Thiên cũng không quá để ý, thậm chí thay mặt Trúc Hưng Tu tạ lỗi, điều này khiến hắn sững sờ trong chốc lát. Hắn chắc rằng sư phụ đã thực sự thay đổi. Nếu là trước kia chỉ cần ai dám ra tay ở Tuyệt Tình Sơn đều bị giết ngay, làm gì có chuyện lượng thứ kia chứ. Ngụy Thiên Khiếu cũng chỉ nhất thời hưng phấn muốn đọ sức với vãn bối một chút thôi. Lăng Thiên nghi vấn hỏi hắn tại sao lại có thời gian rảnh rỗi đến Tuyệt Tình Cốc để hàn huyên chứ. Ngày hôm nay hắn đến đây vì đã nghe nói đến cái chết của ân sư Lỗ Tu Viễn là ở đây. Chứng kiến cuộc hàn huyên bất ngờ này, Trúc Hưng Tu đã phỏng đoán ra được ý đồ của Ngụy Thiên Khiến, hóa ra hắn đến là để hỏi tội sư phụ. Lăng Thiên cũng thẳng thắn thừa nhận chuyện xảy ra với Lỗ Tu Viễn, nhưng chân tướng sự việc anh giao lại cho Phong Bạch Đào làm sáng tỏ. Trăm năm mới gặp lại sư muội, nhưng không ngờ lại trong tình cảnh cô đã nhận kẻ thù làm thầy sau khi cô kể hết những gì đã nhìn thấy và nghe thấy cho hắn. Ngụy Thiên Khiếu không kiềm được tức giận liền đập vỡ chén trà, hắn đe dọa nếu Phong Bạch Đào còn dám nói láo hắn lập tức chém chết cô. Thấy hắn dám trước mặt mình mà ngông cuồng, Lăng Thiên liền lên tiếng nhắc nhở. Nơi đây là Tuyệt Tình Sơn chứ không phải là phủ tướng quân ở Hưng Quốc của hắn, Ngụy Thiên Khiếu cũng không dám làm càn thêm nữa. Sau khi căn dặn Trúc Hưng Tu đưa Bạch Đào về nghỉ ngơi, Lăng Thiên cảnh báo những điều hắn muốn biết anh đã nói tường tận, nhưng việc hắn lựa chọn ra sao thì phải dựa vào sự lựa chọn của bản thân hắn rồi. Trước sự điềm tĩnh lạ lùng của Lăng Thiên, Ngụy Thiên Khiếu tự cảm thấy lạnh lẽo khắp người. Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ về cách ứng xử xa lạ này, Lăng Thiên bổ thêm mấy câu. Lỗ Tu Viễn khi chết anh có lòng cho mai táng thế, nhưng có người không muốn nhìn thấy tên đó được yên nghỉ mà đào mộ rồi trộm xác đi mất. Người làm chuyện đó chính là điện chủ Thanh Nham Sơn Nguyên Dương Điện, Lý Mộc Hàn. Thông tin này khiến Ngụy Thiên Khiếu dấy lên nghi ngờ. Lăng Thiên đã đoán trước hắn sẽ không tin lời mà anh nói, vì thế giao kèo 3 ngày được định ra. Trong thời gian này, ông ta có thể cho người của mình điều tra khắp nơi thăm dò tin tức hoặc nhờ phân điện Nguyên Dương Điện hỗ trợ. Nếu sau 3 ngày ông ta vẫn cảm thấy cái chết của Lỗ Tu Viễn do Lăng Thiên gây ra, vậy thì có thể đến Tuyệt Tình Sơn để báo thù. Tuy Lăng Thiên không khiến Ngụy Thiên Khiếu tin tưởng, nhưng quả thật đối sách này là ổn thỏa nhất. Sau đó hắn liền rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, Trúc Hưng Tu không biết có nên theo dõi hắn ta hay không. Nhưng Lăng Thiên quả quyết ông ta sẽ không quay lại đây, vì sau khi điều tra rõ chân tướng thì sẽ tự biết điều quay về Hưng Quốc. Hiện giờ anh quan tâm trước hết chính là việc tung tin đồn đã được sắp xếp ổn thỏa hay chưa. May mắn là mọi chuyện diễn ra đều ổn thỏa, hơn nữa còn có hiệu quả rất tốt. Trước mắt giúp người trong ma giáo bình tâm lại.
Cùng đó khiến đám danh môn chính phái bắt đầu lo sợ, quả thật Trúc Hưng Tu đã làm rất tốt. Lâm Thiên không ngần ngại khen anh mấy câu và khẳng định sẽ thưởng vô cùng hậu hĩnh. Không ngờ hành động nhỏ này có thể khiến độ trung thành của hắn tăng lên 35%, cũng nhờ đó anh tích thêm được 500 điểm. Trái ngược với niềm vui của Lăng Thiên, giờ đây vì kế hoạch tung tin đồn thất thiệt khiến Lý Mộc Hàn phát điên, tuy thuộc hạ của hắn đã phái người đến các phái danh môn chính đạo thuyết phục, nhưng cũng cần nhanh chóng giải quyết hết đám người tung tin đồn kia. Ngoài ra, chuyện Lý Mộc Hàn quan tâm hơn chính là phía bên Trang Tiên Sinh, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Hiện Thuận đã lợi bước vào giai đoạn 2, hắn hiện thiếu nhất chính là thời gian. Nếu không phải gian kế của Lăng Thiên thì hắn đã có thể đứng trên bục cao, trước mắt bao người để vận dụng cuộc chiến giữa ma giáo và chính đạo. Thậm chí cả Tổng Điện cũng sẽ phái người qua để ủng hộ, khi hắn còn đang chìm trong mộng cảnh được người đời tung hô. Đột nhiên một lưỡi dao kề cận cổ, tên kia được chủ nhân sai đến điều tra quá trình thí nghiệm. Cùng với đó xác nhận thông tin xác của Lỗ Tu Viễn đã không còn giá trị. Sau khi nhận được đáp án chuyện này cần đến hỏi Trang Tiên Sinh, thì tên kia liền biến mất mà bỏ lại một câu, vậy thì ta đi tìm Trang Tiên Sinh hỏi cho rõ. Lý Mộc Hàn vô cùng cam phẫn, nếu không phải vì muốn lợi dụng sức mạnh hắn ta đã giết chết hết bọn chúng, sao có thể để chúng uy hiếp đe dọa như vậy chứ. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.